Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn. Chương 466, Phân Thân. Hoàng phủ trạch viện đủ lớn, biệt thự đủ nhiều. Tô Nam một mình chiếm cứ một tòa biệt thự này, trước kia chính là duy nhiều ở lại. Một mình một góc, tương đối thanh tĩnh, rất thích hợp người tu hành vào ở. Tô Nam ở một cái tiến vào biệt thự, hoàng phủ tất cả hạ nhân đều cách ngôi biệt thự kia xa xa, ai cũng không dám tới gần. Nhìn qua, Tô Nam là nhất ôn hòa hàng đầu sư, nhưng lại ôn hòa, hàng đầu sư chính là hàng đầu sư, nhất là kinh lịch ba ngày trước trận kia đại chiến thảm liệt về sau, hoàng phủ mọi người đã sớm bị hàng đầu sư đấu pháp dọa đến sợ vỡ mật. Tô Nam là giảm nhiều đầu sư, đứng đầu một phái, cái kia thủ đoạn khẳng định càng thêm khó lường. Mặt trời dần dần xuống núi, biệt thự bốn phía càng thêm yên tĩnh. Một tên lão bộc cả gan đi tiến vào biệt thự, nơm nớp lo sợ mời Tô Nam giáo chủ dùng bữa tối, trong phòng tuyệt không một tiếng động. Lão bộc trần chờ, không biết nên đi nên lưu. Đúng lúc này, lão bộc chỉ cảm thấy một trận âm phong tập thể, biệt thự nơi hẻo lánh bên trong, tựa hồ nổi lơ lửng một cái mơ mơ màng màng bóng người. Lão bộc lập tức dọa đến sắp nứt cả tim gan, quát to một tiếng, lại không dám dừng lại, lộn nhào chạy mất. Biệt thự lầu 2 một căn phòng ngủ chi, Tô Nam lặng yên ngồi xếp bằng tại cung đình lớn trên giường. Căn phòng ngủ này, xa hoa trình độ khiến người giật mình, cùng bình thường hàng đầu sư đơn giản căn phòng một trời một vực. Tô Nam vừa đi tiến vào căn phòng ngủ này, liền có thể cảm nhận được duy nhiều khí tức. Duy nhiều tại hoàng phủ, vậy mà hưởng thụ lấy dạng này xa hoa đãi ngộ, khó trách hàng đầu thuật bên trên, tiến cảnh chậm chạp. Đứa nhỏ này, thiên phú thực tế, lúc trước liền không nên để hắn học tập hàng đầu thuật. Làm một cái bình thường người bình thường, có lẽ có thể được kết thúc yên lành. Mà xem như hàng đầu sư, nhất là làm Nạp Cát phái giáo chủ Tô Nam nhi tử, tại một cái mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới, duy nhiều cả đời này, nhất định là giữ nhiều lành ít. Tô Nam trong tay chậm rãi vuốt ve duy nhiều còn sót lại ô châu vòng tay, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng đau thương. Dần dần, vẻ đau thương biến mất, thay đổi dứt khoát quyết nhiên thần sắc. Tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau một khắc, nguyên bản ấm áp phòng ngủ chi, trận trận âm phong lăn lộn, từng cái mơ hồ bóng người hiển hiện ra, theo âm phong phiêu đáng vặn vẹo, nhưng mặt người nhưng dần dần trở nên rõ ràng, hết thảy 6 cái bóng người. Đều là người thanh niên tướng mạo, thứ 3 cái bóng người, tướng mạo tương đối yếu đuối, dáng người lồi lõm sáng long lanh, đúng là rõ ràng nữ tử. Nhược quả không phải những bóng người này quá mức âm lãnh, đồng thời theo gió phiêu lãng. Không ngừng vặn vẹo, hắc ám chi, ánh mắt người không tốt sợ là muốn đưa chúng nó xem như đồng loại. Tô Nam tay trái bấm quyết, miệng bên trong liên thanh phân phó. Hai nam hai nữ hướng về Tô Nam có chút khom người, phiêu nhiên mà đi, cũng không thấy cửa phòng đóng mở, 4 cái bóng người cứ như vậy thấu tường mà ra. Không thấy bóng dáng, mặt khác 2 cái bóng người, thì một cái xoay quanh, hóa thành trận trận hắc vụ, tiêu tán thành vô hình. Tô Nam thì nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng. Lại vô nửa phân âm thanh. Cách đó không xa khác một ngôi biệt thự bên trong, phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Sa ngồi ở một bên bàn ăn bên trên dùng bữa tối. Bữa tối là Cơ Khinh Sa để hoàng phủ hạ nhân đem nguyên liệu nấu ăn đưa tới. Tự mình xuống bếp làm, rất đơn giản cũng rất thanh đạm, khẩu vị lại phi thường bổng. Dù là Tiêu Phàm đã tiến vào nửa tích cốc trạng thái, cũng ăn một chén cơm. Sau bữa ăn, Cơ Khinh Sa thu thập xong bàn ăn. Cùng Tiêu Phàm cùng đi đến phòng khách sofa ngồi xuống, Cơ Khinh Sa bắt đầu pha trà. Cái này Tô Nam giáo chủ, giống như cùng Nguyên Thành Tử giới thiệu, hơi có xuất nhập a. Cơ Khinh Sa một bên pha trà một bên nhẹ nói, theo lý, bọn hắn hiện tại hẳn là một đầu chiến hào bên trong chiến hữu, nhất trí đối ngoại. Nhưng mà Tô Nam tựa hồ cũng không có dạng này mục đích. Không những đối với Tiêu Phàm nhìn như không thấy, đối Nguyên Thành Tử thái độ cũng tương đối lãnh đạm. Không giống như là Nguyên Thành Tử nói cái chủng loại kia lão bằng hữu. Lại không biết vị này Nạp Cát phái thứ nhất hàng đầu sư, tâm đến cùng suy nghĩ cái gì. Tiêu Phàm cười cười, nói, hắn đối với chúng ta không yên lòng, kia là đương nhiên. Đổi ta, cũng giống vậy không thể đối với hắn hoàn toàn yên tâm. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, lập tức nói, bất quá hắn chỉ có một người như vậy nghênh ngang tới, ngay cả người trợ giúp đều không mang, chẳng lẽ liền nghĩ dạng này đi đối phó Ma Cư. Tiêu Phàm nói, trước mắt đến xem, hắn chỉ là muốn đối phó Zino. Kia khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. Phạm Anh cùng Zino khác nhau ở chỗ nào? Zino cùng Ma Cưu liền khác nhau ở chỗ nào? Cơ Khinh Sa nghĩ nghĩ, gật đầu nói phải. Vô lượng thọ phúc, một tiếng đạo hào vang lên,
Nguyên Thành Tử đã đến cửa biệt thự. Nghe vào, lão đạo sĩ này có chút lo nghĩ. Sự tình phát triển đến bây giờ, rõ ràng vượt qua Nguyên Thành Tử lúc trước dự tính, Nạp Cát phái trước sau mất mạng 4 tên hàng đầu sư, Tô Nam tự mình giá lâm, cùng Không Cổ phái ở giữa đại chiến, hết sức căng thẳng. Ngọc Dương quan kẹp ở hai đại lưu phái chi, kẹp ở hai tên siêu cấp giảm nhiều đầu sư chi, không cẩn thận, chính là họa diệt môn. Trong lúc này, Tiêu Phàm tựa hồ là duy nhất biến số, cũng là Nguyên Thành Tử sau cùng rơm rạ. Nguyên Thành chân nhân, mời tiến vào. Tiêu Phàm khẽ cười nói. Quấy rầy Tiêu chân nhân thanh tu, thứ lỗi. Nguyên Thành Tử cũng không khách khí, sải bước đi vào cửa. Cơ Khinh Sa nở nụ cười xinh đẹp, nói, Nguyên Thành chân nhân, mời tới bên này ngồi, cùng uống chén trà. Tốt, làm phiền cơ cô nương. Ngay từ đầu, Nguyên Thành Tử xưng hô Cơ Khinh Sa vì cư sĩ, bây giờ đã đổi giọng xưng Tiêu Phàm vì chân nhân, cũng liền rất tự nhiên đổi tên Cơ Khinh Sa vì cơ cô nương, lộ ra thân cận rất nhiều. Nguyên Thành chân nhân tựa hồ có tâm sự, cùng Nguyên Thành Tử ngồi xuống, Tiêu Phàm mỉm cười hỏi. Nguyên Thành Tử cười khổ một tiếng, nói Tiêu chân nhân mắt sáng như đuốc, liền khỏi phải bần đạo giải thích cái gì. Trước mắt thế cục này, mặt ngoài nhìn coi như bình tĩnh, thực tế đã đến bên bờ vực, không cẩn thận, chẳng những hoàng gia có họa diệt môn, coi như Ngọc Dương quan, chỉ sợ cũng vạn kiếp thoát thân không được. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, cũng không phủ nhận, Ngọc Dương quan mặc dù thực lực cũng rất không nhỏ, là Lạc Già Thành người Hoa Tông giáo lãnh tụ, Nguyên Thành Tử thuật pháp cao thâm, đồ tử đồ tôn chi cũng có người tài ba. Nhưng vô luận là cùng Không Cổ phái hay là cùng Nạp Cát phái tương đối mà nói, chênh lệch đều hết sức rõ ràng. Tô Nam con ruột, chết tại Zino trong tay, đây là tử thù, quyết không thể giải, Nạp Cát phái có phải là sẽ cùng Không Cổ phái toàn diện khai chiến, tạm thời không tốt dưới phán đoán, nhưng Tô Nam chắc chắn sẽ không bỏ qua Zino. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Hiện tại mấu chốt ở chỗ, Tô Nam cùng Nạp Cát phái, đều cũng không phải là tất thắng. Nguyên Thành Tử đem bảo hoàn toàn trấn áp Tô Nam bên này, một khi Tô Nam chiến bại, Nạp Cát phái nội tình thâm hậu, chưa hẳn liền sẽ toàn quân bị diệt. Nhiều nhất là Tô Nam bản thân gặp nạn, Nguyên Thành Tử cùng Ngọc Dương quan nhưng tuyệt đối sẽ không có may mắn như vậy, coi như Ma Cưu Đại Quốc Sư không giáng tội, Zino cùng Phạm Anh tất nhiên không chịu bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chỉ cần đem Ngọc Dương quan đánh cho tàn phế, hoàng gia không có chỗ dựa, còn thế nào tiếp tục chống đỡ được. Tự nhiên sẽ bị nhổ tận gốc. Tiêu chân nhân, tâm ta vẫn có nghi vấn. Nguyên Thành chân nhân thỉnh giảng, ngươi lần này đến Lạc Già Thành, mục đích đến cùng là cái gì? Nguyên Thành Tử thẳng tắp tiếp cận hắn, ánh mắt sắc bén như đao. Ngay từ đầu, Nguyên Thành Tử còn tưởng rằng Tiêu Phàm thuần túy là vì Phạm Nhạc mà tới. Một cái, Phạm Nhạc có thể là Tiêu Phàm bằng hữu. Thứ hai, nếu như có thể giúp trợ Phạm Nhạc đoạt lại gia sản, như vậy lấy Phạm gia tài lực, sau này ngược lại là có thể cho Tiêu Phàm giúp đỡ không ít bận bịu. Xem như đôi bên cùng có lợi, nhưng bây giờ, Nguyên Thành Tử tâm lo nghĩ, lại là càng ngày càng thịnh, ẩn ẩn cảm thấy, Tiêu Phàm mục đích, chỉ sợ tuyệt không chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Phàm trên mặt mỉm cười thu liếm không gặp, lẳng lặng nhìn qua Nguyên Thành Tử. Nhẹ nói ra ba chữ, xích viêm thảo, cái gì? Nguyên Thành Tử kém chút nhảy dựng lên, hai mắt bỗng nhiên trợn thật lớn. Ngươi vì xích viêm thảo đến. Tiêu Phàm yên lặng gật đầu, Tiêu chân nhân. Ngươi không có nói đùa với ta chứ? Tiêu Phàm chậm rãi nói, người yêu của ta, bản thân bị trọng thương, cần, xích viêm thảo cứu mạng. Nghe tới người yêu của ta bốn chữ, Cơ Khinh Sa song mi, có chút vén bỗng nhúc nhích. Chấn kinh thật lâu, Nguyên Thành Tử mới ăn một chút nói, xích viêm thảo, xác thực có công hiệu khởi tử hồi sinh, thế nhưng là, Tiêu chân nhân nghĩ muốn như thế nào đạt được nó đâu. Trực tiếp giết tới Ma Cưu Trang Viên đi, xử lý Ma Cưu Đại Quốc Sư. Nếu như đây là biện pháp duy nhất, ta dự định thử một chút. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, không có chút nào mãnh liệt chi ý, tựa hồ đang kể lấy một kiện 10 điểm chuyện đương nhiên. Nguyên Thành Tử lần nữa nở nụ cười khổ, nói Tiêu chân nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, e là cho dù là chỉ thủy tổ sư, cũng sẽ không như vậy mạo hiểm. Tiêu Phàm chậm rãi nói, hàng đầu thuật là rất đáng sợ. Nhưng vô cực truyền thừa, cũng không bằng ngoại giới tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này... Nguyên Thành Tử không biết nên như thế nào mở miệng, kỳ thật tâm lại thở phào một hơi, tựa hồ một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Nếu Tiêu Phàm thật là vì xích viêm thảo mà đến, hơn nữa là nhất định phải được, như vậy, Tiêu Phàm chính là có thể dựa nhất minh hữu. Chí ít tại đối phó Ma Cưu Đại Quốc Sư chuyện này bên trên, Tiêu Phàm là có thể hoàn toàn tín nhiệm. Đối với Nguyên Thành Tử mà nói, Tiêu Phàm thực tế là một cái cực lớn thẻ đánh bạc, có Tiêu Phàm gia nhập liên minh,
Ngọc Dương Quan cùng hắn Nguyên Thành Tử, liền có cùng Tô Nam đàm phán tư cách. Đã cùng Không Cổ phái sử dụng bạo lực đã khó mà tránh khỏi, như vậy cùng Tô Nam cùng Nạp Cát phái liên thủ, liền bắt buộc phải làm. Nhưng mà, là làm Bình Khởi Bình Tọa Minh Hữu cùng Nạp Cát phái liên thủ, hay là làm Tiểu Tùy Tùng kèm ở ký đuôi, hiệu quả là hoàn toàn không giống. Tối thiểu nhất, vạn nhất sự có không hài, Ngọc Dương Quan cùng Hoàng gia, không đến mức bị xem như con rơi. Tiêu Chân Nhân nếu như quyết tâm đã định, Ngọc Dương Quan nguyện ý hết sức giúp đỡ. Nguyên Thành Tử lập tức nói, thần sắc hết sức trịnh trọng. Cơ Khinh Sa không khỏi hé miệng cười một tiếng. Lão đạo sĩ này cũng là giảo hoạt, rõ ràng là hắn càng thêm cần Tiêu Phàm trợ giúp, từ trong miệng hắn nói ra, cũng là Tiêu Phàm nhận hắn một cái đại nhân tình như. Chỉ bất quá Tiêu Phàm tuyệt sẽ không đi điểm phá hắn. Miệng bên trong nói thế nào là một chuyện, cuối cùng hợp tác như thế nào, còn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Tiêu Phàm cười cười, đang muốn mở miệng, phòng khách cửa sổ dày đặc lông nhung thiên nga màn cửa nhẹ nhàng khẽ động, một cỗ như có như không gió mát quét vào. Nguyên Thành Tử cùng Cơ Khinh Sa sắc mặt lập tức biến, bỗng nhiên đứng lên. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, một đạo chu sa phù lục hiển hiện ra. Tiêu Chân Nhân, không thể, đây là Tô Nam giáo chủ phân thân. Nguyên Thành Tử kinh hãi, gấp vội kêu lên. Tiêu Phàm phảng phất không có nghe thấy, tay trái bấm quyết, cánh tay phải lắc một cái, phù lục lập tức hồng quang lóa mắt, như thiểm điện hướng về vừa mới trong phòng khách xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người kích bắn đi. Chương 467, hòa làm một thể. Đạo nhân ảnh kia chính là Tô Nam xúc dưỡng một tên âm bộc, tướng so Phạm Anh nuôi đồng tử, khác nhau hay là rất rõ ràng. Phạm Anh xúc dưỡng quỷ vật, rõ ràng ở vào cất bước giai đoạn, bóng người mơ hồ không rõ, tựa hồ vẫn còn khi còn bé, mà lại Phạm Anh cũng chỉ xúc dưỡng hai con quỷ vật. Tô Nam nuôi tên này âm bộc, chính là người thanh niên tướng mạo, mặc dù giống nhau mơ hồ không rõ, dáng người lại cao lớn hơn được nhiều. Tô Nam hết thảy nuôi 6 tên âm bộc, Nguyên Thành Tử nói đến khách khí, đem nó xưng là Tô Nam phân thân. Không nghĩ tới mặc dù hắn nhắc nhở Tiêu Phàm như trước vẫn là nửa phần giả mượn cũng vô, nói đánh là đánh. Mắt thấy phù lục bắn tới như chớp, âm bộc trên mặt cũng hiện ra nhân cách hóa biểu lộ, vừa sợ vừa giận. Âm phong cùng một chỗ, liền muốn lùi ra ngoài đi. Lại nơi nào còn kịp, trên bùa chú huyết quang đại thịnh, hô một tiếng. Liền biến thành một chương huyết sắc cự bao phủ xuống, nháy mắt đem tên kia âm bộc hoàn toàn bao khỏa, một cỗ gai mũi mùi máu tanh, lập tức trong phòng khách tràn ngập ra, tên kia âm bộc tựa hồ đối với cái này máu cực kỳ kiêng kỵ, mỗi lần bị máu bao phủ, liền ngơ ngác đứng ở đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Nguyên Thành Tử lại là giật mình lại là bội phục, ngay tại Nam Dương chi địa, Nguyên Thành Tử đương nhiên biết, hàng đầu sư xúc dưỡng âm quỷ ra sao trở đáng sợ, càng là cao minh hàng đầu sư. Xúc dưỡng âm quỷ thì càng lợi hại, tới lui như gió, pháp lực cao cường. Bình thường đến nói, hàng đầu sư xúc dưỡng âm quỷ, đều là anh hài cùng trẻ con bộ dáng. Mà Tô Nam xúc dưỡng âm quỷ, vậy mà là người thanh niên bộ dáng, có thể thấy được cái này mấy tên âm quỷ xúc dưỡng thời gian chiều dài. Ai ngờ tại Tiêu Phàm công kích phía dưới, cái này âm bộc thế mà không có chút nào kháng cự chi lực, thúc thủ chịu trói. Một tiếng lạnh hừ, bên ngoài biệt thự âm phong trận trận, Tô Nam đã đến bên ngoài. Tiêu tiên sinh, người đây là ý gì? Bên ngoài biệt thự bên cạnh trong viện Tô Nam lạnh lùng hỏi, ngữ khí rất là bất thiện. Bình thường đến nói, một khi đối hàng đầu sư xúc dưỡng âm quỷ xuất thủ, sẽ cùng tại chính thức khiêu chiến. Nguyên Thành Tử không khỏi khẩn trương, không ngừng lấy ánh mắt hướng Tiêu Phàm ra hiệu. Tiêu Phàm lại là nhìn như không thấy, khẽ cười nói, Tô Nam giáo chủ, mời vào bên trong một lần như thế nào? Tốt, Tô Nam không chút do dự, một lời đáp ứng. Lập tức sải bước đi tiến vào phòng ngủ. Ánh mắt tại cửa sổ sát đất trước bị máu trói buộc chặt âm bộc trên thân quét qua, song nghi có chút một dương, lập tức liền hướng Tiêu Phàm bên này nhìn sang. Tiêu tiên sinh, không nghĩ tới người cũng là hàng đầu sư, hơn nữa còn là, Không Cổ phái, người. Tô Nam thanh âm lạnh như băng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đề phòng. Nguyên Thành Tử càng là giật nảy cả mình, đột nhiên đứng dậy, kinh nghi bất định đánh giá Tiêu Phàm, giống như không biết như. Thực tế Tô Nam câu nói này quá kinh người, Tiêu Phàm vậy mà là Không Cổ phái hàng đầu sư, mình thế mà đem hắn coi như là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, còn cùng hắn thương nghị muốn đối phó ma cưu đại quốc sư. Cái này lại từ đâu nói đến, về phần Không Cổ phái hàng đầu sư, vì sao đoàn thể pháp thuật, còn sẽ sử dụng vô cực môn phù lục, trong lúc nhất thời, Nguyên Thành Tử lại nơi nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Tiêu Phàm cười cười, nói Tô Nam giáo chủ cớ gì nói ra lời ấy. Tô Nam lạnh lùng nói, máu hàng chi thuật mặc dù rất phổ thông.
nhưng mỗi môn phái máu hàng thuật đều có không giống nhau đặc điểm. Tiêu tiên sinh coi là đem, không cổ phái, máu hàng thuật dung nhập phù lục bên trong, liền có thể giấu giếm được ta sao? Tiêu Phàm mỉm cười nói như vậy, Tôn Nam giáo chủ kỳ thật đối, không cổ phái, máu hàng thuật vô cùng kiêng kỵ. Vẻn vẹn chỉ là mấy phần tương tự khí tức, liền để Tôn Nam giáo chủ như lâm đại địch, tương tự khí tức, ngươi có ý tứ gì? Giáo chủ mắt sáng như đuốc, sao không lại cẩn thận phân biệt một chút? Nghe Tiêu Phàm thuyết pháp như vậy, Tôn Nam lập tức có chút nửa tin nửa ngờ, lại cẩn thận hướng cửa sổ sát đất nhìn đằng trước đi. Chỉ thấy tấm kia máu vẫn như cũ đỏ lóng lánh, gai mũi mùi máu tanh lại mờ nhạt rất nhiều, bị máu bao phủ âm bộc, cứ việc vẫn là không dám loạn động, trên mặt nhưng không có vẻ kinh hoàng. Kỳ quái, đây là, Tô Nam dù sao không thể coi thường, vừa mới kinh nộ phía dưới, chưa từng nhìn kỹ, chỉ lo toàn bộ tinh thần đề phòng Tiêu Phàm, bây giờ cẩn thận nhìn qua xem xét, quả nhiên liền nhìn ra khác nhau. Máu phát ra mùi máu tanh, cố nhiên cùng không cổ phái máu hàng thuật cực kỳ tương tự, nhưng chỗ rất nhỏ vẫn có chút khác biệt, thiếu mấy phân tà khí, mà tản mát ra một loại khác thâm bất khả trắc khí tức. Loại này khí tức thần bí, là Tô Nam chỗ chưa quen thuộc, giống như cùng Nguyên Thành Tử truyền lại Long Môn phái đạo thuật có chỗ tương tự, nhưng lại có rõ ràng phân biệt. Loại khí tức này 10 điểm đường hoàng chính đại, không có chút nào bằng môn tả đạo ý tứ. Lên, Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, tấm kia bao phủ âm bộc máu nháy mắt hoàn nguyên thành một chương chu sa phù lục, hướng về Tiêu Phàm bay vụt mà quay về. Cuối cùng một tia mờ nhạt mùi máu tanh cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âm phong cùng một chỗ, đạt được tự do âm bộc tốn hao một đoàn hắc vụ, bỗng nhiên chui vào Tô Nam thể nội, không thấy bóng dáng. Tô Nam vội vàng lấy thần niệm chi lực tinh tế điều tra, xác định âm bộc không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, căng cứng sắc mặt mới rốt cục hòa hoãn xuống tới, hướng phía Tiêu Phàm vừa chắp tay, nói Tiêu tiên sinh, xem ra là ta hiểu lầm, thật có lỗi. Tiêu Phàm còn chưa mở lời, Nguyên Thành Tử đã dài thở dài một hơi, làm bộ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vừa cười vừa nói, Tô Nam giáo chủ, người thế nhưng là thanh bần đạo dọa đến quá sức. Tô Nam liếc nhìn hắn một cái, cười như không cười nói, Nguyên Thành chân nhân, lời này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Tất cả mọi người là lão bằng hữu a, các ngươi Ngọc Dương quan lợi hại, ta lại không phải không rõ ràng. Ngươi cần gì phải ở trước mặt ta đóng vai heo? Luận thực lực tổng hợp, Ngọc Dương quan có lẽ còn không thể cùng Nạp Cát phái không cổ phái những này một cùng một giảm nhiều đầu lưu phái đánh đồng, nhưng luận cá nhân thực lực, Nguyên Thành Tử tuyệt đối có thể đưa thân nhất lưu hàng ngũ, không tại những cái kia nổi tiếng giảm nhiều đầu sư phía dưới. Coi như Tiêu Phàm thật sự là không cổ phái hàng đầu sư, Nguyên Thành Tử cũng sẽ không coi là thật dọa đến quá sức. Nguyên Thành Tử cười ha ha một tiếng, cũng không phủ nhận. Tiêu tiên sinh, ta cũng đã được nghe nói châu Á đạo thuật, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cao thâm mạt chắc. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Khó được Tiêu tiên sinh còn trẻ như vậy, tu vi liền đã cao minh như thế, Tô Nam bội phục rất. Tô Nam lập tức chuyển hướng Tiêu Phàm, lại hồi phục thành vị kia nho nhã lễ độ, toàn thân thư quyển khí tức khác loại giảm nhiều đầu sư. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, mang theo nồng đậm ý tò mò, cũng có che giấu phải phi thường đúng chỗ thật sâu đề phòng. Vô luận Tiêu Phàm có phải là cùng không cổ phái có quan hệ, người trẻ tuổi này vừa rồi biểu hiện ra thủ đoạn, đều đầy đủ kinh người. Tại không có thăm dò rõ ràng Tiêu Phàm nội tình trước đó, Tô Nam tâm bên trong có thể nào không cảnh giác. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Tô Nam giáo chủ quá khen, đại đạo chi cực, vạn pháp đều thông. Tô Nam trầm giọng nói, Tiêu tiên sinh, mặc dù ta rất đồng ý ý kiến của ngươi, nhưng ở quý quốc đạo thuật bên trong, bỗng nhiên trộn lẫn chúng ta hàng đầu sư thủ pháp, hay là rất làm người ta giật mình. Chẳng lẽ Tiêu tiên sinh vẫn luôn đang nghiên cứu như thế nào thanh hai cái này dung hợp lại cùng nhau? Tiêu Phàm cười nói, vẫn luôn đang nghiên cứu, tự nhiên là chưa nói tới, ta thực sự tiếp xúc hàng đầu thuật, cũng là mấy ngày nay sự tình. Bất quá tại vừa rồi tấm bùa kia bên trong, xác thực trộn lẫn máu hàng nội dung. Mà lại cái này máu hàng, cũng xác thực là tới từ, không cổ phái, hàng đầu sư. Ồ, Tiêu tiên sinh có thể hay không cho chúng ta giải thích cặn kẽ một chút đâu? Tô Nam lập tức hỏi. Hai mắt tinh quang nhấp nháy, thẳng tắp tiếp cận Tiêu Phàm. Tiêu Phàm liếc một bên Nguyên Thành Tử một chút, nói, Nguyên Thành chân nhân, đối cứng mới kia máu hàng khí tức, chân nhân hẳn là rất quen thuộc. Nguyên Thành Tử trầm ngâm nói, chẳng lẽ là từ Thanh Vân thể nội lấy ra cái kia đạo máu hàng? Đúng vậy, đạo này máu hàng, rất có thể chính là Phạm Anh rơi vào Hoàng Thanh Vân tiên sinh trên thân, ta đem nó thu vào, mấy ngày nay nghiên cứu một chút, phát hiện có thể cùng chúng ta phù lục dung hợp lại cùng nhau. Về phần đến cùng có thể sinh ra hiệu quả như thế nào,
tạm thời còn không phải quá rõ ràng. Hiệu quả kỳ thật vừa rồi đã kiểm nghiệm qua, ngay cả Tô Nam xúc dưỡng âm bộc, bị phù lục bao phủ về sau, cũng không dám loạn động. Chỉ là ngay trước Tô Nam trước mặt, lời này lại là khó mà nói ra miệng tới. Nguyên Thành Tử lại kinh lại đeo, thở dài nói, Phô Cực Môn không hổ là hoa hạ thuật pháp lãnh tụ, Tiêu Chân Nhân chỉ dùng chỉ là 3 ngày, liền có thể đem hàng đầu cùng phù lục hòa làm một thể, thực tế để người khó có thể tin a. Lần này, lão đạo sĩ sợ hãi thán phục cũng quả thực là xuất phát từ nội tâm. Đem đạo thuật cùng hàng đầu thuật dung hợp, lão đạo sĩ không phải là không có làm qua nếm thử, rất sớm trước kia, hắn tu luyện đạo thuật có thành tựu thời điểm, liền thử qua muốn lấy hàng đầu thuật trưởng đến bổ đạo thuật sở đoàn, đáng tiếc không có nửa điểm tiến triển, cuối cùng không thể không từ bỏ ý nghĩ thế này. Nguyên lai tưởng rằng đạo thuật cùng hàng đầu thuật, chính là không hợp khác biệt lô. Không nghĩ tới Tiêu Phàm chỉ bất quá ngắn ngủi số ngày, thế mà liền có thực chất họ tiến triển. Xem ra thứ này, thật đúng là cần không tầm thường thiên phú. Kỳ thật, trừ thiên phú bên ngoài, càn khôn đỉnh cũng là cực kỳ trọng yếu một cái nhân tố. Không có thể an trí hàng đầu pháp khí, lại nói thế nào nghiên cứu. Duy chỉ có Tiêu Phàm có thể đem hàng đầu giam cầm tại càn khôn đỉnh bên trong, lại tiến hành điều tra nghiên cứu. Phạm Anh rơi vào Hoàng Tiên Sinh trên thân máu hàng, Tô Nam lại không thế nào giật mình Tiêu Phàm đem cả hai dung hợp, hắn chú ý chính là Phạm Anh. Nguyên Thành Tử vội vàng nói, là như vậy, Tô Nam giáo chủ, chúng ta phân tích cho rằng, cùng Duy Nhiều Tiên Sinh giao thủ hẳn là Zino, thừa dịp Duy Nhiều Tiên Sinh không thể phân thần cơ hội, cho Thanh Vân rơi hàng đầu, hẳn là Phạm Anh. Tô Nam song mi lập tức chăm chú nhau. Phạm Anh bất quá là Zino đồ đệ mà thôi, hắn rơi vào Hoàng Thanh Vân trên thân hàng đầu, lại có to lớn uy lực, Tiêu Phàm đem trộn lẫn tiến vào phù lục, liền ngay cả Tô Nam tế luyện nhiều năm âm bộc, đều kiêng kỵ dị thường. Dựa theo này suy luận, Phạm Anh sư phụ Zino, chẳng phải là càng thêm cường hãn đến quá mức. Về phần Ma Cưu Đại Quốc Sư, vậy liền lại càng không cần phải nói. Không cổ phái nếu như khi thật là mạnh mẽ đến loại tình trạng này, Nạp Cát phái nơi nào còn có sức hoàn thủ, chỉ sợ ngay cả sức lực chống đỡ cũng sẽ không có. Đối với Tô Nam lo lắng, Nguyên Thành Tử trong lòng tựa như gương sáng, lập tức nói, Tô Nam giáo chủ, Tiêu Chân Nhân nghiên cứu hàng đầu thuật thời gian mặc dù không dài, nhưng phù lục chi thuật lại là Vô Cực Môn 100.000 năm truyền thừa. Ngài A, cũng đừng nghĩ sai, vây khốn người âm bộc, Tiêu Phàm chủ yếu dựa vào là phù lục chi lực, không phải hàng đầu thuật. Chương 468, Tướng Nhân không sai. Phù lục chi thuật, Tô Nam lại cũng không vì Nguyên Thành Tử một câu liền trong lòng bình yên, ngược lại nghi hoặc đánh giá Nguyên Thành Tử hai mắt. Đối với phù lục chi thuật, Tô Nam mặc dù cũng không tinh thông, nhưng cũng tuyệt không xa lạ gì. Nhiều năm như vậy, hắn cùng Nguyên Thành Tử ở giữa, xác thực đánh qua không ít quan hệ, Nguyên Thành Tử ở trước mặt hắn biểu hiện ra qua bao quát phù lục chi thuật ở bên trong không ít đạo môn pháp thuật. Tại Tô Nam trong mắt, Nguyên Thành Tử phù lục chi thuật cố nhiên vô cùng ghê gớm, lại cũng không đến nỗi đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Nơi nào sẽ giống Tiêu Phàm dạng này, vừa ra tay liền chế trụ hắn xúc dưỡng tế luyện nhiều năm âm bộc, nửa điểm đều không thể động đậy. Nguyên Thành Tử nghiêm nghị nói, Tô Nam giáo chủ, vị này Tiêu Chân Nhân, chính là Vô Cực Môn đương đại trưởng giáo chân nhân. Vô Cực Môn là châu Á thuật pháp giới lãnh tụ, từ ngàn năm nay, chấp hoa hạ thuật pháp chi người cầm đầu. Ngụ ý chính là nói, người đừng bắt ta cùng người ta so, không phải một cái đẳng cấp. Thật giống như các người Đan Mạn Quốc Đại Quốc Sư, là cả nước vô địch nhân vật lợi hại, Vô Cực Môn trưởng giáo, tại châu Á thuật pháp giới, địa vị cùng Ma Cưu tại Đan Mạn Quốc hàng đầu giới tương xứng. Thì ra là thế, Tiêu Chân Nhân, thất kính, Tô Nam không khỏi kinh nghi bất định, vội vàng ôm quyền hướng Tiêu Phàm khom người thi lễ, rất khách khí nói. Không dám nhận, Tô Nam giáo chủ, mời ngồi, cùng uống chén trà. Tốt, vậy liền quấy dày, Tô Nam cũng không từ chối. Ngay tại bàn trà một bên ngồi xuống. Cơ Khinh Xa tự tay dâng lên trà thơm, quy củ đóng vai lấy Tiêu Phàm bạn gái nhân vật, yên lặng, tự nhiên nhiên, tuyệt không nói nhiều một câu, trên mặt càng là không nhìn thấy nửa phân ủy khuất chi ý. Phàm là người thành đại sự, tất có chỗ hơn người. Tô Nam hai mắt lại là khẽ híp một cái, hướng Cơ Khinh Xa khom người một chút, lấy đó lòng biết ơn. Lấy Tô Nam ánh mắt, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, vị này nhìn qua tiêm tiêm yếu đuối nữ hài. Kỳ thật cũng là một vị thâm tàng bất lộ đại cao thủ. Kia cỗ không chậm không nhanh, ung dung không vội khí độ, vô luận như thế nào đều là trang không ra. Bên người có nữ như đây, Tô Nam đối Tiêu Phàm thân phận, lại tin mấy phân. Tiêu Chân Nhân, đại giá quang lâm tệ nước, không biết có gì muốn làm. Xích Viêm Thảo,
Tiêu Phàm lạnh nhạt đáp, cái gì, dù là Tô Nam một phái chi tôn, cũng không khỏi phải mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Tiêu Chân Nhân, ngươi nói đùa, muốn, Xích Viêm Thảo. Tiêu Phàm cười cười, nói Tô Nam giáo chủ, có ai quy định, Xích Viêm Thảo, chỉ có thể về người nào đó tất cả a? Lời nói này phải, Tô Nam nửa ngày không biết nên trả lời như thế nào. Từ xưa đến nay, Xích Viêm Thảo chính là giảm nhiều đầu sư độc chiếm, trừ một cùng một giảm nhiều đầu sư, những người khác ai dám ngấp nghé. Tuyệt đối là tìm chết, huống chi hiện tại, Xích Viêm Thảo đã là như thế thưa thớt. Nó quý giá trình độ, vượt xa lúc trước, Tiêu Chân Nhân, xin thứ cho ta vô lễ, trước mắt toàn bộ Đan Mạn Quốc. Sắp thành thục, Xích Viêm Thảo, chỉ có một gốc, trồng tại Ma Cưu Trang Viên. Chẳng lẽ Tiêu Chân Nhân là hướng về phía Ma Cưu Trang Viên mà đến a? Chố mắt chốc lát, Tô Nam mới mở miệng nói ra. Thanh âm kìm lòng không đặng ép tới rất thấp, tựa hồ sợ tai vách mạch rừng. Kỳ thật căn phòng này bên trong bốn người, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm tiêu chuẩn cao thủ, phụ cận có người hay không nghe lén. Kia là nhất thanh nhị sở, Tô Nam vẫn như cũ cẩn thận như vậy cẩn thận, vậy cũng chỉ có thể nói, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, đối Ma Cưu Đại Quốc Sư, thực tế vô cùng e dè. Coi như trong mật thất, nói chuyện cũng tự nhiên mà vậy không dám lớn tiếng. Tiêu Phàm không chút do dự nhẹ gật đầu, nói chính là như thế này, trong vòng 20 ngày, ta nhất định phải cầm tới, Xích Viêm Thảo, nếu không người yêu của ta liền sẽ có đại phiền toái. Tô Nam lập tức nói, Tiêu Chân Nhân nhưng biết, làm như thế nguy hiểm lớn bao nhiêu. Tiêu Phàm mỉm cười hỏi ngược lại, biết rõ nguy hiểm lớn như vậy, Tô Nam giáo chủ vì sao lại tự mình đuổi tới Lạc Già Thành, mà lại là độc thân đến đây. Tô Nam con người bỗng nhiên co vào, yên lặng tiếp cận Tiêu Phàm, trong mắt lệ khí đại thịnh. Âm âm nói, Tiêu Chân Nhân, đây là cá nhân ta việc tư, không nhọc Tiêu Chân Nhân quan tâm. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt không giảm, chậm rãi nói, Tô Nam giáo chủ, ta mặc dù không rõ ràng cụ thể nội tình, nhưng ta sẽ xem tướng. Xem tướng, đúng thế, từ Tô Nam giáo chủ tướng mạo đến xem, dưới mắt chính là thời buổi rối loạn. Nếu như xử trí không kịp, chỉ sợ đại họa liền lửa xém lông mày. Cái này còn không chỉ là Tô Nam giáo chủ tai họa. Mà là toàn bộ, Nạp Cát phái, tai họa. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén như đao, không khách khí chút nào cùng Tô Nam đối mặt, mỗi chữ mỗi câu, không chậm không nhanh nói. Tô Nam hoắc đứng dậy, căm tức nhìn Tiêu Phàm, nghiêm nghị nói, Tiêu tiên sinh, người rốt cuộc là ai? Một lời chưa tất, Tô Nam cổ tay khẽ đảo, trong tay đã nhiều hơn một cái đen nhánh vật phẩm, hình dạng cổ quái, giống như là một loại nào đó tông giáo bẻ cánh bên trong cung phụng pháp khí. Nguyên Thành Tử giật nảy cả mình. Liên tục không ngừng hướng lên đứng, hai tay lắc lắc, nói Tô Nam giáo chủ, tuyệt đối không được hiểu lầm, Tiêu Chân Nhân tuyệt không ác ý. Hắn đương nhiên có thể nhận ra được, Tô Nam giờ phút này cầm trong tay, chính là hàng đầu sư binh khí, không ít hàng đầu sư thi pháp đều nhất định phải dựa vào pháp khí, kiện pháp khí này, Nguyên Thành Tử đã từng thấy qua. Tô Nam bỗng nhiên trở mặt, có thể suy ra, Tiêu Phàm một phen, chính chính đâm trúng tâm sự của hắn. Tiêu Phàm nhưng như cũng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Nguy nhưng bất động, nhìn qua Tô Nam, chậm rãi nói, Tô Nam giáo chủ, không cần kinh ngạc. Các ngươi hàng đầu sư có hàng đầu sư thủ đoạn, chúng ta Hoa Hạ thầy tướng có thầy tướng thủ đoạn. Nếu như Tô Nam giáo chủ nhất định phải khảo giáo, Tiêu Phàm cũng rất tình nguyện phụng bồi. Bất quá Tô Nam giáo chủ cần nghĩ kỹ, chúng ta có cùng chung địch nhân. Muốn đối phó Ma Cưu Đại Quốc Sư, một lực lượng cá nhân chỉ sợ là không đủ. Nhiều một người bạn, liền nhiều một phần lực lượng. Làm sao ngươi biết ta muốn đối phó Ma Cưu? Tô Nam vẫn như cũ thấp giọng, nổi giận đùng đùng hỏi, cầm thật chặt trong tay pháp khí, mảy may cũng không có muốn thu hồi đi ý tứ, tựa hồ một lời không hợp, liền muốn xuất thủ. Từ Tô Nam thần sắc bên trong, hoàn toàn có thể thấy được nội tâm của hắn khẩn trương bất an. Đối phó Ma Cưu, chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút, đều làm cho lòng người bên trong phát mao. Nhất là đối với Đan Mạn Quốc hàng đầu sư mà nói, càng là như vậy. Bỗng nhiên ở giữa, tâm sự của mình bị một cái cơ hồ có thể tính làm là người xa lạ ra hỏa lập tức vạch trần, loại này chấn kinh, người bình thường là tuyệt đối trải nghiệm không đến. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, Tô Nam giáo chủ là một phái chi tôn, Đan Mạn Quốc nổi tiếng giảm nhiều đầu sư, Nạp Cát phái càng là truyền thừa mấy trăm năm đại phái. Tại Đan Mạn Quốc, có thể làm cho Tô Nam giáo chủ cùng môn phái của ngươi đều gặp phải tai họa ngập đầu, ta tin tưởng trừ Ma Cưu Đại Quốc Sư bên ngoài. Không có khả năng lại có những người khác có thể làm đến điểm này. Làm sao ngươi biết ta cùng, Nạp Cát phái, có tai họa ngập đầu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Tô Nam giáo chủ, ta nói qua, cái này,
từ gương mặt ngươi bên trên liền có thể nhìn ra được. Tô Nam liền cười, cười đến lạnh lùng, chậm rãi nói, Tiêu tiên sinh, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Tại trong mắt người khác, hàng đầu thuật là thần bí như vậy, đối với không có đích thân thể nghiệm qua người mà nói, tướng thuật chỉ có càng thêm thần bí khó lường. Việc này quan hệ đến Tô Nam thậm chí toàn bộ Nạp Cát phái sinh tử tồn vong, Tô Nam làm sao có thể bởi vì Tiêu Phàm một câu tướng mạo liền tin chi không nghi ngờ. Tiêu Phàm như trước vẫn là ngồi ở chỗ đó, chậm chậm nói, Tô Nam giáo chủ, gương mặt ngươi biểu hiện, trừ duy nhiều bên ngoài, ngươi còn có một đứa con trai. Mà lại, cái này cái hài tử mẫu thân, phải cùng Tô Nam giáo chủ quan hệ rất không bình thường. Ngươi, trong một chớp mắt, Tô Nam sắc mặt đột biến, hai mắt trợn thật lớn, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm. Giống như là trắng nói giống như gặp quỷ. Mà giờ khắc này, Tô Nam tâm bên trong kinh hãi chỉ có so hắn biểu hiện ra ngoài chấn kinh càng sâu. Tô Nam cả đời chưa từng kết hôn, lại có hai cái con riêng. Đại nhi tử duy phần lớn là hắn cùng năm đó hầu hạ mình hầu gái sở sinh, mặc dù tương đối bí ẩn, hay là có mấy người biết, theo duy bao giải thành, bí mật này cũng dần dần truyền dương ra ngoài, Tô Nam cũng không tận lực giấu giếm. Tiểu nhi tử tình hình, cùng duy nhiều khá là khác biệt. Là Tô Nam cùng mình cháu gái sở sinh. Nói đến, đây là mạnh mẽ. Cho tới nay, Tô Nam cùng cháu gái đều đối ngoại bảo thủ lấy bí mật này, trừ hai người bọn họ, lại không có người thứ ba biết chuyện này chân tướng. Nhất là để Tô Nam cao hứng sự tình, tiểu nhi tử thiên phú ở xa duy nhiều phía trên, tuổi còn nhỏ, liền thể hiện ra kinh tiềm lực của con người. Tô Nam lo lắng người khác đoán được bọn hắn chân thực quan hệ, không dám đem tiểu nhi tử mang theo trên người tự mình dạy bảo. Chỉ có thể lợi dụng cơ hội khác cho chỉ điểm. Dù là như thế, tiểu nhi tử tại hàng đầu thuật bên trên tiến cảnh, vẫn như cũ là nhất viết ngàn dặm. Tô Nam cao hứng không được, chỉ cùng đứa nhỏ này tương lai lớn lên thành nhân về sau, liền muốn đem Nạp Cát phái vị trí trưởng giáo truyền thụ cho hắn. Tô Nam thậm chí không nghi ngờ, cuối cùng cũng có nhất viết, tiểu nhi tử sẽ trưởng thành vì Đan Mạn quốc thứ nhất hàng đầu sư, bị Hoàng thất khâm phong làm đại quốc sư. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm lại trực tiếp đem hắn bí mật này cho để lộ, thật giống như trước mặt mọi người kéo xuống hắn một điểm cuối cùng tấm màn che, trong chốc lát Tô Nam chỉ cảm thấy đầu óc rung động ầm ầm, toàn thân nhiệt huyết bay thẳng trên đỉnh đầu, hoàn toàn không cách nào bình thường suy nghĩ. Tô Nam tin tưởng, bí mật này, ngoại trừ chính hắn cùng cháu gái, tuyệt đối sẽ không lại có người thứ ba biết, liền xem như hài tử mình, cũng không biết hắn cha ruột là Tô Nam. Chính vì vậy, Tô Nam mới thật lâm vào trong hỗn loạn. Dạng này bí mật Tiêu Phàm là tuyệt đối không nghe được. Nhưng hắn thế mà biết, chẳng lẽ châu Á cái gọi là tướng thuật, thật sự có thần kỳ như vậy. Cũng may Tô Nam cứ việc chấn kinh vô so, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy đầu óc thanh tỉnh cùng cuối cùng một tia lý trí, một mực khống chế lại mình, không có tùy tiện hướng Tiêu Phàm xuất thủ. Người hoa này trẻ tuổi về trẻ tuổi, lại tuyệt không phải dễ đối phó như vậy. Tiêu Phàm không để ý tới Tô Nam thốt nhiên sắc giận, chậm chậm nói, Tô Nam giáo chủ, nếu như muốn hợp tác vui vẻ, tất cả mọi người phải có thành ý mới được. Mục tiêu của ta chính là, Xích Viêm Thảo, đối Tô Nam giáo chủ không có ác ý gì. Thỉnh giáo chủ nghĩ lại, Tô Nam sắc mặt biến đổi, sau một lát, trong mắt thần sắc dần dần trở nên kiên nghị, cổ tay khẽ đảo, pháp khí thu vào, cười ha ha một tiếng, nói Tiêu chân nhân tướng thuật, khi chân thần kỳ khó lường, bội phục, bội phục. Lại từ từ ngồi xuống. Chương 469, hàng đầu sư thủy tổ. Chẳng những Tô Nam nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt trở nên rất quái dị, ngay cả Nguyên Thành Tử cũng là như vậy. Nói đến, Nguyên Thành Tử đối tướng thuật nghiên cứu cũng có chút xâm nhập, nhưng nói thật, Tiêu Phàm nói những này, hắn thật nhìn không ra. Chỉ có thể từ Tô Nam trên mặt ẩn ẩn nhìn thấy suối quẩy, không phải tốt dấu hiệu, gần đây bên trong chỉ sợ sẽ có tai họa giáng lâm. Nhưng tuyệt đối không có cách nào giống Tiêu Phàm nói như vậy cụ thể, như vậy chắc chắn. Tiêu chân nhân, người vừa mới nói, đối. Không cổ phái, máu hàng chi thuật, có chỗ nghiên cứu. Xin thứ cho ta hiếu kỳ, không biết loại này nghiên cứu, là như thế nào tiến hành. Tô Nam ánh mắt quái dị lập tức thu về, mỉm cười hỏi, cùng vừa rồi khẩn trương nổi giận Tô Nam tưởng như hai người. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, trừ màu đỏ càn khôn đỉnh hiển hiện ra, bày ra tại Tô Nam trước mặt. Tô Nam sắc mặt, bỗng nhiên lại trở nên cực kỳ cổ quái, nhìn từ trên xuống dưới càn khôn đỉnh, tựa hồ phi thường tò mò. Tô Nam giáo chủ, Tiêu Phàm song mi có chút giơ lên, hỏi, ha ha, Tiêu chân nhân xin thứ lỗi, món bảo vật này, thực tế ẩn chứa quá mạnh lực lượng linh hồn, cho nên ta có chút thất thần. Tiêu Phàm âm thầm giật mình, cái này hay là có người lần đầu nói với hắn,
càn khôn đỉnh ẩn chứa cường đại lực lượng linh hồn. Tô Nam lời này, khẳng định là biểu lộ cảm xúc, tuyệt không phải ăn nói lung tung. Tại các loại thuật sư bên trong, hàng đầu sư đối lực lượng linh hồn tìm tòi nghiên cứu, cơ hồ cùng cao nguyên hoàng giáo khổ tu lớn Lạt Ma tương xứng, là công nhận linh giới cao nhân. Khó trách mấy ngày nay, Tiêu Phàm lấy thần niệm chi lực thăm dò vào càn khôn đỉnh bên trong nghiên cứu máu hàng chi thuật lúc, luôn có một loại cảm giác đặc biệt, tựa hồ nội tâm của hắn chỗ sâu có thể cùng càn khôn đỉnh dẫn phát cộng minh. Đương nhiên đây chỉ là một loại hình như có còn vô cảm giác, rất không ổn định, khó mà nắm lấy. Khi Tiêu Phàm sau khi ổn định tâm thần, nghĩ phải thật tốt đi tìm cái loại cảm giác này thời điểm, luôn luôn tốn công vô ích. Loại này linh hồn phương diện cảm ngộ, thật đúng là miễn cưỡng không tới. Trước đó, Tiêu Phàm đã từng đem thần niệm chi lực thăm dò vào qua càn khôn đỉnh, lại chưa từng có cảm giác tương tự. Cũng không biết là cầm giữ máu hàng nguyên nhân hay là một lần nữa ác quỷ nói nguyên nhân. Cái này, càn khôn đỉnh, là chúng ta giáo phái lưu truyền tới nay bảo vật, có an hồn tác dụng. Tiêu Phàm thuận miệng giải thích một câu, Tô Nam liên tục gật đầu, nói, thì ra là thế, khó trách. Tiêu chân nhân, máu hàng là bị ngươi thu tại cái này, càn khôn đỉnh, bên trong a. Đây thật là rất kỳ diệu a. Nói, không ngừng dò xét càn khôn đỉnh, chậc chậc liên thanh. Cơ Khinh Xa nhịn không được xen vào hỏi, Tô Nam giáo chủ, xin hỏi các ngươi hàng đầu sư đang nghiên cứu cái khác hàng đầu thời điểm, là thế nào làm? Tô Nam nhìn nàng một chút, nói, bình thường mà nói, hàng đầu sư cũng sẽ không nghiên cứu cái khác hàng đầu sư hàng đầu thuật, nếu như nhất định phải nghiên cứu lời nói, chỉ có thể lấy thân thử nghiệm. Thế nhưng là làm như vậy 10 phần nguy hiểm, chỉ cần công lực hơi kém, rất dễ dàng liền trúng đối phương hàng đầu. À, nguyên lai là dạng này, tạ ơn Tô Nam giáo chủ giải hoặc. Cơ Khinh Xa tao nhã lễ phép khom người một chút, thấp giọng nói. Tiêu Phàm tay phải bấm quyết, hướng càn khôn đỉnh bên trong rót vào pháp lực, rất nhanh, huyết hồng sắc máu hàng mặt quỷ, ngay tại càn khôn đỉnh bên trong nổi lên. Cùng vài ngày trước tương đối, mặt quỷ co lại rất nhiều, mà lại cũng muốn hiếm mỏng hơn nhiều lắm, kém xa lúc trước như thế ngưng kết, uyển như thực thể. Mặt quỷ miệng mũi đóng chặt, một bộ thoi thóp dáng vẻ. Tô Nam gặp một lần phía dưới, hai mắt lập tức có chút co vào, nói, không sai, đây đúng là máu hàng thuật, mà lại mang theo hết sức rõ ràng, không cổ phái, khí tức, tà khí rất nặng. Có thể thấy được cái này hàng đầu chủ nhân, chuyên tẩu thiên phong. Loại phương pháp này, xác thực có thể tại trong ngắn hạn đưa đến phi thường rõ rệt tác dụng, tiến độ so những người khác nhanh hơn nhiều. Nhưng hậu hoạn cũng rất đại. Tiêu Phàm vội vàng nói, thỉnh giáo Tô Nam giáo chủ, cái gọi là hậu hoạn, chỉ là cái gì? Tô Nam nói, lâu dài hậu hoạn, chính là cái này hàng đầu sư, cả một đời đều rất khó tiến vào chân chính cao minh cảnh giới, không có nhiều hy vọng trở thành giảm nhiều đầu sư. Ngắn hạn hậu hoạn, thì là loại phương pháp này sẽ ảnh hưởng chủ người tâm họ, sinh sôi tâm ma, rất dễ dàng bị cường đại tinh thần lực xâm nhập. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, khó trách hắn lấy phù lục đối phó Phạm Anh Âm Bộc thời điểm, phi thường thuận lợi, cơ hồ không có gặp được cái gì kháng cự chi lực, âm bộc đồng đẳng với hàng đầu sư luyện chế. Chủ người tâm họ bất ổn, âm bộc lực lượng tinh thần liền càng thêm yếu tiểu. Từ phương diện này bắt đầu, hẳn là làm ít công to biện pháp tốt. Tiêu chân nhân, cái này máu hàng ở trong đỉnh cầm giữ bao lâu? 4 ngày, Tô Nam lại lấy làm kinh hãi, lập tức thở dài nói, cái này thật là không tầm thường, liền xem như chúng ta hàng đầu sư, muốn tiêu diệt những người khác dưới hàng đầu dễ dàng, nhưng muốn đem cái khác hàng đầu sư dưới hàng đầu hoàn chỉnh tách ra ngoài, lại giam cầm vài ngày đến nghiên cứu. Gần như không thể tưởng tượng. Xem ra thiên hạ chi lớn, còn có rất nhiều bảo vật, là chúng ta trước kia ngay cả không chút suy nghĩ qua. Trong mắt kìm lòng không đặng toát ra vẻ hâm mộ, nếu là hắn có thể có được càn khôn đỉnh bảo vật như vậy tại hàng đầu thuật phía trên, nhất định có thể rất có ích lợi, càng thượng tầng lâu. Chỉ bất quá Tiêu Phàm nhìn qua trấn định tự nhiên cực kỳ, cũng không e ngại bảo vật của mình bị người khác nhớ thương. Liền vừa rồi Tiêu Phàm biểu hiện ra ngoài giam cầm hắn âm bộc thủ đoạn. Tô Nam cũng biết người này thực tế khó đối phó. Tiêu Phàm tay phải một chỉ, lại một đạo pháp lực rót vào càn khôn đỉnh, nguyên bản một mực phong bế miệng đỉnh màu đỏ tươi hỗn độn đồ án, nhan sắc dần dần trở thành nhạt, ẩn liếm không gặp. Tô Nam giáo chủ, ta bình thường là dùng thần niệm chi lực đang tra dò xét cái này máu hàng, hiện tại cấm chế đã mở ra, giáo chủ không ngại thử một lần. Tô Nam hai mắt sáng lên, lập tức lắc đầu, nói, ha ha, ta liền không thử đi. Càn khôn đỉnh thần kỳ như thế, là Tô Nam trong cuộc đời ít thấy chứa cường đại lực lượng linh hồn bảo vật, Tô Nam nhưng không dám tùy tiện đem mình thần niệm dò xét tiến vào trong đỉnh đi, vạn nhất đây là một cái bẫy,
phiền phức coi như lớn. Loại này hiểm, không bốc lên cũng được. Được, Tiêu Phàm cũng không miễn cưỡng, tiện tay đem Càn Khôn đỉnh thu về, mắt nhìn Tô Nam, nếu không nói. Nhưng Tiêu Phàm ý tứ, Tô Nam tự nhiên lòng dạ biết rõ. Tô Nam giáo chủ, ta đã biểu hiện ra thành ý của ta, ngay cả sư môn bảo vật đều không chút do dự lấy ra, hiện tại có phải là giờ đến phiên ngươi biểu hiện một chút thành ý rồi. Tô Nam nhẹ nhàng lắc đầu, thở thật dài một tiếng, nói Tiêu chân nhân, ngươi tướng thuật xác thực tinh chuẩn vô so, chúng ta, Nạp Cát phái, là gặp đại phiền toái. Gặp được loại phiền toái này, không chỉ là ta, còn có Tinh Nguyệt phái, Đỗ Thành phái, cũng đều gặp đồng dạng phiền phức. À, cái này sao có thể? Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Xa còn thì thôi, Nguyên Thành tử đã lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Không trách Nguyên Thành tử giật mình, thực tế Tô Nam nói lời kinh người, Tinh Nguyệt phái, Đỗ Thành phái đều là Đan Mạn quốc danh chấn xa gần hàng đầu lưu phái, coi như so ra kém Nạp Cát phái như thế nội tình thâm hậu, cũng là một cùng một đại lưu phái. Nó trong phái đều từng sinh ra thứ nhất hàng đầu sư, tại khác biệt thời kỳ bị Đan Mạn quốc hoàng thất khâm phong làm đại quốc sư. Vô luận là Nạp Cát phái, hay là Tinh Nguyệt phái, Đỗ Thành phái, ngay tại chỗ đều là hết sức quan trọng thế lực lớn, bây giờ thế mà đồng loạt gặp đại phiền toái, quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Cái này ba phái nếu là liên thủ nhất trí, sợ là đủ để phá vỡ Đan Mạn quốc nửa giang sơn đi. Tiêu Phàm bất động thanh sắc hỏi, Tô Nam giáo chủ, nhưng là bởi vì Ma Cưu đại quốc sư. Đúng, cũng là bởi vì hắn. Lần này, Tô Nam cũng thoải mái mau dậy đi, không còn che giấu. Xem ra hắn đã cơ bản tiếp nhận Tiêu Phàm minh hữu thân phận. Tiêu Phàm nói rất có lý, muốn hợp tác vui vẻ, mọi người đều nhất định phải xuất ra thành ý tới. Nguyên Thành chân nhân, không biết các ngươi gần nhất phải chăng nghe nói qua có quan hệ Ma Cưu truyền ngôn. Tô Nam bỗng nhiên chuyển hướng Nguyên Thành tử, hỏi, tại Lạc Gia Thành, có quan hệ Ma Cưu đại quốc sư truyền ngôn, liền chưa hề ngừng qua. Liền mấy ngày nay, thậm chí còn có người nói Ma Cưu đại quốc sư xúc dưỡng 6 đôi âm bộc. Ha ha, đây không phải nói đùa a. Nguyên Thành tử vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy xem thường thần sắc. Lúc này thật không phải nói đùa, ai ngờ tiếng nói chưa tất, Tô Nam đã tiếp nhận câu chuyện, trầm giọng nói. Cái gì? Nguyên Thành tử lập tức lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm, lập tức lại trở nên 10 điểm xem thường. Tô Nam giáo chủ, mặc dù ta không phải hàng đầu sư, nhưng đối hàng đầu thuật bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Tại quý quốc trong lịch sử, có hàng đầu sư nuôi qua 6 đôi quỷ a? Có, Tô Nam lại một lần nữa khẳng định đáp. A, Nguyên Thành tử quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên Quỷ Vương kéo quấn lại bên trong, Tô Nam chậm chạp mà trầm thấp nói, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghiêm nghị. Thiên Quỷ Vương kéo quấn lại bên trong, kia là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết. Nguyên Thành tử sắc mặt càng thêm cổ quái. Tô Nam hôm nay cái này là làm sao vậy, nói hết không hiểu thấu mê sảng, cùng Nguyên Thành tử nhận biết Tô Nam hoàn toàn không giống. Ngay cả Đan Mạn quốc trong truyền thuyết thần thoại hàng đầu sư Thủy Tổ đều bị mang ra ngoài. Nghe nói chính là vị này Thiên Quỷ Vương kéo quấn lại bên trong, khai sáng Đan Mạn quốc hàng đầu sư lưu phái, là tất cả hàng đầu sư đều muốn cúng bái tối cao tổ sư. Bất luận cái gì truyền thuyết thần thoại, luôn luôn sẽ bị khuếch đại, vặn vẹo. Huống chi hàng đầu thuật vốn là thần bí khó lường. Bị khuếch đại vặn vẹo trình độ càng lắm. Tô Nam lại không có chút nào cổ quái thần sắc, sắc mặt ngược lại càng thêm ngưng trọng, chậm rãi nói, đối cho các ngươi đến nói, kéo quấn lại bên trong là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, nhưng đối với chúng ta hàng đầu sư mà nói, không phải như vậy. Kéo quấn lại bên trong là từ xưa đến nay, một cái duy nhất xúc dưỡng 6 đôi âm quỷ hàng đầu sư, cũng là một cái duy nhất cùng âm quỷ hợp thể, luyện thành thiên quỷ hàng, người. Cái gọi là thiên quỷ hàng, cũng chính là tục xưng linh quỷ hàng. Nếu như cái này truyền thuyết là thật, như vậy kéo quấn lại bên trong cũng có lẽ bây giờ đều còn sống. Dù sao cái kia truyền thuyết thần thoại, cho tới nay cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi. Luyện thành thiên quỷ hàng hàng đầu sư, thành tựu nửa người nửa quỷ pháp thể, sống mấy trăm tuổi thực tế rất bình thường. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Thành tử bỗng nhiên hiểu được, bỗng nhiên tiếp cận Tô Nam, há to mồm. Ngươi nói là, Ma Cưu thật. Thật muốn luyện, thiên quỷ hàng. Chương 470, Tô Nam phỏng đoán. Tô Nam trầm giọng nói, Ma Cưu cứ việc không có nói rõ, nhưng căn cứ phân tích của ta phỏng đoán, hẳn là dạng này. Tô Nam, loại sự tình này có thể tùy tiện phỏng đoán a? Nguyên Thành tử dưới tình thế cấp bách, cũng không lo được lễ phép, gọi thẳng Tô Nam chi danh. Thực tế Tô Nam điều phỏng đoán này quá kinh người. Tô Nam nhìn qua hắn, thở thật dài một cái, nói, Nguyên Thành tử.
ngươi cùng ta như thế bằng hữu nhiều năm, ngươi gặp qua ta ăn nói lung tung, nói hưu nói vượn a. Nguyên Thành Tử rất chướng tai gai mắt nuốt ngụm nước miếng. Cơ Khinh Xa nhẹ giọng hỏi, Tô Nam giáo chủ, mà Cửu Đại Quốc sư muốn, Thiên Quỷ Hàng, ngươi là làm sao phân tích đoán ra được? Tô Nam nói, rất đơn giản, bởi vì trước đó không lâu, mà Cửu tự mình đi qua ta trang viên. A, Nguyên Thành Tử Cơ Khinh Xa đều thất kinh. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Nguyên Thành Tử khẩn cấp hỏi. Tô Nam lắc đầu, nói, hắn không nói gì, chúng ta FK liền chưa từng gặp mặt. Hắn đến ta trang viên thời điểm, ta đang lúc bế quan, đến cần gấp nhất trước mắt, không có cách nào xuất quan cùng gặp mặt hắn. Hắn lưu lại mấy câu liền đi. Lời gì? Hắn nói, niên kỷ của hắn lớn, không có ý định lại ở tại vương cung, chuẩn bị trở về Ma Cưu trang viên dưỡng lão. Còn nói đã chính thức hướng quốc vương đề cử ta vì đời tiếp theo đại quốc sư nhân tuyển. Chờ hắn chính thức tuyên bố thoái vị về sau, Vương Thất Ngự Phong liền sẽ công bố. Nguyên Thành Tử cùng Tiêu Phàm Cơ Khinh Xa liếc nhau, nói, đây không phải chuyện tốt sao? Mọi người cũng đã sớm nói, ngươi là hạ nhiệm đại quốc sư nhân tuyển tốt nhất. Mà Cừu đây bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Tô Nam liền cười, cười lạnh, chuyện tốt, ngươi cho rằng hắn thật hảo tâm như vậy à? Nhiều năm như vậy, ta cơ hồ một mực ở tại trong trang viên, rất ít ra ngoài qua, ngươi biết là vì cái gì? Nguyên Thành Tử tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như vậy. Tô Nam được xưng là thần bí nhất giảm nhiều đầu sư, có rất ít người gặp hắn tại ngoại giới xuất đầu lộ diệt, mình trước kia cùng gặp mặt hắn, đa số thời điểm là đáp ứng lời mời đi hắn trang viên làm khách, tại Tô Nam thanh tu chi địa cùng hắn nói chuyện phiếm trò chuyện. Nhiều năm như vậy, Tô Nam vẻn vẹn chỉ đi Ngọc Dương quan thăm đáp lễ qua hắn một lần, còn phi thường điệu thấp, chỉ đem một tên tùy tùng, tại Ngọc Dương quan ở mấy ngày, lại lặng lẽ rời đi, không có gây nên bất luận cái gì oanh động. Nguyên Thành Tử vẫn cho là, đây là Tô Nam thiên họ như thế, không thích làm ầm ĩ, nghe Tô Nam cái này ngụ ý, hẳn là có nguyên nhân khác. Vì cái gì? Nguyên Thành Tử một bên suy tư, một bên theo miệng hỏi. Đó là bởi vì, dưới tình huống bình thường, ta không dám rời đi trang viên. Tô Nam lạnh lùng nói, Nguyên Thành Tử càng là không hiểu thấu, lấy Tô Nam giảm nhiều đầu sư thân phận, thiên hạ nơi nào đi không được. Lại có cái gì tốt sợ hãi? Cơ Khinh Xa nhẹ giọng hỏi, Tô Nam giáo chủ, là không phải là bởi vì Ma Cưu đại quốc sư nguyên nhân? Đương nhiên, Tô Nam không chút do dự đáp, kỳ thật sớm tại hơn 10 năm trước, Ma Cưu liền đi qua ta trang viên, cùng ta nói chuyện lâu qua một lần. Khi đó ta vẫn là rất tôn trọng hắn, bày ra thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Lúc ấy, chúng ta luận bàn một lần. Ồ, Nguyên Thành Tử song mi bỗng nhiên dương lên, cảm thấy kinh ngạc. Hai vị này đương thời một cùng một giảm nhiều đầu sư, thế mà giao thủ qua. Lại là cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua, có thể thấy được giữ bí mật làm việc làm được cực kỳ đúng chỗ, chỉ sợ ngay cả Nạp Cát phái nội bộ, đều có rất ít người biết chuyện này. Ngay cả Cơ Khinh Xa cũng hứng thú, tăng cường hỏi, kia luận bàn kết quả thế nào? Đương nhiên là hắn thắng, nhưng là ta cũng không có thua. Tô Nam cho cái rất thú vị trả lời, lập tức lại thêm vài câu giải thích. Luận đến hàng đầu thuật tạo nghệ, là hắn càng hơn một bậc, nhưng giao thủ địa điểm, là tại ta bình thường bế quan địa phương, mà cứ một chút lợi hại thủ đoạn, không thi triển ra được. Nguyên lai là dạng này. Cơ Khinh Xa nhẹ nhàng gật đầu. Đây cũng rất dễ lý giải, thật giống như Tiêu Phàm nếu là tại Chỉ Thủy Xem cùng người đấu pháp, phần thắng liền phải lớn hơn nhiều. Chỉ Thủy Xem phòng trận cùng Linh Tuyền có thể cho Tiêu Phàm tăng thêm không ít. Trừ phi địch nhân so Tiêu Phàm cao minh quá nhiều, nếu không khả năng không lớn tại Chỉ Thủy Xem đả thương Tiêu Phàm. Tô Nam sở dĩ không có thua, chính là chiếm địa lợi. Tiêu Phàm lại nói, mặc dù như thế, chỉ sợ Tô Nam giáo chủ cũng là Ma Cưu đại quốc sư kiêng kỵ nhất hàng đầu sư đi. Đúng là dạng này, Tô Nam trên mặt lộ ra một tia ngạo khí. Hắn lúc ấy nói muốn đề cử ta làm hạ nhiệm đại quốc sư, kỳ thật bất quá là đang thử thăm dò ta thôi. Khi đó hắn vẫn chưa tới 60 tuổi, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, làm sao có thể thật sẽ chủ động thoái vị. Hắn chuyên đến ta trang viên tới tìm ta, liền là muốn thăm dò một chút, ta đến cùng có thể hay không đối với hắn tạo thành thực chất họ uy hiếp. Cơ Khinh Xa nói, đáp án là khẳng định rồi. Tô Nam gật gật đầu, nói, cho nên 10 năm này, ta cơ bản đều ở tại mình trang viên, cũng là không đi. Nhất định không phải ra ngoài không thể lời nói, cũng trước muốn xác định Ma Cưu đang bế quan. Không hề nghi ngờ, Tô Nam là sợ hãi Ma Cưu thừa dịp hắn ra ngoài cơ hội, tìm hắn xúi quẩy. Rời đi mình chỗ, không có trận pháp cùng cấm chế gia trì, hòa cùng giao phong, Tô Nam tự nhận còn không phải Ma Cưu đối thủ. Lấy Ma Cưu làm người tàn nhẫn,
một khi Tô Nam thất bại, Ma Cừu cơ hồ chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu, nhất định sẽ hạ tử thủ đem hắn diệt trừ. Vậy tại sao lần này chủ động tới Lạc Gia Thành? Nguyên thành tử không khách khí hỏi. Tô Nam cười khổ một tiếng, trực tiếp nói, lại không đi được. Nếu như cùng Ma Cừu thật luyện thành, Thiên Quỷ Hàng, chúng ta mấy người này, đều không có đường sống. Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc nói, coi như Ma Cừu đại quốc sư luyện thành, Thiên Quỷ Hàng, theo lý cũng sẽ không đại khai sát giới a. Theo tình lý phân tích, bây giờ Ma Cừu đã là đan mạn quốc thứ nhất hàng đầu sư, luyện thành Thiên Quỷ Hàng về sau, càng là vô địch, cao cao tại thượng, cần gì phải lại cùng rõ ràng không tại một cái tầng cấp cái khác hàng đầu sư đi so đo. Chỉ cần những này hàng đầu sư ngoan ngoãn hướng hắn thần phục, cũng chính là. Tiêu chân nhân, đó là bởi vì ngươi không rõ, Thiên Quỷ Hàng. Thiên Quỷ Hàng, cố nhiên lợi hại vô so, nhưng cũng hậu hoạn vô tận. Cùng mình xúc dưỡng âm quỷ hợp thể, biến thành nửa người nửa quỷ thân thể, đến cùng là người họ áp đảo ma họ, hay là ma họ áp đảo người họ, đây là ai đều không có cách nào cam đoan. Một khi ma họ áp đảo người họ, chỉ sợ thời điểm đó Ma Cừu, liền rốt cuộc không phải hiện tại Ma Cừu, mà là một cái có thể tung hoành nhân gian đạo siêu cấp lệ quỷ. Cái này lệ quỷ nếu là hoành hành, ai có thể chế phục được? Người xưa kể lại, Thiên Quỷ Hàng, sau khi luyện thành, mỗi cách một đoạn thời gian, liền muốn nuốt sống một cái người linh hồn, để bảo trì thể nội cân đối trạng thái, không để cho mình hoàn toàn biến thành quỷ mị. Cái này nuốt sống người, đương nhiên là tu vi càng cao càng tốt, hiệu quả càng có thể bền bỉ. Tô Nam nói, khóe miệng nhẹ nhàng khiên động, trong mắt kìm lòng không đặng toát ra vẻ sợ hãi. Nếu thật là như vậy, tu vi cao thâm Tô Nam sợ rằng sẽ là Ma Cừu cái thứ nhất muốn nuốt sống đối tượng. Tiêu Phàm nhíu mày nói, Tô Nam giáo chủ, đây bất quá là phỏng đoán chi từ thôi. Dù sao từ xưa đến nay, cũng chỉ có trong truyền thuyết kéo quấn lại bên trong luyện thành, Thiên Quỷ Hàng, ai cũng chưa từng thấy tận mắt, Thiên Quỷ Hàng, sau khi luyện thành, sẽ là kết quả như thế nào. Đối với loại này nuốt sống linh hồn sự tình, Tiêu Phàm nghe tới, tự nhiên phá lệ không lọt vào tai. Vô cực môn môn quy giáo nghĩa, chính là làm nhiều việc thiện, rộng tích âm đức. Tô Nam hỏi ngược lại, vạn nhất truyền thuyết là thật đâu? Tiêu Phàm lông mày không khỏi nhau càng chặt hơn. Chuyện như vậy, đúng là không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất. Vạn nhất truyền thuyết là thật, Ma Cừu luyện thành Thiên Quỷ Hàng, mà họ đại phát, bốn phía hoành hành, đối với Tô Nam bọn người tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Mặc dù nói, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, người chỉ có một lần chết, ai cũng tránh không được. Nhưng tự nhiên chết bệnh chết già, cùng bị người xem như đồ ăn nuốt sống vệ rơi linh hồn, hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Mà huống hồ, liền trong khoảng thời gian này, Tinh Nguyệt Phái, Giáo chủ Cao Trừng, Đỗ Thành Phái, Đại Tư Tế Nạp Trái, bỗng nhiên cũng bắt đầu bế quan không ra, đối ngoại tuyên bố không hỏi thế sự, trong giáo sự vụ đều giao cho môn nhân chủ trì. Ta không tin, cái này thật chỉ là trùng hợp, Tô Nam chậm rãi nói, trong mắt tinh ánh sáng đại thịnh. Nguyên Thành Tử nói, người đang hoài nghi, Cao Trừng cùng Nạp Trái đều là nhận Ma Cừu bức bách. Tô Nam lắc đầu, nói có lẽ không chỉ là bức bách, làm không tốt bọn hắn đều bản thân bị trọng thương, thậm chí đã chết mất cũng có thể. Trên cơ bản, đan mạn quốc bên trong, có thể uy hiếp được Ma Cừu hàng đầu sư, cũng chỉ có chúng ta cái này khu khu mấy người. Biết rõ Ma Cừu muốn, Thiên Quỷ Hàng, lời nói, chúng ta khẳng định sẽ ra mặt can thiệp, hắn liền dứt khoát thiên hạ thủ vi cường. Đem những này nhất có uy hiếp người trước diệt trừ. Cứ như vậy, hắn mới có thể an tâm. Tinh Nguyệt Phái, Đỗ Thành Phái đều là đan mạn quốc một cùng một đại phái, Ma Cừu chưa quật khởi trước, không cổ phái căn bản liền không có cách nào cùng những này đại phái đánh đồng. Cao Trừng cùng Nạp Trái, càng là cùng Tô Nam nổi danh giảm nhiều đầu sư, tính được là đan mạn quốc gần với Ma Cừu đẳng cấp cao nhất hàng đầu sư. Hắn đi tìm ta thời điểm, ta đang lúc bế quan, hắn không có nắm chắc tất thắng, liền lưu lại như vậy một đoạn văn. Nói là muốn đề cử ta kế nhiệm đại quốc sư, tự nhiên là nghĩ mê hoặc ta, trước đem ta ổn định lại nói. Người này, chẳng những tàn nhẫn, mà lại phi thường âm hiểm giảo hoạt. Tô Nam tức giận nói, đã không khách khí chút nào đối Ma Cừu tiến hành nhân thân công kích, có thể thấy được đối Ma Cừu oán niệm chi sâu. Tiêu Phàm cơ khinh xa Nguyên Thành Tử liếc nhau, đều kìm lòng không đặng nhẹ gật đầu. Chiếu Tô Nam cái này phân tích, thật sự chính là rất có đạo lý. Nếu như Tô Nam không có cảm nhận được cực độ nguy hiểm, hắn cũng quả quyết sẽ không lựa chọn cùng Ma Cừu là địch, như thế quá không sáng suốt. Nhất là quan trọng chính là, hàng đầu sư dự cảm, luôn luôn so với người bình thường dự cảm muốn nhạy cảm được nhiều, cũng linh nghiệm được nhiều. Người giáo chủ kia lần này rời đi mình trang viên, đến đây Lạc Gia Thành, chẳng lẽ liền không sợ bị Ma Cừu phát giác à?
Chốc lát, Tiêu Phàm thấp giọng hỏi, hai mắt sáng ngời, tiếp cận Tô Nam. Đương nhiên sợ hãi, nhưng là sợ hãi liền có thể không đến a, liền có thể tránh thoát được a. Tô Nam cười khổ một tiếng, hỏi ngược lại, thực bức nơi đây, trừ liều chết một trận chiến, đã không còn lối của hắn. Thất thúc công, cứu mạng a. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên Hoàng Dũng Huy kinh hoàng muốn tuyệt tiếng kêu gào. Chương 471, Phạm Linh xảy ra chuyện. Lăn tăn cái gì, Nguyên Thành Tử lập tức đứng dậy, nhanh chân đi tới cửa, trầm mặt, quát lớn một tiếng. Đối Hoàng Thanh Vân cái này nhị nhi tử, nói thật, Nguyên Thành Tử là có chút không lọt nổi mắt xanh. Đứa nhỏ này, quá mềm yếu, cùng hắn ca ca tướng so, kém đến thật xa. May mắn Hoàng gia còn có Hoàng Cao Huy đến kế thừa gia nghiệp, không phải Hoàng Dũng Huy thật đúng là không trông cậy được vào. Biết rõ có khách quý tại, lại như thế hô to gọi nhỏ, không có nửa điểm ra giáo, chẳng phải là gây người chê cười. Thất thúc công, không tốt, lanh canh bị người bắt đi. Hoàng Dũng Huy hòa nói bên trong nguyên bản cực vì sợ hãi vị này thúc công, bây giờ lại không lo được nhiều như vậy, chạy đến Nguyên Thành Tử trước mặt, vội vội vàng vàng kêu lên. Lanh canh, ngươi nói là Phạm Linh, Nguyên Thành Tử cau mày hỏi, nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào một cái. Hoàng Dũng Huy tức giận như vậy, ngay từ đầu Nguyên Thành Tử còn tưởng rằng là Hoàng Thanh Vân hoặc là Hoàng Cao Huy xảy ra đại sự gì đâu. Khoảng thời gian này, Nguyên Thành Tử thần kinh cũng là khẩn trương cao độ, rất có điểm thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Đúng vậy a, Hoàng Dũng Huy một bên gật đầu, một vừa đưa tay lau mồ hôi. Chuyện gì xảy ra, ở tại sát phách Phạm Nhạc, hiện thân mà ra, nghiêm nghị hỏi. Hai, nhị ca, Hoàng Dũng Huy vừa nhìn thấy Phạm Nhạc, liền kìm lòng không đặng rụt cổ một cái. Đối Phạm Linh hai vị đường ca, Hoàng Dũng Huy đều lòng mang kính sợ. Nhất là hiện tại Phạm Linh xảy ra chuyện, Hoàng Dũng Huy càng là sợ hãi Phạm Nhạc đối với hắn không khách khí. Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phạm Nhạc vừa sải bước đến Hoàng Dũng Huy trước mặt, trầm mặt quát hỏi. Là như vậy, Hoàng Dũng Huy lắp bắp đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Lại nguyên lai tối nay, hắn cùng Phạm Linh đi Kim Hải bờ khách sạn diễn nghệ đại sảnh từ chức, kết quả tại cửa khách sạn, Phạm Linh bị người bắt đi. Bởi vì Tiêu Phàm chính miệng báo cho Hoàng Thanh Vân, Hoàng Dũng Huy cùng Phạm Linh có vợ chồng duyên, hai người bọn họ sự tình, coi như định ra đến. Hoàng gia không phản đối, Phạm Nhạc cũng không phản đối, Phạm Linh cũng liền thử nghiệm tiếp nhận Hoàng Dũng Huy. Đã Phạm Linh tương lai sẽ trở thành Hoàng gia con dâu, như vậy tại diễn nghệ đại sảnh xuất đầu lộ diện dưới nghề nghiệp liền không thể làm, Hoàng gia gánh không nổi người này. Kỳ thật, nếu như Phạm Nhạc đoạt lại nhà thuộc về mình sinh, Phạm gia cũng giống vậy gánh không nổi người này. Chuyện này như thế phát triển, cao hứng nhất tự nhiên không ai qua được Hoàng Dũng Huy, hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, Hoàng nhị thiếu liên tục mấy ngày đều đắm chìm trong vô so trong hưng phấn. Đến ở trong nhà phát sinh đại sự như vậy, Hoàng nhị thiếu không phải không lo lắng, thực tế hắn lo lắng cũng vô dụng, mảy may không phải tiến vào tay đi, hết thảy đều có cha đai đại ca cùng thất thúc công làm chủ, không có hắn chuyện gì. Đối với Hoàng gia trưởng bối mà nói, chỉ cần hắn thanh thản ổn định cùng Phạm Linh đi yêu đương, vợ chồng trẻ anh em, đừng tới phiền phức trong nhà liền đã rất không tệ, cũng không có trông cậy vào hắn có thể giúp được gấp cái gì. Ai ngờ hắn thật đúng là lại cho thêm phiền. Phạm Nhạc quát, người nào làm? Vì cái gì không báo cảnh? Báo cảnh vô dụng, là Phạm Anh tự mình ra mặt, cái kia Lâm Thành Đạc dẫn người bắt. Ta nhìn thấy Phạm Anh xe liền dừng ở cách đó không xa, Phạm Anh ngồi ở trong xe hút thuốc. Hoàng Dũng Huy vội vội vàng vàng giải thích nói. Đoàn người lông mày không khỏi đều cau lại. Hoàng Dũng Huy nói không sai, nếu thật là Phạm Anh tự thân xuất mã, báo cảnh khẳng định không dùng. Cảnh sát ai cũng không dám đi vuốt Phạm Anh dâu hùm. Phạm gia cũng còn thôi, mấu chốt không cổ phái không thể trêu vào, nhất là tại Ma Cưu Đại Quốc Sư đã trở lại rơi giả bang, tự mình tọa trấn Ma Cưu trang viên dưới tình hình, đừng bảo là Lạc Gia thành cục cảnh sát, liền xem như Đan Mạn quốc tối cao cảnh sát thự, cũng không ai dám tùy tiện xuất thủ đi bắt Ma Cưu Đại Quốc Sư đồ tôn. Phạm Anh tự thân xuất mã rồi. Phạm Nhạc thấp giọng truy hỏi một câu, song mi chăm chú nhau. Thất thúc công, xin ngươi nhất định phải cứu lanh canh, Phạm Anh khẳng định không có ý tốt. Hoàng Dũng Huy lại không quan tâm, bay thẳng lấy Nguyên Thành Tử ồn ào. Mặc kệ vị này Hoàng nhị thiếu trong mắt người ngoài ra sao trở phế vật vô dụng, chỉ ít hắn tâm địa thiện lương, đối Phạm Linh một tấm chân tình. Nguyên Thành Tử liền nghiêm mặt, đối Hoàng Dũng Huy cầu khẩn làm như không thấy. Nếu là tại bình thường dưới tình hình, dù coi như có Gino cùng không cổ phái làm hậu trường, tại Nguyên Thành Tử trong mắt, một cái Phạm Anh cũng không đủ nói.
Ngọc Dương Quan tại Lạc Già Thành khai phái nhiều năm như vậy, không phải tùy tiện cái nào hàng đầu sư lưu phái đều có thể lấn tới cửa đến. Nhưng dưới mắt cái này Kiều Câu, hết thảy từ lại coi là chuyện khác. Nguyên Thành Tử tuyệt sẽ không tại không có thương lượng lập kế hoạch trước đó, tùy tiện đối Phạm Anh xuất thủ. Không phải, một cái Phạm Anh sự tình nhỏ, gây nên Ma Cưu Đại Quốc sư chú ý, liền rất phiền phức. Ngươi gấp cái gì, nói thế nào Phạm Linh cũng là Phạm Anh đừng muội, hắn sẽ không thật thanh nàng thế nào. Mắt thấy Hoàng Dũng Huy ồn ào không thôi, Nguyên Thành Tử rất không kiên nhẫn quát. Không phải không phải, Thất Thúc Công, ngươi không biết, Phạm Anh là cái lang tâm cẩu phế gia hỏa, ép căn bản không hề nửa chút nhân tình vị. Hắn căn bản cũng không nhận Lanh Canh là đường muội của hắn, Lanh Canh ba ba chính là bị Phạm Anh bức tử. Hoàng Dũng Huy gấp đến độ muốn khóc lên. Hoàng nhị thiếu, an tâm chớ vội, chúng ta sẽ đi cứu Phạm Linh. Ngay tại Hoàng Dũng Huy cùng Đường Mạt Lộ thời điểm, Tiêu Phàm mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, thanh âm nhu hòa, không có nửa điểm hướng Hoàng Dũng Huy thi ân ý tứ, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Tiêu Chân Nhân, Nguyên Thành Tử vội vàng ở một bên nói, sắc mặt nghiêm trọng bên trong mang theo mấy phân lo nghĩ cùng không hiểu. Hoàng Dũng Huy chính là đứa bé, hắn không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi Tiêu Chân Nhân cũng không hiểu sự tình. Phạm Anh cử động lần này tất có thâm ý, dưới mắt căn bản cũng không đáng giá vì một cái Phạm Linh đi đánh cỏ động rắn, mọi thứ nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Phàm khoát tay chặn lại, ngừng lại Nguyên Thành Tử, lạnh nhạt nói, Nguyên Thành Chân Nhân, đây là chuyện của chúng ta, không nên đem người vô tội liên lụy đi vào. Mà lại, Phạm Anh đột nhiên làm như thế, ta đối động cơ của hắn cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Theo lý thuyết, Phạm Linh hiện tại tuyệt đối dẫn không dậy nổi Phạm Anh chú ý. Một cái người xa cơ thất thế đường muội, đã đối Phạm Anh không tạo được mặc cho hạ uy hiếp, đáng giá Phạm Anh tự thân xuất mã người tới bắt ha. Liệu Tất Lâm Thành đạt tại lĩnh giáo Tiêu Phàm hàng đầu sư thủ đoạn về sau, cũng không dám tại Phạm Anh trước mặt nói hưu nói vượt. Mà lại, coi như Lâm Thành đạt không cam tâm, hắn một cái hạ nhân, chỗ nào có thể mê hoặc Phạm Anh vì hắn tự thân xuất mã đến bắt mình đường muội. Tiêu Chân Nhân có ý tứ là, Nguyên Thành Tử không khỏi sững sờ, trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc. Nguyên Thành Chân Nhân, tại không hiểu đến xác thực tình báo trước đó, hết thảy suy luận phân tích cũng không thể làm căn cứ. Tùy tiện hành động, đối với chúng ta mà nói, đều không có chỗ tốt gì. Phạm Anh nơi đó, có lẽ có thể có một ít chúng ta tin tức cần. Chính là, ta hoàn toàn đồng ý Tiêu Chân Nhân ý kiến. Nguyên Thành Tử liên tiếp gật đầu, Tô Nam một mực thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời. Đối với cả một chuyện chân tướng, hắn hoàn toàn không biết gì, từ cũng không tốt tỏ thái độ. Lại nói, hắn cũng rất muốn tận mắt thấy, Tiêu Phàm xuất thủ đối phó Phạm Anh. Tình thế cách cấm, hắn không thể không lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Nhưng lựa chọn tin tưởng cùng thực tình tín nhiệm, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lẫn nhau ở giữa, có thể hợp tác đến loại trình độ nào, liền quyết định bởi tại song phương tín nhiệm lẫn nhau, có thể tới loại trình độ nào. Không lâu sau đó, một đài phổ thông màu đen xe nhỏ, lái ra hoàng phủ cửa sau, rất nhanh liền biến mất trong màn đêm mịt mùng. Màn đêm hoàn toàn bao phủ lại Lạc Già Thành thời điểm, Phạm phủ đại quản gia Lâm Thành Đạc rốt cục hoàn thành một ngày làm việc, mở ra mình mới tinh xe hơi nhỏ, mỏi mệt không chịu nổi rời đi Phạm phủ, đi về nhà. Từ khi đạt được Phạm Anh thưởng thức về sau, Lâm Thành Đạc sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia hắn bất quá là cái thấp nhất chờ hạ nhân, ở tại Phạm phủ công nhân ký túc xá, nơi nào có nhà của mình. Bây giờ chẳng những mở lên mới tinh xe hơi nhỏ, còn mua phòng. Bất quá mọi thứ đều có đại giới, cái này Phạm phủ đại quản gia thật không phải tốt như vậy làm, mỗi ngày mệt mỏi giống con chó đồng dạng. Nhất là khoảng thời gian này, sự tình càng nhiều. Dưới tình huống bình thường, Lâm Thành Đạc vẫn như cũ ở tại Phạm phủ, không thường về phòng ốc của mình. Tối nay tình huống khác biệt, Lâm Thành Đạc tất cần trở về. Hắn hẹn một nữ nhân trong nhà gặp gỡ. Khi nhưng nữ nhân này vô luận dáng người tướng mạo đều cùng Phạm Linh không có bất kỳ cái gì nhưng so họ, tốt xấu là nữ. Dù sao Phạm Linh bên kia cơ bản đã không có trông cậy vào, Lâm đại quản gia cũng không thể coi là thật tại trên một thân cây treo cổ, hay là tận hưởng lạc thú trước mắt tốt. Chỉ cần vừa nghĩ tới tối nay giường hí, Lâm Thành Đạc liền tinh thần đại chấn, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt đều quét sạch sành xanh, kìm lòng không đặng đem nhấn cần ga một cái đến cùng, xe nhỏ như là mũi tên, bắn thẳng đến mà trước. Cứ việc Lâm Thành Đạc là Phạm phủ đại quản gia, Phạm Anh đối với hắn không tệ, người hoa thượng tầng xã hội khu quần cư phòng ở, hắn hay là 100 năm cũng mua không nổi, chỉ có thể lựa chọn tại người hoa khu quần cư biên giới chỗ, cùng khu dân nghèo giáp giới địa phương an gia. Kia liền đã rất không tệ,
tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể tại Lạc Già Thành có được phòng ốc của mình. Ước chừng sau nửa giờ, xe nhỏ rốt cục mở tiến vào một cái cư xá, Lâm Thành Đạc dưới lầu dừng xe xong, Mỹ Tư Tư lấy điện thoại cầm tay ra, cho nữ nhân kia gọi điện thoại, để nàng tới gặp gỡ. Nữ nhân kia liền thuê lại tại cách đó không xa cư xá, không phải, nếu là ở phải xa một chút, Lâm Thành Đạc liền đường vòng đi đón nàng. Không biết là ra tại nguyên nhân gì, nữ nhân kia không đồng ý Lâm Thành Đạc đi đón nàng. Có lẽ là có cái gì không tiện đi, Lâm Thành Đạc cũng không có truy đến cùng, dù sao hắn lại không phải dự định làm thật cùng nàng kết hôn, cần gì phải làm cho rõ ràng như vậy. Loại này hạt xương nhân duyên, tụ tán ly hợp, đều chuyện tầm thường mà thôi. Nghe trong điện thoại điệu đã ỏn ẻn thanh âm, Lâm Thành Đạc chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn xốp giòn, cười vào thang máy, thẳng tới 12 lầu, khẽ hát, móc ra chìa khóa, mở cửa phòng ra. Lâm Thành Đạc mua bộ này thương phẩm phòng, diện tích không nhỏ, không sai biệt lắm có 102-30 m², trang trí cũng coi như là qua được, chỉ tại loại này ngăn cản cư xá, Lâm Thành Đạc trang trí, xem như rất có đẳng cấp. Trước mắt hay là Lâm Thành Đạc một người ở, không có nữ chủ nhân. Nếu như không phải Tiêu Phàm Phạm Nhạc hai gia hỏa này chặn ngang một gậy tiến đến, Lâm Đại Quản gia là hạ quyết tâm muốn để Phạm Linh trở thành bộ phòng này nữ chủ nhân. Đáng tiếc hiện tại, hết thảy cũng không thể. Vừa mới đánh cửa, xoạch một tiếng, phòng khách đèn lớn liền tự động sáng. Là ai, người nào, Lâm Thành Đạc giật nảy cả mình, dọa đến toàn thân giật mình, vừa nâng lên chân phải vội vàng thu hồi lại, miệng bên trong thất kinh kêu lên. Chương 472, thuần âm nữ tướng. Tiến đến, trong phòng khách, truyền đến Phạm Nhạc thanh âm lạnh lùng. Lâm Thành Đạc một trái tim nháy mắt liền chìm đến đáy cốc, nhưng cũng không dám chần chờ, đành phải miệng bên trong luôn miệng đáp ứng, kiên trì tiến vào phòng khách. Trong lòng không ngừng kêu khổ bọn hắn làm sao tìm được nơi này. Mua xuống bộ phòng này, Lâm Thành Đạc nhưng không có cùng người nào nói qua, coi như tại Phạm Phủ, người biết cũng rất ít. Lâm Thành Đạc cứ việc chỉ là cái hạ nhân, nhưng cũng biết thỏ khôn tam quật đạo lý. Chủ tử của hắn Phạm Anh vốn là phải vị bất chính, Lâm Thành Đạc đi theo Phạm Anh, những năm này là bình bộ thanh vân, nhưng vạn nhất có một ngày, Phạm Anh không may, Lâm Thành Đạc nghĩ đến, cũng được cho mình lưu con đường lui. Ai ngờ Phạm Anh còn không có không may, hắn mình ngược lại là vận rủi cao chiếu. Vừa vào cửa, thấy rõ ràng phòng khách tình hình về sau, Lâm Thành Đạc càng là trong lòng không cam lòng. Cái kia họ Tiêu hàng đầu sư, vậy mà ngồi tại hắn trong phòng khách uống trà. Hắn cái kia xinh đẹp có phải hay không bạn gái, bồi tiếp ngồi ở một bên, trước kia Phạm Phủ Nhị Thiếu gia Phạm Nhạc tiên sinh, thì đứng ở một bên. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, đoàn người này rõ ràng là lấy họ Tiêu hàng đầu sư cầm đầu, Phạm Nhạc đều chỉ có thể cho người ta làm tiểu tùy tùng. Trực tiếp thanh cái này xem như nhà mình địa bàn, chỉ là Lâm Thành Đạc miệng bên trong lại không phẫn, lại nào dám mở miệng chất vấn. Xa xa liền dừng bước, hướng về Tiêu Phàm bọn người gật đầu không ngừng cúi người. Ôm lấy đầu không dám nâng lên. Lâm tiên sinh, lại gặp mặt, Tiêu Phàm nâng chung trà lên uống một ngụm, không chậm không nhanh nói. Đúng đúng, Tiêu tiên sinh, Lâm tiên sinh, người bộ phòng này, vị trí không sai, trang trí cũng không tệ, xem ra Lâm tiên sinh là cái rất biết qua thời gian người. Lâm Thành Đạc lập tức sắc mặt xấu hổ, miệng bên trong không chỗ ở trả lời, trong đầu âm thầm kinh ngạc không thôi, không biết Tiêu Phàm nói những lời này là có ý gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, như thế khuya khoát. Tiêu Phàm tuyệt đối không phải chạy đến nơi đây đến tìm hắn nói chuyện phiếm nói chuyện. Lâm tiên sinh, kỳ thật ta cũng không muốn phá hư ngươi tốt thời gian, ngươi mặc dù chưa nói tới là người tốt, chung quy thượng thiên có đức hiếu sinh, chỉ cần ngươi có thể thống cải tiền phi, ta cũng không có ý định giết ngươi. Tiêu Phàm lời còn chưa nói hết, Lâm Thành Đạc liền dọa đến hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ xuống, liều mạng cho Tiêu Phàm dập đầu, nước mắt giao lưu, không ngừng kêu lên, Tiêu tiên sinh, tha mạng a. Hôm nay việc này, thật không phải là chủ ý của ta, là, Phạm tiên sinh, ta, là Phạm Anh để chúng ta làm như vậy, ta còn khuyên qua hắn đâu. Thật, Tiêu tiên sinh, thật chuyện không liên quan đến ta a, tha mạng. Không trách Lâm Thành Đạc dọa thành cái này đức hạnh, thực ngày hôm đó Tiêu Phàm cho hắn chịu khổ đầu không nhỏ, cho tới nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ cần vừa nghĩ tới, liền toàn thân ngứa phải khó chịu. Những này hàng đầu sư, muốn giết người. Nhưng có nhiều dễ dàng, cùng bóp chết cái con kiến. Kỳ thật coi như thật hàng đầu sư muốn giết người, cũng không phải đơn giản như vậy, nói giết liền giết, cũng được tìm tới cơ hội thích hợp đến rơi hàng đầu mới được. Có thể một thời ba khắc liền lấy người tính mệnh hàng đầu thuật, bình thường hàng đầu sư cũng tùy tiện luyện chế không ra.
chỉ là Lâm Thành đặc thân ở Lạc Gia Thành, sinh hoạt tại một cái hàng đầu sư tung hoành ngang dọc thế giới, đối hàng đầu sư e ngại sớm đã thâm căn cố đế, cũng không dám lại hưng khởi nửa điểm hoài nghi lòng phản kháng. Ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi đây? Cùng Lâm Thành đặc đập một hồi lâu đầu, Tiêu Phàm mới chậm rãi nói, thanh âm bình tĩnh như trước ôn hòa, không mang mảy may lệ khí. Càng như vậy, Lâm Thành Đạc trong lòng càng là sợ muốn chết. Loại này mặt ngoài ôn tồn lễ độ, bất động thanh sắc ra hỏa, giết lên người đến, con mắt đều không nháy mắt một chút. Tiêu tiên sinh, thật không liên quan ta sự tình, là Phạm Anh để chúng ta làm. Phạm Anh tại sao phải làm như vậy? Phạm Linh đối với hắn lại không có có mặc cho hạ uy hiếp. Có phải hay không là ngươi tại Phạm Anh trước mặt nói cái gì? Lúc này cha hỏi chính là Phạm Nhạc, dựa vào Phạm Nhạc ý tứ. Lâm Thành Đạc dạng này phản chủ chi tặc, trực tiếp giết lại xong việc. Chỉ là Tiêu Phàm muốn lưu hắn lại tới làm tuyến nhân, Phạm Nhạc liền chịu đựng không có xuất thủ. Nhị thiếu gia, không dám không dám, ta tuyệt đối không có tại Phạm Anh trước mặt nói cái gì. Ta nào có lá gan kia, đúng, thật giống như ta nghe Phạm Anh miệng bên trong nói một câu, là cái gì tháng âm năm âm cái gì. Ta cũng không hiểu, Lâm Thành Đạc lắp bắp nói. Phạm Nhạc đã biến sắc, Cơ Khinh Sa liền nhìn hắn một chút. Phạm Nhạc nhẹ nói, Phạm Linh ngày sinh tháng đẻ, là nặng âm. Cái gọi là nặng âm, cũng chính là tục xưng thuần âm người, chỉ là tháng âm năm âm âm nói giờ âm ra đời người. Người cổ đại cổ nhân thế kỷ phương pháp là dùng thiên can cùng địa chi phối hợp, thiên can có 10, nói, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, làm năm thủ chữ, xưng mẫu. Địa chi có 12, nói, căn nguyên thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi, làm năm lần chữ, xưng tử. Ghi năm lúc, trước lấy thiên can cầm đầu. Lại hợp với địa chi, thành hai chữ, mang theo thời đại nói lúc ngang nhau từ, tức thành. Nếu dùng 1 đến 12 phối hợp 12 địa chi, như vậy gặp số lẻ vì dương, gặp số chẵn vì âm, liền có thể phân ra âm dương chi niên. Tỷ như giáp năm vì dương năm, ất xấu năm thì là âm năm. Âm nguyệt tốt hơn khu phân, cổ nhân kỷ nguyệt tương đối đơn giản, 12 địa chi các đối ứng một cái, lại ở phía trước mang theo đặc thù tiền tố xây chữ, tức thành. Như xây tử nguyệt chính là âm lịch một tháng. Đơn nguyệt vì dương, song mặt trăng là âm, kỷ nói cùng ghi năm phương pháp đồng dạng, lấy 60 gọi là chu kỳ, đồng dạng nhưng phân ra âm dương. Thế kỷ liền càng rõ ràng hơn, một ngày 12 canh giờ dùng 12 địa chi đến kỷ, từ giờ tí bắt đầu, rốt cục giờ hợi. Năm, nguyệt, nói, lúc tổng cộng có 4 cái, âm dương ra xưng tứ trụ, mỗi trụ 2 chữ, cố hữu bát tự mà nói. Theo loại phương pháp này mà nói, tháng âm năm âm âm nói bên trong lại thêm giờ âm. Chính là hiếm thấy mệnh lý bát tự toàn âm. Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng một dương, nói, Phạm Linh là thuần âm nữ tướng. Vâng, Phạm Nhạc nhẹ gật đầu, Tiêu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Thuần âm chi nữ tướng mặc dù chưa nói tới đặc biệt hiếm thấy, nhưng ở một góc nhỏ, cũng không phải dễ tìm như thế. Bình thường đến nói, thuần âm nữ tướng nếu như cái khác mệnh lý tướng lý phối hợp thật tốt, tướng mệnh đều là rất không tệ, cùng thuần dương người đồng dạng. Đương nhiên, nếu như nam sinh nữ tướng hoặc là nữ sinh nam tướng, kia lại coi là chuyện khác. Bất quá Tiêu Phàm dưới mắt chú ý, rõ ràng không phải Phạm Linh tướng mệnh như thế nào, hắn chú ý chính là thuần âm nữ tướng sự thật này. Người xưa kể lại, một chút tà phái thuật sư, cực kỳ, đều sẽ dùng đến thuần âm người hoặc là thuần dương người tới làm lô đỉnh, đi thái âm bổ dương cùng hái dương bổ âm tà thuật. Hoặc là trực tiếp đem thuần dương người cùng thuần âm người coi như một loại nào đó vật dẫn, đến tiến hành tà pháp. Tiêu Phàm tin tưởng, Lâm Thành Đạc không có lá gan lớn như vậy hướng Phạm Anh mật báo. Bình thường hàng đầu sư, tuyệt sẽ không vì một cái cùng mình không có bao nhiêu quan hệ người đi giải một cái khác hàng đầu sư rơi xuống hàng đầu, làm như vậy chẳng những muốn hao phí đại lượng tinh lực, mà lại vô cùng nguy hiểm. Một khi đối phương hàng đầu sư bản lĩnh trên mình, giải hàng đầu vị này hàng đầu sư liền có khả năng rất lớn bị hàng đầu phản phệ. Lâm Thành Đạc lại được Phạm Anh niềm vui, nói cho cùng cũng bất quá là cái hạ nhân mà thôi. Phạm Anh như thế nào vì hắn đi bốc lên dạng này phong hiểm. Cái này Lâm Thành Đạc cứ việc ngày thường hèn mọn không chịu nổi, lại cũng không là cái đồ đần, sẽ không tự tin đến trình độ cuồng vọng. Như thế đẩy lý, Phạm Anh tự thân xuất mã bắt Phạm Linh, có thể là bởi vì Phạm Linh đặc biệt thuần âm tướng mệnh. Lấy Phạm Anh dưới mắt tại hàng đầu thuật bên trên tu vi, hắn hẳn là còn không dùng đến lô đỉnh. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nhìn về phía Cơ Khinh Sa, nói, lụa mỏng, thiên quỷ hàng, chi pháp, người biết không? Không biết, Cơ Khinh Sa đôi mi thanh tú cau lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên quỷ hàng là nghe đồn rằng chí cao vô thượng hàng đầu thuật,
trừ đồng dạng là trong truyền thuyết thiên quỷ vương kéo quấn lại bên trong, cho tới nay chưa từng nghe nói có người luyện thành qua. Cơ Khinh Xa trước kia tại Lạc Già Thành du học thời điểm, mặc dù rất lưu ý thu thập hàng đầu thuật tin tức, nhưng có quan hệ thiên quỷ hàng tư liệu, lại là ít càng thêm ít, ngẫu nhiên đạt được một điểm, cũng bất quá là đôi câu vài lời, biết bao mơ hồ. Người đang hoài nghi, đây là... Cơ Khinh Xa lời còn chưa dứt, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên, sớm đã che kín u buồn chi sắc. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, thần sắc cũng rất ngưng trọng. Như thế phân tích, cũng không phải là không có đạo lý. Bình thường đến nói, càng là lợi hại tà thuật, yêu cầu thì càng hà khắc vô so. Tỷ như nói, xúc dưỡng sáu đôi âm quỷ, liền chưa từng có cái khác hàng đầu sư làm được qua. Cơ Khinh Xa trầm ngâm nói, chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để chứng minh Ma Cưu đại quốc sư bất phàm. Xem ra, chân tướng đến cùng như thế nào, còn phải tìm Phạm Anh ở trước mặt tìm hiểu một chút mới được. Trầm tư một lát, Tiêu Phàm thấp giọng nói, Cơ Khinh Xa cùng Phạm Nhạc đều gật đầu nói phải. Tiêu Phàm lập tức chuyển hướng Lâm Thành Đạc, nói, Lâm tiên sinh, hiện tại mời ngươi hướng ta chứng minh một chút, ngươi giá trị tồn tại. Lâm Thành Đạc lại vội vàng hướng Tiêu Phàm dập đầu, luôn miệng nói, Tiêu tiên sinh xin phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định dốc hết toàn lực đi làm. Tốt, ta cần ngươi an bài một chút, cùng Phạm Anh gặp mặt, mà lại tốt nhất đừng kinh động những người khác. Nhất là không thể kinh động Gino, ngươi có thể làm được sao? Tiêu Phàm chậm rãi nói. Lâm Thành Đạc trên trán lập tức chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi, nói Tiêu tiên sinh, ngài biết đến, ta chỉ là một cái hạ nhân, không có khả năng an bài Phạm Anh tiên sinh hành trình. Thật sao, cái kia giữ lại ngươi còn có cái gì giá trị? Phạm Nhạc lạnh lùng nói, cổ tay khẽ đảo, một thanh dao găm liền ra hiện ở trong tay của hắn, ánh đèn sáng ngời dưới, tinh quang bắn ra bốn phía, hàn khí bức người. Đừng, đừng, nhị thiếu gia, ta thật làm không được. A. Lâm Thành Đạc quỷ kêu lên, nhưng sau một khắc, tiếng gào im bặt mà dừng. Phạm Nhạc bước nhanh đến phía trước, đưa tay nắm chặt tóc của hắn, bá một tiếng, sáng như tuyết dao găm liền gác ở trên cổ hắn, hơi vừa dùng lực, một tia máu tươi lập tức liền chảy xuôi xuống tới. Lâm Thành Đạc dọa đến hồn phi thiên bên ngoài, chỉ cảm thấy một trận cấp bách, kém chút liền tè ra quần. Phạm Nhạc đối với hắn cảm nhận, thực tế kém tới cực điểm, Lâm Thành Đạc không chút nghi ngờ Phạm Nhạc sẽ một đao kết liễu tính mạng của mình. Nhị thiếu gia tha mạng. Ta nhớ tới, ngày mai Phạm Anh có một cái thương nghiệp đàm phán. Trong lúc này, một số người là dọa đến đầu trống rỗng, cái gì đều nghĩ không ra, còn có một số người, đầu óc ngược lại xoay chuyển càng nhanh. Không thể nghi ngờ, Lâm Thành Đạc chính là thuộc về cái sau. May mắn hắn kịp thời nghĩ tới, không phải, phiền phức liền lớn. Chương 473, Bá Tước Tiên Sinh. Vô luận ai cũng sẽ thừa nhận. Metai ngươi tiên sinh là một vị ưu nhã vô so thân sĩ. Tại rơi giả bang, Metai ngươi đạt được long trọng nhất hoan nghênh. Làm Đức Met công nghệ cao công ty giám đốc điều hành, Metai ngươi tiên sinh có lẽ còn không nên đạt được loại quy cách này hoan nghênh, nhưng hắn một thân phận khác, dù coi như là Đan Mạn quốc vương thất cũng không thể khinh thị. Metai ngươi là quý tộc chân chính, có được thế tập bá tước tôn quý danh hiệu. Mà lại, Metai ngươi không chỉ là Đức Met công nghệ cao công ty giám đốc điều hành đơn giản như vậy, người biết chuyện đều rất rõ ràng, Đức Met cao khoa nhưng thật ra là Met Cát Hưng chi sở trí mân mê ra, thuần túy là bởi vì hắn một lần nào đó kỳ tư diệu tưởng, thế là, Đức Met cao khoa liền hoành không xuất thế. Nhà này trước mắt giá trị thị trường vượt qua 200 triệu đô la công nghệ cao công ty, đối với Metai ngươi mà nói, bất quá là một cái đồ chơi thôi, là hắn một lần nào đó trò chơi mà sinh ra phụ thuộc phẩm. Đức Met cao khoa công ty mẹ, Đức Met tập đoàn năng lượng mới thật sự là cự vô bá. Metai người bá tước, đồng thời là Đức Met tập đoàn năng lượng đại cổ đông, thực tế cổ phần khống chế người. Chỉ bất quá cái kia khổng lồ vô so tập đoàn năng lượng, mặt khác có người tại trước sân khấu trưởng quản, Metai người bình thường cũng không can thiệp tập đoàn năng lượng nói thường vận hành. Không thể không nói, bá tước tiên sinh phi thường cơ trí, bởi vì vô luận là ở đâu quốc gia, nguồn năng lượng ngành nghề đều là mẫn cảm nhất ngành nghề, trực tiếp quan hệ đến quốc gia chiến lược. Bình thường đến nói, có thể chơi nguồn năng lượng người, đều có to lớn quan hệ cùng mạnh mẽ chỗ dựa, nếu không, căn bản là liên nhập trận tư cách đều không có. Cứng rắn muốn đi đến chen, kia là tăng cường muốn chết. Dù là như thế, những năm này Đông Âu kịch liệt xã hội thay đổi, chính quyền quốc gia cùng tài chính tân quý ở giữa đấu tranh, vẫn là để rất nhiều nguồn năng lượng đầu sỏ một cái bổ nhào cắm đến ngọn nguồn, vĩnh thế thoát thân không được. Nhưng Metai ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng nhận qua phương diện này tác động đến,
tại khác tập đoàn năng lượng nhao nhao phá sản đóng cửa đồng thời, Đức Mét tập đoàn năng lượng lại càng thêm hưng thịnh lớn mạnh, cùng này tương quan, là ngắn ngủi trong vòng mấy năm, Đức Mét tập đoàn năng lượng liên tục ba nhiệm CEO bị giam vào ngục giam. Đây là một cái không phải thường phi thường kỳ lạ hiện tượng, tập đoàn công ty ba nhiệm người cầm lái đều ngã xuống, tập đoàn lại càng ngày càng lớn mạnh. Người bình thường không rõ nội tình, chân chính người trong nghề lại là một chút liền có thể nhìn ra được, đây là bởi vì tập đoàn thực tế người sở hữu quá cường đại đến ngay cả cơ quan quốc gia đều đối với hắn không thể làm gì. Đức Met tập đoàn năng lượng thực tế người sở hữu, chính là Met AI người bá tước. Chỉ bất quá vì cho nước nào đó chính búa cùng vị kia lấy cường ngạnh chứ danh người lãnh đạo một chút mặt mũi, Met AI người mới hy sinh ba nhiệm công ty CEO. Nhưng mà mặc kệ chính trị phong bạo mãnh liệt dường nào, cũng sẽ không dính đến Met AI người bản nhân một cây mồ hôi mao. Dạng này một vị quý tộc chân chính, nắm giữ lấy tốt mấy cái quốc gia kinh tế và nguồn năng lượng mệnh mạch đầu sỏ, bỗng nhiên quang lâm lạc giả thành, khó trách sẽ tại Đan Mạn quốc gây nên oanh động. Làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được chính là, Met AI người lần này đại giá vinh dự đón tiếp lạc giả thành, vậy mà là đến cùng Phạm gia tiến hành thương nghiệp đàm phán. Phạm gia mặc dù là lạc giả thành người Hoa tứ đại gia tộc một trong, tại lạc giả thành xem như cao cao tại thượng, để rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng đặt ở toàn bộ Đan Mạn quốc, liền treo không lên hào. Về phần phóng nhãn toàn cầu, kia càng là không cần nhắc lên. Cùng Met AI người dạng này nguồn năng lượng đầu sỏ, căn bản liền không tại một cái cấp bậc bên trên. Tại Mỹ AI người trong mắt, Phạm Anh loại này tầng cấp thương nhân, cùng người qua đường giáp không có gì khác nhau. Chính vì vậy, bá tước tiên sinh lần này khiêm tốn hạ mình, mới hoàn toàn để người không nghĩ ra. Theo lý thuyết, Phạm Anh có thể cùng Đức Met công ty kéo lên quan hệ, vậy coi như tổ tông có linh, phải vội vã chạy người ta địa đầu đi bái sơn cửa, Đức Met công ty có thể có một vị chấp hành phó tổng giám đốc loại hình viên chức ra mặt tiếp đãi Phạm Anh, không có để quản lý chi nhánh đuổi hắn, cũng đã là không phải thường phi thường nể tình. Muốn gặp mặt Met AI người tiên sinh, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ai biết, bá tước tiên sinh không chỉ mong ý tiếp kiến Phạm Anh, thậm chí còn chuyên đuổi tới Lạc Già Thành đến cùng hắn gặp mặt. Phạm Anh gia hỏa này vận khí, phải tốt bao nhiêu a? Nhất là tại Phạm gia cùng Hoàng gia công nhiên vạch mặt, tranh đấu đã hoàn toàn gay cấn dưới tình hình, Met AI người bá tước cử động lần này hoàn toàn có thể cho rằng đối Phạm Anh cùng Phạm gia toàn lực ủng hộ, sẽ làm cho cạnh tranh thiên bình gấp gáp hướng Phạm gia nghiêng. Có Met AI người bá tước cùng Đức Met tập đoàn chỗ dựa, đừng bảo là rơi giả bang, liền xem như toàn bộ Đan Mạn quốc, cũng không có mấy nhà công ty là Phạm gia đối thủ. Bất quá! Xét thấy Met AI người bá tước cùng Đức Met tập đoàn năng lượng thanh danh thực tế quá mức hiển hách, mặc dù Met AI người tự mình đuổi tới Lạc Già Thành, là chuyên vì Phạm Anh mà đến, nhưng chạy tới nơi này ngày đầu tiên, song phương vẫn là không có bất luận cái gì thời gian đến tiến hành thực chất họ đàm phán. Met AI người đem cái này nửa ngày lưu cho Đan Mạn quốc cùng rơi giả bang quan phương. Những này mặt mũi đồ vật, tổng còn phải bận tâm một chút mới được. Tiệc tối về sau, Met AI người tiên sinh liền tuyên bố mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi, bước ra trở lại gian phòng của mình. Thư ký của hắn nhân viên lập tức đem hết thảy người viếng thăm cự tuyệt ở ngoài cửa. Đi theo Met AI người một lúc sau, thư ký nhóm đều hiểu rõ bá tước tiên sinh họ cách. Không hề nghi ngờ, vị này ưu nhã thân sĩ là một vị giàu có ái tâm người tốt, nhưng cùng lúc, cũng là một vị cố chấp người. Một khi hắn quyết định sự tình, bất kỳ người nào đều không thể cải biến. Thư ký nhân viên muốn làm chính là kiên định không thay đổi chấp hành bá tước tiên sinh chỉ lệnh. Bất kỳ cái gì ý đồ thuyết phục hắn thay đổi chủ ý ý nghĩ, đều là phí công. Trải qua nhiều năm như vậy, mọi thứ ý đồ làm như vậy thư ký nhân viên, đều không lâu sau lọt vào đuổi việc. Đối với Met AI người tiên sinh đến nói, hắn cần chính là người chấp hành, mà không phải quan tham mưu. Chẳng lẽ trên thế giới này, còn có so Met AI người tiên sinh càng cơ trí người sao? Hiển nhiên kia là không thể nào. Nhưng mà, trên thế giới này sự tình luôn luôn như vậy thú vị. Chỉ cần có quy củ, liền sẽ có ngoại lệ. Dù coi như là thân phận cao quý như là Met AI người bá tước, cũng có phá lệ thời điểm. Met AI người cũng ngủ lại tại Kim Hải bờ khách sạn, bất quá hắn không có ở tại bãi biển biệt thự, mà là ở tại phòng tổng thống. Kỳ thật liền bá tước tiên sinh bản thân ý nguyện mà nói, hắn càng thêm thích ở tại bãi biển biệt thự, hưởng thụ một chút Thái Bình Dương bãi biển mỹ diệu cảnh trí. Thế nhưng là bảo an phương diện nói ra, hay là mời bá tước tiên sinh ở tại phòng tổng thống. Tương đối dễ dàng tiến hành an toàn cảnh giới. Làm một vị ưu nhã thân sĩ, bá tước tiên sinh rất có thể vì người khác suy nghĩ, cứ việc không phải như vậy nguyện ý, hay là tiếp nhận cái này an bài. Trở lại xa hoa vô so phòng tổng thống,
Bá Tước tiên sinh thay đổi áo ngủ rộng thùng thình, tựa ở màu vàng nhạt cung đình trên ghế salon, mở ra một bản cổ lão thư tịch, bắt đầu nghiêm túc đọc. Ngoài dữ liệu chính là, Met AI ngươi nhìn thế mà là một bản hoa văn cổ tịch, sách đóng chỉ, phồn thể dựng thẳng sắp xếp, khô héo trang giấy khắp nơi đều chứng minh đây là một bản chân chính cổ tịch, không phải hàng nhái. May mà Tổng thống phòng xếp bên trong không có người ngoài, không phải thật muốn giật nảy cả mình. Loại này cổ tịch, coi như tại châu Á, cũng không có mấy người nhìn hiểu, chớ đừng nói chi là Met AI ngươi cái này mắt lam mũi cao Đông Âu người. Đây thật là một cái kỳ lạ vô so hiện tượng. Met AI ngươi thấy rất chậm, cơ hồ là từng chữ đang từ từ nghiên cứu. Rất rõ ràng, hắn không phải không biết chữ phồn thể, thấy chậm nguyên nhân ở chỗ quyển sách này nội dung đáng giá hắn dạng này mỗi chữ mỗi câu đi tìm hiểu, đi cân nhắc. Đang lúc Met AI ngươi nhìn nhập thần thời điểm, bị một thanh âm bừng tỉnh. Tiên sinh, có khách cầu kiến. Một vị đã có tuổi quản gia, nhẹ nhàng đi tới Met AI ngươi trước mặt mấy mét chỗ đứng vững, thấp giọng nói. Met AI ngươi buông xuống đóng chỉ cổ tịch, ngẩng đầu lên nhìn về phía quản gia, mỉm cười nói, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới, ta chính đang đọc a. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ vội vàng nói, đúng vậy, tiên sinh, ta chú ý tới, thế nhưng là... Không có cái gì có thể đúng vậy, thân yêu Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ. Ta hiện đang nghỉ ngơi, không muốn gặp quốc gia này bất luận cái gì khách nhân. Bá Tước tiên sinh ngữ khí vẫn như cũ như vậy ôn hòa, bất quá làm đi theo Met AI ngươi thời gian lâu nhất quản gia, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ rất rõ ràng, Bá Tước tiên sinh kỳ thật đã bắt đầu sinh khí. Nhất là đang nghỉ ngơi hoặc là đọc thời điểm, Bá Tước tiên sinh càng không thích bị người quấy rầy. Bất quá, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ hay là cả gan nói, tiên sinh, không phải quốc gia này khách nhân, là đến từ phía nam nước láng giềng khách nhân. Một vị tiểu thư xinh đẹp. Đến từ phía nam nước láng giềng khách nhân, Met AI người rốt cục đưa trong tay cổ tịch để xuống, nhìn về phía Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, Met AI người không nghĩ tới sẽ tại cái này Nam Dương quần đảo gặp gỡ phía nam nước láng giềng khách nhân. Tại Mỹ AI người trong lòng, phương nam nước láng giềng địa vị, nhưng so Đan Mạn quốc trọng yếu phải nhiều. Nước Met tập đoàn năng lượng chủ yếu đối tượng hợp tác một trong, chính là cái này ngay tại quật khởi phương Nam Đại Quốc. Đúng vậy, vị kia Mỹ Lệ Cơ tiểu thư, là của ngài lão bằng hữu. Là Cơ tiểu thư, Met AI người hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên lộ ra từ đáy lòng tiếu dung, đồng thời cũng vô cùng ngoài ý muốn. Đúng vậy, chính là Cơ tiểu thư. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ cũng mỉm cười đáp, đã sớm ngờ tới Bá Tước tiên sinh sẽ là vẻ mặt như thế, bằng không mà nói, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ tuyệt sẽ không tiến đến thông báo. Hắn mặc dù là nhất phải Bá Tước tiên sinh tín nhiệm quản gia, cũng sẽ không hiểu thấu đến nếm mùi thất bại. Mời nàng vào đi, Met AI ngươi vui sướng nói. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ nhưng lại do dự, thấp giọng nói, tiên sinh, Cơ tiểu thư không phải một người đến, cùng nàng cùng đi còn có một vị trẻ tuổi tiên sinh, họ Tiêu, nghe nói là Cơ tiểu thư bạn trai. Ồ, Met AI ngươi song mi có chút dương lên, cái này có quan hệ gì sao? Met Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ trần chờ nói, tiên sinh. Cụ thể có cái gì khác biệt ta cũng không nói lên được, nhưng ta luôn cảm thấy, Cơ tiểu thư vị này bạn trai, giống như không phải người bình thường. Ha ha, thật sao? Như thế rất có ý tứ. Đã như vậy, vậy ta liền càng muốn gặp một lần vị này Tiêu tiên sinh. Met AI ngươi liền cười, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đúng vậy, tiên sinh. Thấy Met AI ngươi làm quyết định, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ liền có chút cúi đầu, quay người đi ra ngoài cửa. Chương 474, yêu cầu quá đáng. Tổng thống phòng xếp nặng nề gỗ lim đại môn từ từ mở ra, tại Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ dẫn dắt phía dưới, Cơ Khinh Sa bồi theo Tiêu Phàm, chậm rãi đi đến. Met AI người sớm đã đứng dậy, đứng lặng chờ. Mặc dù đều là người da trắng, Mỹ quốc người xuất họ tùy ý khác biệt, truyền thống châu Âu quý tộc đều phi thường chú trọng lễ tiết lễ phép. Mặc kệ đến là ai, nếu là mình chính miệng mời khách nhân, vậy sẽ phải rất khách khí cho tiếp đãi. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm, Met AI ngươi liền có một loại cảm giác, Tiêu Phàm cùng hắn là đồng loại. Cái này cái trẻ tuổi đông phương nam tử, tư văn hữu lễ, toàn thân thư quyển khí tức, cử chỉ ưu nhã, hào phóng vừa vặn, thậm chí sắc mặt đều cùng Met AI ngươi đồng dạng, lộ ra quý tộc thức tái nhợt. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là những này bên ngoài tương tự, Met AI ngươi còn sẽ không làm đồng loại phán đoán, Bá Tước tiên sinh không đến mức như vậy nông cạn. Chân chính để Met AI ngươi trong lòng cảm khái là Tiêu Phàm kia cố ẩn liếm rất khá, lệch lại đâu đâu cũng có tự tin. Duy chỉ có cường giả chân chính, mới có thể từ bên trong mà nơi khác tản mát ra loại này không giữ lại chút nào tự tin. Một cái chân chính thân sĩ,
hoặc là nói một cái nam nhân chân chính, phải chăng cường đại cũng không phải là tuyệt đối bình phán tiêu chuẩn, nhưng tự tin lại là thiết yếu tố chất. Vị kia đã từng khiến Met AI người thật sâu tâm động, đồng thời vì đó khuynh đảo Mỹ lệ cơ khinh xa tiểu thư, giờ phút này nhẹ nhàng kéo Tiêu Phàm cánh tay, mang trên mặt yêu nhã mà kiêu ngạo mỉm cười. Trong lúc nhất thời, Met AI người thậm chí đều không nhìn thấy cơ khinh xa, sự chú ý của hắn đều bị Tiêu Phàm hấp dẫn lấy. Có thể để cho một vị cường đại nam nhân khuynh đảo, không hề nghi ngờ là tuyệt thế giai nhân, nhưng có thể làm cho một vị cường đại nam nhân hết sức chăm chú đi chú ý, chỉ có thể là một vị khác cường đại nam nhân. Bá tước tiên sinh, chào buổi tối. Tiêu Phàm tại khoảng cách Met AI người mấy mét ngoại chạm định, khẽ khom người, khẽ cười nói, ánh mắt nhấp nháy, một mực chăm chú vào Met AI người trên mặt, còn người thoảng qua co vào. Hiển nhiên, Met AI người cũng đồng dạng gây nên Tiêu Phàm đặc biệt chú ý. Có thể khẳng định là, loại này đặc biệt chú ý, tuyệt không phải bắt nguồn từ Met AI người có tài phú cùng quyền thế, những vật này, tại Tiêu Phàm trong mắt như là mây bay, không có bao nhiêu giá trị. Cũng không phải là bởi vì Met AI người bá tước danh hiệu cùng truyền thống thân phận quý tộc, Tiêu Phàm đồng dạng không phải quá để ý những này trên danh nghĩa đồ vật. Tại châu Á, còn sinh hoạt lấy không ít hoàng tộc hậu duệ đâu. Tiêu tiên sinh, chào buổi tối, cơ tiểu thư, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng. Met AI người trên mặt triển lộ ra châu Âu quý tộc đặc hữu tiêu chí họ mỉm cười, quy củ đáp lễ. Bất quá thú vị là, Tiêu Phàm hướng hắn vấn an thời điểm, nói là tiêu chuẩn tiếng Nga. Met AI người thì về lấy tiêu chuẩn kinh phiến tử, đồng thời thành ngữ dùng đến phi thường chuẩn xác đúng chỗ. Có chút điên đảo, nhận được bá tước tiên sinh nhớ mong, ta rất tốt. 2 năm không gặp, bá tước tiên sinh phong thái vẫn như cũ, thật đáng mừng. Cơ khinh xa càng là lấy một chuỗi lưu loát kinh phiến tử trả lời hắn, cười nói tự nhiên, một chút cũng không sợ cái này Đông Âu người nghe không rõ. Người này là cái hoa hạ thông, cơ khinh xa đã sớm biết. Cơ khinh xa cùng Met AI ngươi lần trước gặp mặt tại 2 năm trước. Kia một lần, Met AI ngươi lấy tư nhân thân phận đến châu Á du lịch ngắm cảnh, thực tế là cùng châu Á cao tầng tiến hành có quan hệ nguồn năng lượng ngành nghề bí mật đàm phán. Rất trùng hợp chính là, lúc ấy cơ thị tập đoàn cũng ngay tại hướng nguồn năng lượng ngành nghề tiến quân. Thông qua một vị nào đó quan lớn đáp cầu dắt mối, cơ khinh xa cùng Met AI ngươi trực tiếp gặp mặt. Hai người trò chuyện vui vẻ, rất nhanh liền ký hợp tác hiệp nghị. Trước mắt cơ thị tập đoàn đang cùng nước Met tập đoàn thuộc hạ một cái công ty con tại Tây Á địa khu độc liên thể nước nào đó triển khai toàn diện hợp tác. Mảnh bàn về đến, Met AI người cùng cơ khinh xa là hợp tác đồng bạn, mà lại hợp làm so sánh vui sướng. Lúc ấy, Met AI người đối hoa hạ văn hóa tinh thông để cơ khinh xa 10 điểm giật mình. Cái này sống mũi cao mắt xanh ngoại quốc quý tộc, đối người hoa văn lịch sử hiểu rõ, so tuyệt đại đa số người nước hoa đều muốn càng xâm nhập thêm. Ha ha! Tạ ơn cơ tiểu thư khích lệ. Đến, Tiêu tiên sinh, cơ tiểu thư, mời tới bên này ngồi. Tiêu tiên sinh, ta cùng cơ tiểu thư là lão bằng hữu, cho nên tương đối tùy ý, mời Tiêu tiên sinh đừng nên trách. Met AI người vỗ vỗ trên người mình áo ngủ, khẽ cười nói. Mặc áo ngủ tiếp khách, đương nhiên là có bội tại châu Âu truyền thống quý tộc lễ tiết, bất quá thời đại dù sao khác biệt, nhất là tại khách sạn, tư nhân thời gian, càng thêm sẽ không có người so đo chuyện này. Bá tước tiên sinh khách khí, Tiêu Phàm cũng là nho nhã lễ độ, lập tức 3 người phân chủ khách vào chỗ, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ tự mình dâng lên trà xanh cùng cà phê, lặng lẽ lui sang một bên, khoanh tay đứng hầu. Tiêu tiên sinh, ta đối châu Á văn hóa lịch sử, phong thổ, vẫn luôn phi thường ngưỡng mộ. Bất quá, xin thứ cho ta nói thẳng, Tiêu tiên sinh là ta gặp được vị thứ nhất chân chính hoa hạ thân sĩ. Met AI ngươi rất chân thành nói, bá tước tiên sinh quá khen. Song phương hàn huyên vài câu về sau, cơ khinh xa khẽ cười nói, bá tước tiên sinh, ta là thật không nghĩ tới, ngươi sẽ đại giá quang lâm lạc giả thành. Met AI ngươi vừa cười vừa nói, cơ tiểu thư không phải cũng đến nơi này à. Cơ tiểu thư sẽ không là cùng Tiêu tiên sinh chuyên đến nơi đây du lịch à. Lạc giả thành vốn chính là du lịch thắng địa, ta cùng bạn trai ta cùng một chỗ đến nơi đây hưởng thụ thế giới 2 người, không phải rất hợp lý à. Met AI ngươi liền cười, lại không nói thêm gì nữa. Rất hiển nhiên, cơ khinh xa lời nói này, vẫn chưa thu hoạch được bá tước tiên sinh tán đồng. Cơ khinh xa đương nhiên có thể cùng bạn trai cùng một chỗ đến Nam Dương đến hưởng thụ bờ biển thế giới 2 người, sau đó may mắn thế nào ở đây đụng phải hắn Met AI ngươi. Thế nhưng là, Met AI ngươi nhất quán không thể nào tin được trùng hợp. Bá tước tiên sinh, là cái gì để ngài bỗng nhiên đối cái này vắng vẻ giáp 6 đảo sinh ra hứng thú? Met AI ngươi mỉm cười nói, cơ tiểu thư là người trong nghề, hẳn phải biết.
Trước mắt toàn cầu nguồn năng lượng ngành nghề cạnh tranh 10 điểm kịch liệt. Nam Dương quần đảo xung quanh hải vực, nguồn năng lượng số lượng dự trữ phi thường phong phú, vô cùng có khả năng trong tương lai trở thành toàn cầu lớn nhất nguồn cung cấp năng lượng căn cứ. Hiện tại dự vì đó chỗ, có lẽ tại tương lai có thể đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bá tước tiên sinh, ta hoàn toàn đồng ý ngài đối Nam Dương quần đảo nguồn năng lượng viễn cảnh phân tích, cũng phi thường khâm phục bá tước tiên sinh phòng ngừa chu đáo nhìn xa hiểu rộng. Bất quá, trọng đại như vậy hợp tác hạng mục, ngài không cảm thấy, Phạm Anh tiên sinh có chút không đủ tư cách à? Nguồn năng lượng khai phát, cho tới bây giờ đều là quốc gia phương diện đại chiến lược, bình thường thương nhân, chỗ nào có thể tham dự vào. Cơ thị tập đoàn sở dĩ có thể cùng Đức Mét tập đoàn hợp tác, kỳ thật cũng là quốc gia chiến lược một loại nào đó kéo dài hình thức. Tây Á địa khu nguồn năng lượng dự trữ, vẫn luôn là toàn thế giới đại quốc chú ý tiêu điểm, không biết có bao nhiêu song cảnh giác con mắt, ngày đêm không nghỉ chú ý Tây Á kia phiến tương đối hoang vu thổ địa, chú ý vùng đất kia phía dưới chôn giấu đại lượng dầu hỏa, khí thiên nhiên cùng than đá. Châu Á Tây tiến vào chiến lược, nhất quán nhận Tây phương đại quốc áp chế cùng quấy nhiễu. Viễn Đông địa khu hai cái đại quốc tại nguồn năng lượng cùng chiến lược lĩnh vực thân mật vô gian quan hệ hợp tác, là Tây phương tất cả đại quốc cũng không nguyện ý nhìn thấy. Tại dưới tình huống như vậy, dù coi như hữu tâm muốn cùng châu Á hợp tác, ngoại giới lực cản chi lớn, cũng là khó có thể tưởng tượng. Thế là Cơ Khinh Sa đứng ra, xuyên thấu qua một vị nào đó quan lớn, biểu thị nguyện ý lấy dân ở giữa đầu tư hình thức, cùng Đức Mét tập đoàn triển khai trước hợp tác, cũng coi là làm cái ném đá giỏ đường tác dụng. Cùng rèn luyện sau một khoảng thời gian, lại tìm kiếm càng đại quy mô đột phá. Tương đối mà nói, dạng này tương đối bí ẩn, không đến mức quá gây nên Tây phương đại quốc chú ý cùng bất an. Nếu như không có loại này hoàn cảnh lớn đại bối cảnh, Cơ thị tập đoàn quan hệ lại rộng, Cơ Khinh Sa lại có năng lực, cũng không có khả năng chen chân tiến vào nguồn năng lượng lĩnh vực đi. Phạm Anh cùng Phạm Gia, tại Đan Mạn Quốc còn lên không được bàn tiệc. Đức Mét tập đoàn cùng Phạm Gia hợp tác, tiến hành nguồn năng lượng khai phát phương diện nếm thử, quả thực tựa như là chơi nhà tròi đồng dạng, để người cảm thấy quá không đáng tin cậy. Phạm Anh dựa vào cái gì đi tin phục Đan Mạn Quốc Trung ương chính búa chính khách? Trừ phi Ma Cưu Đại Quốc sư nguyện ý vì thế ra mặt. Mà ở Đan Mạn Quốc trong lịch sử, còn rất ít có hàng đầu sư xuất mặt can thiệp chính búa sự vụ. Tựa hồ tại tất cả hàng đầu sư ở giữa đều hình thành một loại nào đó quy củ bất thành văn, hàng đầu sư không làm chính. Phạm Anh có thể dùng viên đạn bọc đường, dùng tiền tài mỹ nữ giải quyết Zino, chiêu số giống vậy, lại tuyệt đối không thể sử dụng đến Ma Cưu Đại Quốc sư trên người. Lấy Ma Cưu Đại Quốc sư thân phận cùng uy vọng, nếu như hắn muốn tận tình thanh sắc khuyển mã, còn cần đến Phạm Anh đến cung phụng a. Toàn bộ rơi già bang thổ dân rơi già người, đều sẽ cam tâm tình nguyện cung phụng thứ nhất hàng đầu sư. Cho nên nói, Met AI người chuyến này, thực tế lộ ra quỷ dị. Đối với Cơ Khinh Sa cái nghi vấn này, Met AI người cười không đáp, hỏi ngược lại, Cơ tiểu thư, đã ở đây gặp lại, đó chính là hữu duyên. Có gì cần ta hỗ trợ sao? Không thể nghi ngờ. Met AI ngươi nhìn ra được, Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Sa lần này chuyên đến nhà bái phỏng, tuyệt không chỉ ôn chuyện đơn giản như vậy, khẳng định còn có càng thêm chuyện quan trọng. Bá tước tiên sinh, chúng ta xác thực có một cái yêu cầu quá đáng. Cơ Khinh Sa cũng không khách khí, lập tức gật đầu nói. Met AI ngươi mỉm cười, nói Cơ tiểu thư thỉnh giảng. Cơ Khinh Sa trực tiếp nói, ngày mai, bá tước tiên sinh là muốn cùng Phạm Anh tiên sinh tự mình gặp mặt, sẽ nói chuyện hợp tác chi tiết ha. Ta hy vọng tại bá tước tiên sinh người đi theo bên trong, thanh ta thêm vào. Ồ, Met AI người nồng đậm song mi có chút sơ lên, cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới, Cơ Khinh Sa sẽ đưa ra điều kiện như vậy tới. Một bên khoanh tay đứng hầu Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mời bá tước tiên sinh yên tâm, ta chỉ là cần tại Phạm Anh tiên sinh trước mặt lộ mặt, tuyệt sẽ không xáo trộn bá tước tiên sinh cùng Phạm Anh tiên sinh đàm phán. Điểm này, ta có thể cam đoan. Cơ Khinh Sa rất trịnh trọng nói. Met AI ngươi liền cười, ánh mắt thâm thúy tại Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Sa trên mặt chậm rãi vừa đi vừa về, một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ. Tiêu Phàm cũng cười, bưng lên trước mặt thanh hương lượn lờ trà xanh, nhẹ nhàng uống một ngụm, thần sắc thản nhiên. Tốt, không có vấn đề, ta đáp ứng. Met AI ngươi cũng không do dự quá lâu, lập tức liền nhẹ gật đầu, sảng khoái nói, căn bản liền không có hỏi, Cơ Khinh Sa tại sao phải làm như vậy. Tạ ơn bá tước tiên sinh, Cơ Khinh Sa tiếu yếp như hoa. Chương 475, yêu quái. Tiên sinh, ngài vì sao lại đáp ứng yêu cầu của bọn hắn? Cùng Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Sa rời đi về sau,
Tổng thống phòng xếp nặng nề gỗ lim đại môn chậm rãi khép kín, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ nhìn qua mét a y ngươi, song mi nhíu chặt, rất là không hiểu hỏi. Rất rõ ràng, Cơ tiểu thư đối Phạm Anh không có hảo ý. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ nói ra mình lo lắng. Tất cả mọi người tại phỏng đoán mét a y ngươi lần này đến đây Lạc Già thành chân thực ý đồ, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ khỏi phải phỏng đoán, hắn biết được rất rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, bá tước tiên sinh cơ hồ tất cả cơ mật, đều không có giấu giếm hắn, hắn là bá tước tiên sinh trung thành nhất người hầu. Mét a y ngươi không có vội vã trả lời, hai tay chắp sau lưng, tại phòng khách rộng rãi bên trong chậm rãi đi qua đi lại. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được, cùng Cơ Khinh Xa cùng đi vị kia tiêu tiên sinh, không phải người bình thường a? Sau một lát, mét a y ngươi dừng bước, nhìn Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ một chút, chậm rãi nói. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ nghi ngờ nói, tiên sinh, ngài là nói. Mét a y ngươi lại lắc đầu, nói ta chỉ là có như vậy một loại cảm giác, người này không đơn giản, tốt nhất là không muốn cùng hắn đối nghịch. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ nói, thế nhưng là, tiên sinh, Phạm Anh là chúng ta nhiều lần cân nhắc về sau tuyển định đối tượng. Từ trên người người này, có lẽ liền có thể giải khai Nam Dương hàng đầu thuật chân chính bí mật. Nếu như chúng ta từ bỏ cơ hội này, muốn lại tuyển định một cái thích hợp đối tượng, lại phải phí nhiều trắc trở. Mét A Y người chậm rãi nói, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, người hẳn phải biết, chúng ta hành động lần này, vẫn chưa đạt được trưởng lão hội trao quyền. Những cái kia cổ hủ đám lão già này, đối với bất luận cái gì sáng tạo họ tư duy đều tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho nên, hành động lần này tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Nếu không, tình nguyện hủy bỏ hành động cũng không thể miễn cưỡng làm việc. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực đi ứng đối những lão gia hỏa kia chất vấn cùng chỉ trích. Đã Cơ Khinh Xa cùng Tiêu Phàm để mắt tới Phạm Anh, như vậy chúng ta nhất định phải kết thúc hành động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thật nếu là không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lại cân nhắc khôi phục hành động, ngươi hiểu chưa? Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ tựa hồ vẫn có chút không quá cam tâm, nghĩ nghĩ, nói tiên sinh, vì cái gì chúng ta không cân nhắc để Cơ Khinh Xa cùng Tiêu Phàm rời khỏi đâu? Nơi này không phải châu Á, mà là Đan Mạn Quốc, thậm chí đều khỏi phải chúng ta tự mình ra mặt, chỉ cần đối cái kia Phạm Anh nói một tiếng liền có thể. Tin tưởng hắn có cái năng lực kia, hắn cùng Lạc Già Thành cục cảnh sát đầu mục quan hệ phi thường tốt. Mét A Y ngươi đến đây Lạc Già Thành trước đó, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ bọn người sớm đã đem Phạm Anh nội tình tra được nhất thanh nhị sở. Nếu không, bá tước tiên sinh làm sao có thể tự mình giá lâm cái này ngoài vòng giáo hóa Man Di chi địa. Căn cứ tình báo biểu hiện, Phạm Anh trước mắt là toàn bộ Lạc Già Thành có quyền thế nhất người Hoa. Không thể, Mét A Y ngươi quả quyết nói, không khách khí chút nào bác bỏ Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ đề nghị, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, ngươi quá xem thường bọn họ. Nhất là Tiêu Phàm, tuyệt đối không phải trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng đối phó như vậy. Phạm Anh mặc dù là địa đầu xa, nhưng muốn đối phó Tiêu Phàm, kia còn kém xa lắm. Cứ như vậy, chúng ta liền không giải thích được nhiều cây một địch nhân, không nhất thiết phải thế. Mét A Y ngươi vẫn chưa nói cho Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, hắn tại Tiêu Phàm trên thân cảm nhận được một loại nào đó cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Mét A Y ngươi tin tưởng, Tiêu Phàm tuyệt đối có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn an toàn. Về phần loại này uy hiếp là tới từ Tiêu Phàm bản thân, còn là tới từ hắn mang theo cái nào đó vật phẩm, Mét A Y ngươi liền không thể phân biệt phải rõ ràng như vậy. Nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, Mét A Y ngươi cũng không nguyện ý mạo hiểm. Không phải nói Mét A Y ngươi đặc biệt không nguyện ý mạo hiểm, mà là muốn nhìn mạo hiểm có hay không cái kia tất yếu. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, mời ngươi ghi nhớ, không nói những cái khác, thời gian, chúng ta có rất nhiều. Vâng, tiên sinh. Mắt thấy Mét A Y ngươi quyết tâm đã định, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ liền không còn dám quật cường. Mét A Y ngươi tại ghế sofa bên trong ngồi xuống, cầm lấy đặt tại gối dựa dưới đóng chỉ cổ tịch, lại nhiều hứng thú nhìn lại. Vừa rồi Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Xa sau khi vào cửa, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Mét A Y ngươi đem bản này Hán ngữ đóng chỉ cổ tịch tiện tay đặt ở sofa lớn dựa vào dưới gối, không có để người phát hiện. Tiên sinh, vậy ngày mai đàm phán, như thường lệ tiến hành. Hành động tiếp theo tạm thời dừng lại. Vâng, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ kính cẩn đáp ứng một tiếng, thấy Mét A Y ngươi không có phân phó gì khác, liền khoanh tay lui ra ngoài. Tổng thống phòng xếp bên trong bầu không khí khẩn trương, Kim Hải bờ khách sạn bãi đậu xe dưới đất một đài Mercedes-Benz không khí trong xe, đồng dạng không thoải mái. Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Xa ngồi tiến vào trong xe về sau, xe Mercedes thật lâu không có di động. Đài này xe là Hoàng Gia Lâm thời cung cấp cho Tiêu Phàm Cơ Khinh Xa đang ngồi giá.
nửa mới không cũ, cũng không làm cho người chú mục. Đêm nay, Phạm Nhạc cũng không có tùy hành, Cơ Khinh Xa tự mình xung làm lái xe. Cơ Khinh Xa từng tại tòa thành thị này du học hơn 3 năm, đối Lạc Già Thành rất quen thuộc. Nguyên bản Cơ Khinh Xa cũng chưa phát hiện dị thường, chỉ là rời đi Tổng thống phòng xếp về sau, nhất quán chấn định như hằng Tiêu Phàm, dưới chân thoảng qua tăng tốc 3 phân. Một tòa tiến vào trong xe, Tiêu Phàm trong tay lập tức nhiều hơn một cái tuyết trắng mai rùa, chính là vô cực môn chấn giáo tam bảo một trong Huyền Vũ Giáp. Tiêu Phàm đem Huyền Vũ Giáp nâng ở trong lòng bàn tay, hai mắt khép hờ, lông mày nhíu chặt, thần sắc nghiêm trọng. Cơ Khinh Xa lấy làm kinh hãi, vô ý thức ngừng ở động tác trong tay. Không hề nghi ngờ, Tiêu Phàm đang cùng bảo vật tiến hành một loại nào đó câu thông. Một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, Tiêu Phàm chuyển hướng Cơ Khinh Xa, thấp giọng hỏi, lụa mỏng, cái này mét ai ngươi, ngươi nói ban đầu là Lý Bá Bá giới thiệu cho ngươi biết. Cơ Khinh Xa càng là kinh ngạc, khẽ gật đầu một cái. Tiêu Phàm miệng bên trong vị này Lý Bá Bá, liền là lúc trước thúc đẩy nàng cùng mét ai ngươi hợp tác quan lớn. Trước kia Cơ Khinh Xa cũng chưa nghe nói qua vị này Lý Thư Ký cùng Tiêu gia quan hệ mật thiết, nhưng từ Tiêu Phàm đối với hắn xưng hô liền có thể suy đoán ra đến, mình tình báo còn chờ tăng cường. Lấy Tiêu Phàm họ cách, quan hệ bình thường, Tiêu Phàm sẽ không xưng hô Lý Bá Bá. Bất quá dưới mắt, Cơ Khinh Xa chú ý, rõ ràng không tại cái này cấp trên. Tiêu Phàm song mi lại nhào lên, nhẹ nói như vậy, mọi người đều bị mơ mơ màng màng. Tiêu Phàm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cho ta đều rất khẩn trương. Cơ Khinh Xa vội vàng nói. Tại đoàn người ấn tượng bên trong, Cơ Khinh Xa vô luận lúc nào, đều là như vậy trầm ổn trấn tĩnh, khẩn trương cái từ ngữ này, cùng nàng một điểm không dính dáng. Thậm chí Vu Minh biết rõ Tiêu Phàm muốn đối phó chính là Ma Cưu Đại Quốc Sư, Cơ Khinh Xa cũng không chút do dự đi theo Tiêu Phàm cùng đi. Bây giờ lại cũng bị Tiêu Phàm làm cho có chút khẩn trương. Chẳng lẽ Mét AI ngươi bá tước có gì không ổn? Tiêu Phàm lắc đầu, nói, ngươi một mực không có cảm thấy, Mét AI ngươi cùng thường nhân có chỗ khác biệt a? Còn có Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, rất yêu nhã một vị thân sĩ. Khác ngược lại là không có cảm giác đặc biệt, Cơ Khinh Xa trầm ngâm nói. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiếu Dung lập tức thu liếm, nói, đương nhiên rất yêu nhã. Sống dài như vậy, cái gì không có trải qua? Cơ Khinh Xa lập tức liền mê hoặc, nói, bá tước niên kỷ hẳn là không quá lớn a. Ta nhìn nhiều nhất 40 tuổi, kia là hắn bên ngoài đồng hồ. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, 2 năm trước ngươi cùng hắn lúc gặp mặt, hắn có phải là cùng hiện tại đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. 2 năm trước, tựa như là cùng hiện tại giống nhau như đúc, thế nhưng là đây không phải rất bình thường a. Bình thường nam nhân tại ở độ tuổi này, một thời gian 2 năm, nhìn không ra có cái gì biến hóa rõ ràng đến. Cơ Khinh Xa càng thêm mê hoặc, Tiêu Phàm, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, Mét AI ngươi là cái yêu quái? Lời này, hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm đùa giỡn họ chất. Tiêu Phàm quay đầu nhìn sang, nhẹ nói, chẳng lẽ ngươi cho là hắn không phải sao? Lần này, Cơ Khinh Xa là thật ngây người, kinh ngạc nhìn qua Tiêu Phàm, nửa ngày nói không ra lời, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Tiêu Phàm, ngươi nói đùa sao? Cái này sao có thể? Chố mắt thật lâu, Cơ Khinh Xa mới nở nụ cười khổ, nói, vừa lắc đầu. Làm Hà Lạc phái dòng chính truyền nhân, một vị rất có tạo nghệ thuật sư, Cơ Khinh Xa thấy qua tình hình quỷ dị hơn xa so với bình thường người nghe nói qua còn nhiều hơn, nhưng là Tiêu Phàm lời này, hay là vượt qua hắn lý giải phạm trù. Yêu quái, nhất là Mét AI ngươi như thế anh tuấn yêu nhã nam sĩ. Tiêu Phàm nhưng không có lại giải thích, nhẹ khẽ với một cái đầu, nói, lụa mỏng. Ngày mai ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Thế nhưng là, chúng ta mới vừa rồi cùng Mét AI ngươi nói xong, chỉ có ta cùng hắn cùng một chỗ lộ diện. Lâm thời lại thay đổi, Mét AI ngươi chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Mà lại, cũng rất dễ dàng gây nên Phạm Anh ngờ vực vô căn cứ. Kia cũng không phải cái người dễ đối phó. Cơ Khinh Xa nhíu mày nói. Kia không quan hệ, ta không công khai lộ diện. Vừa rồi Mét AI ngươi đã nói cho bọn hắn. Ngày mai ngay tại ngủ lại Kim Hải bờ khách sạn cùng Phạm Anh cử hành chính thức hội đàm, nếu như đàm phán thuận lợi, mới cân nhắc đi Phạm Anh trong nhà làm khách. Nghe nói đây cũng là tôn trọng người Hoa tập tục, tại người Hoa cho rằng, có thể đi trong nhà làm khách, đây mới thực sự là bằng hữu. Xét thấy Mét AI người thân phận tôn quý, ngày mai Kim Hải bờ khách sạn khẳng định đề phòng xâm nghiêm, bất quá cái kia cũng không có gì, lại nghiêm mật cảnh giới biện pháp, đều Tiêu Phàm mà nói, cũng là thùng rỗng kêu to. Tiêu Phàm muốn tại cách đó không xa giám sát lần này hội đàm, tin tưởng không có người nào có thể ngăn được. Tiêu Phàm,
chúng ta có phải là cẩn thận quá mức rồi? Cơ Khinh Sa rất huyền chuyển đưa ra kháng nghị, nàng thực tế còn có chút không có thể hiểu được Tiêu Phàm cái gọi là yêu quái đến cùng ra sao chỉ, nghe Tiêu Phàm ý tứ trong lời nói, Mét Ai ngươi cùng Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ đều là lão quái vật, sống thời gian đặc biệt dài. Vừa vặn điểm này, là Cơ Khinh Sa không thể lý giải. Chẳng lẽ trên cái tinh cầu này, thật sự có siêu tự nhiên sinh vật tồn tại? Mà lại, Cơ Thị Tập đoàn cùng nước Mét Tập đoàn hợp tác phi thường trọng yếu, Cơ Khinh Sa không nghĩ bởi vậy gây nên Mét Ai ngươi không nhanh, như thế rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hai cái tập đoàn đến tiếp sau tiến một bước hợp tác. Cứ như vậy định, ngươi về sau tận khả năng thiếu cùng Mét Ai ngươi liên hệ. Tiêu Phàm lắc đầu, kiên định nói, ngữ khí không thể nghi ngờ, thậm chí 10 điểm võ đoán. Thế nhưng là, lụa mỏng, trước cứ như vậy đi, chuyện này, về sau ta lại từ từ giải thích cho ngươi. Chương 476, cạm bẫy. Đứng tại tường đỏ ngói xanh, ung dung hoa quý ngọc dương quan trước, Phạm Anh trong lòng hiện lên một vòng do dự. Nếu như nói, Lạc Già Thành có mấy nơi, Phạm Anh tương đối cấm kỵ, Ngọc Dương Quan không thể nghi ngờ là trong đó một trong, thậm chí còn xếp tại thủ vị. Bởi vì, Ngọc Dương Quan trụ trì thật nhân Nguyên Thành Tử là Hoàng Thanh Vân thúc phụ. Phạm Anh cũng từng nghĩ tới muốn cùng Nguyên Thành Tử giữ gìn mối quan hệ, nhưng rất nhanh liền từ bỏ. Liên hệ máu mủ là trời sinh, hắn không có cách nào cải biến sự thật này. Lại nói, có sư phụ Gino giảm nhiều đầu sư chỗ dựa, lưng tựa không cổ phái hàng hiệu tử, có phải là có thể cùng Nguyên Thành Tử giữ gìn mối quan hệ, cũng không phải như vậy quan trọng. Nhưng để cho an toàn, Phạm Anh Hòa nói bên trong tuyệt không đạp tiến vào Ngọc Dương Quan một bước. Thân là Ngọc Dương Quan tiên thiên huyền công ngoại môn truyền nhân, Phạm Anh trước kia không có ở Ngọc Dương Quan thiếu đợi, đối Ngọc Dương Quan hết thảy đều rất quen thuộc. Chính là bởi vì dạng này, Phạm Anh gia nhập không cổ phái trở thành hàng đầu sư về sau. Ngược lại không còn đặt chân Ngọc Dương Quan. Đối hàng đầu thuật nghiên cứu càng sâu, đối Ngọc Dương Quan kiêng kỵ liền càng rất. Đạo thuật bên trong, có rất nhiều thủ đoạn cũng cùng hàng đầu thuật đồng dạng, khiến người ta khó mà phòng bị. Bất quá hôm nay, Phạm Anh lại là không thể không đến. Mét AI người bá tước tiên sinh đặc biệt trợ lý Sa Tiểu Thư muốn du lãm một chút Ngọc Dương Quan, mời Phạm Anh làm cùng đi. Bá tước tiên sinh đặc biệt trợ lý, thế mà là một vị Mỹ lệ Hoa Kiều Tiểu Thư. Để Phạm Anh có chút không tưởng được. Mà lại hôm qua hoan nghênh bá tước tiên sinh thời điểm, vẫn chưa thấy Sa Tiểu Thư lộ diện. Nhưng mà những này đều không phải trọng điểm là, Mét AI người bá tước tiên sinh đối Sa Tiểu Thư phi thường coi trọng. Điểm này, Phạm Anh hoàn toàn có thể cảm thụ được. Lấy vị này Sa Tiểu Thư kinh người Mỹ lệ cùng xinh đẹp mà nói, Phạm Anh cơ hồ lập tức liền tại nội tâm kết luận, Sa Tiểu Thư cùng bá tước tiên sinh thực tế quan hệ, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Có lẽ bọn hắn trên thực tế chính là tình lữ. Đã Sa Tiểu Thư thân phận địa vị trọng yếu như vậy đối nàng mọi yêu cầu, Phạm Anh đều chỉ có thể là thỏa mãn. Thân là Hoa Kiều nữ hài, muốn thăm một chút Lạc Già Thành lớn nhất đạo quán Ngọc Dương Quan, thực tế quá bình thường, Phạm Anh hoàn toàn không thể cự tuyệt. Đương nhiên, nếu như lại thận nặng một chút, Phạm Anh cũng có thể mượn cớ từ chối, để người khác cùng đi Sa Tiểu Thư du lãm Ngọc Dương Quan, bất quá bởi như vậy, liền lộ ra tâm không đủ thành. Vạn nhất dẫn phát Sa Tiểu Thư bất mãn, như vậy cùng nước Mét Tập đoàn hợp tác, liền có khả năng đổ xuống sông xuống biển. Cái này nhưng tuyệt đúng không có thể nói đùa. Liệu tất có Gino chỗ dựa, Ngọc Dương Quan những này đạo sĩ mũi châu, cũng không dám làm gì mình. Huống hồ, từ trong quán tuyến nhân truyền đến tình báo cũng cho thấy, Nguyên Thành Tử cùng mấy tên lợi hại nhất đạo sĩ, vẫn như cũ ở tại Hoàng Phủ, vẫn chưa trở về Ngọc Dương Quan. Cái này liền hoàn toàn bỏ đi Phạm Anh lo lắng. Lấy mình tại hàng đầu thuật cùng võ thuật bên trên tạo nghệ, chỉ cần không phải Nguyên Thành Tử thân tự xuất thủ, Ngọc Dương Quan những người khác, còn không để tại Phạm Anh trong mắt. Ngọc Dương Quan cách Phạm Phủ cũng không tính quá xa, thật có ngoài ý muốn, chỉ cần mình trèo chống một lát, sư phụ Gino liền có thể chạy tới cứu giá. Nghĩ như vậy, Phạm Anh một trái tim liền hoàn toàn an định lại, mỉm cười đối một bên đại mỹ nữ nói, Sa Tiểu Thư, mời. Vị này phong thái hiểu điệu, phong hoa tuyệt đại Sa Tiểu Thư. Dĩ nhiên chính là Cơ Khinh Sa. Cứ việc Tiêu Phàm đối Mét AI người đánh giá phi thường vượt quá Cơ Khinh Sa ngoài ý muốn, nhưng bá tước tiên sinh không hổ là nổi danh thân sĩ, lời hứa ngàn vàng, đáp ứng Cơ Khinh Sa sự tình, sẽ làm phải xinh đẹp vô so. Buổi sáng cùng Phạm Anh gặp mặt sẽ đàm, mặt ngoài không thế nào cường điệu giới thiệu Cơ Khinh Sa, nhưng từ chỗ ngồi an bài cùng hội đàm quá trình bên trong, Mét AI người thỉnh thoảng thấp giọng trưng cầu Sa Tiểu Thư ý kiến những chi tiết này phía trên liền có thể nhìn ra được. Sa Tiểu Thư là nước Mét Tập đoàn gần với bá tước tiên sinh nhân vật cao quý.
thành công đem Phạm Anh khẩu vị treo lên tới. Đến mức Cơ Khinh Sa chỉ bất quá thuận miệng nói, muốn du lãm Ngọc Dương Quan, Phạm Anh lập tức liền miệng đầy nhận lời, nguyện ý tự mình cùng đi xa tiểu thư du lãm. Châu Á có câu ngạn ngữ, gọi là, thế sự hiểu rõ đều học vấn, ân tình lão luyện thức văn chương. Tiêu Phàm nói Mét AI ngươi sống rất dài thời gian rất dài, quả nhiên ân tình lão luyện cực kỳ. Phạm tiên sinh, mời. Cơ Khinh Sa nhàn nhạt cười một tiếng, cất bước tiến vào Ngọc Dương Quan. Đối với Ngọc Dương Quan, Cơ Khinh Sa kỳ thật rất quen thuộc, tại Lạc Già Thành du học kia mấy năm, nàng là Ngọc Dương Quan khách quen, bởi vì Phạm Nhạc hỗ trợ khơi thông, nàng thậm chí có thể tùy tiện xuất nhập Ngọc Dương Quan tàng kinh các, đọc qua xem bên trong điển tàng các loại cổ tịch. Bất quá dưới mắt, Cơ Khinh Sa tự nhiên thoảng qua dịch dung giả dạng qua, vẫn như cũ là dung quang tuyệt thế, lại cùng năm đó Cơ Khinh Sa khác nhau rất lớn. Mắt thấy nữ tử này lượn lờ mềm mại đi phía trước một bên, Phạm Anh ánh mắt lóe lên một vòng lửa nóng. Thật không hổ là tuyệt đại vưu vật, khó trách Mét AI ngươi đều muốn lấy lòng nàng. Dạng này nữ nhân, nam nhân kia không vì chi tâm động thần trì. Làm Lạc Già Thành người Hoa gia đình tinh thần, Ngọc Dương Quan quy mô cực kỳ hùng vĩ, vượt xa Nam Phương thành phố vùng ngoại ô vô trần xem. Đình thai lâu các liên miên bất tuyệt, cảnh trí đẹp không sao tả xiết. Phạm Anh liền ân cần hướng Cơ Khinh Sa giới thiệu trong quán bố cục cùng mỗi một cái điện đường công dụng, Cơ Khinh Sa từ đầu tới cuối duy trì lấy lễ phép mỉm cười, lại đang vô tình hay cố ý ở giữa dẫn lĩnh Phạm Anh hướng hậu viện đi đến. Mặt ngoài, Sa tiểu thư không thích lắm huyên náo. Ngọc Dương Quan không chỉ là một cái đạo quán, hay là Lạc Già Thành nổi danh điểm du lịch, đến đây Lạc Già Thành du lịch du khách, bình thường đều sẽ an bài tham quan Ngọc Dương Quan hành trình, vé vào cửa giá không ít. Nhưng Ngọc Dương Quan đối ngoại mở ra, chỉ là tiền viện cùng một tiểu bộ phân, hậu viện là không đối du khách mở ra. Vì vậy du khách đều tập trung ở tiền viện, hậu viện liền lộ ra vô cùng thanh tĩnh. Cũng không biết là nguyên nhân gì, thông hướng hậu viện hành lang cùng nguyệt cửa chỗ, cũng không có đạo sĩ trấn giữ, môn hộ mở rộng. Cơ Khinh Sa một nhóm, cứ như vậy đi vào, không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Phạm Anh tự nhiên càng sẽ không khuyên can. Nói cho cùng, hậu viện cũng bất quá chỉ là các đạo sĩ khu sinh hoạt mà thôi, lại không phải cái gì chân chính vòng cấm. Đã Sa tiểu thư dạo chơi đi đến nơi này, Phạm Anh đương nhiên sẽ không đi quét nàng thích thú. Tại Ngọc Dương Quan hậu viện hồi lang u tính cùng đường mòn bên trên chuyển mấy vòng tử, dần dần rời xa tiền viện ồn ào náo động ầm ĩ, gió mát phất phơ, khiến người mười điểm tâm thần thanh thản. Cơ Khinh Sa tùy ý đi tiến vào một gian nửa đậy phòng, nhìn qua, tựa hồ là một gian phòng trà. Phòng trà âm u, thanh lương, có một tên toàn thân thư quyển khí tức người trẻ tuổi, đang cùng một vị đạo sĩ ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà, trước mặt đen nhánh trên bàn gỗ, trưng bày một cái bàn cờ. Hai người một bên thưởng thức trà một bên đánh cờ, biết bao thong dong tự tại, tựa như đầu người trong bức họa. Có khác một tên nam tử, thì đứng tại đạo sĩ sau lưng, trường thân ngọc lập, ngay tại xem cờ. Nhìn thấy nam tử này thẳng tắp bóng lưng, Phạm Anh không khỏi hơi sững sờ, trong đầu phun lên một cỗ dự cảm bất tường. Cái bóng lưng này, rất quen thuộc, chỉ là trong lúc này, Phạm Anh cũng không có thời gian đến do dự, Sa tiểu thư đã đi vào, Phạm Anh chỉ có thể đi theo vào cửa. Lâm Thành Đạc cùng Sa tiểu thư một vị tùy tùng, cũng cùng một chỗ vào cửa. Bởi vì Sa tiểu thư không thích lao sư động chúng, lần này du lãm, liền bốn người bọn họ. Nhưng mà càng là đi vào trong, Phạm Anh trong lòng dự cảm bất tường liền càng rất, hai mắt gắt gao chằm chằm tại cái kia đứng xem cờ nam tử bóng lưng phía trên, trong đầu cao tốc vận chuyển lại. Mặc dù hay là không nhớ nổi người này đến cùng là ai, Phạm Anh cũng đã có thể khẳng định, người này cùng hắn quan hệ tuyệt đối không phải bình thường. Tốt tại dạng này nghi hoặc, vẫn chưa duy trì quá dài. Cái kia đang cùng đạo sĩ đánh cờ nhã nhặn nam tử trẻ tuổi, đã nhìn thấy bọn họ, liền làm mỉm cười đứng dậy, lạnh nhạt nói, Phạm tiên sinh, đến rồi. Phạm Anh bỗng nhiên dừng bước, song mi bỗng nhiên dương lên, thần sắc lập tức trở nên 10 điểm hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Trong lúc này, Phạm Anh cũng đã biết, mình ngộ nhập cái nào đó trong cạm bẫy. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn còn có chút mê hoặc, rất khó đem cái bẫy này cùng đại danh đỉnh đỉnh Đức Mét tập đoàn cùng Mét AI người bá tước liên hệ tới. Nếu như nói, Mét AI người bá tước chuyên từ xa xôi châu Âu chạy tới nơi này, là chuyên môn tới đối phó hắn, Phạm Anh mình cũng sẽ không tin tưởng. Mặc dù hắn rất tự tin, nhưng cũng còn chưa tới tự đại thành cuồng tình trạng, biết mình có bao nhiêu cân lượng, còn thiếu rất nhiều tư cách này. Trong lúc này, khẳng định có nhiều chỗ không đúng, nhưng hiển nhiên, Phạm Anh đã không có thời gian đến tinh tế phân biệt cái bẫy này chân tướng. Nhã nhặn nam tử trẻ tuổi chưa trả lời câu hỏi của hắn,
cùng hắn ngồi đối diện đánh cờ lão đạo sĩ cùng vị kia đứng xem cờ nam tử, đều đã xoay người lại, đối mặt Phạm Anh. Là ngươi, Phạm Anh lập tức sắc mặt đột biến, quát to một tiếng, bỗng nhiên lui về sau đi. Vị này bóng lưng vô so quen thuộc xem cờ nam tử, chính là Phạm Nhạc. Một cái Phạm Anh vốn cho là sớm nên không tại nhân thế người chết, bỗng nhiên sống sờ sờ đứng tại trước mặt hắn, sao không để Phạm Anh sợ đến vỡ mật. Về phần vị kia đánh cờ lão đạo sĩ, dĩ nhiên chính là Ngọc Dương Quan đương đại trụ trì thật nhân Nguyên Thành Tử. Khi theo Phạm Anh đạt được tin tức, Nguyên Thành Tử lúc này nên đợi ở Hoàng Phủ, làm sao bỗng nhiên tại Ngọc Dương Quan hiện thân. Trong lúc nhất thời, Phạm Anh trong đầu rung động ầm ầm, hoàn toàn không có cách nào bình thường suy nghĩ. Nhưng mà bản năng nói cho Phạm Anh, nơi đây hung hiểm vạn đoan, tuyệt đối không thể đợi lâu. Sau một khắc, Phạm Anh không nói hai lời, dưới chân một điểm, thân thể như là mũi tên, hướng về ngoài cửa kích bắn đi. Cùng Phạm Nhạc đồng dạng, Phạm Anh cũng là Ngọc Dương Quan tục gia đệ tử, Long Môn phái Tiên Thiên Huyền Công dòng chính truyền nhân, theo Phạm Nhạc nói, Phạm Anh luyện võ thiên phú còn ở phía trên hắn. Trong lúc nguy cấp thời điểm, Phạm Anh toàn lực thi triển, quả thật không hề tầm thường, võ công chi cao, thân pháp nhanh chóng, hãn hữu nó thớt, ngay cả Tiêu Phàm nhìn, đều không chịu được khẽ vuốt cằm, lộ ra tán thưởng thần sắc. Mặc dù chưa chắc thật mạnh hơn Phạm Nhạc, cũng đã phi thường khó lường. Chỉ tiếc hôm nay cục này, chính là chuyên môn cho hắn thiết. Gặp tình hình như vậy, Phạm Anh võ công lại cao, thân pháp lại nhanh, muốn bình yên thoát thân, cũng không hề dễ dàng. Phạm Anh thân thể khó khăn lắm bắn tới trước cửa, hai đạo mãnh liệt đại lực một trái một phải mãnh kích mà tới. Trở về, nương theo lấy cái này âm thanh quát lạnh, hai tên trung niên đạo sĩ từ chỗ tối xông ra, trưởng phong gào thét, thế không thể đỡ. Chính tông nhất tiên thiên huyền công, Phạm Anh một trái tim, lập tức thẳng chìm xuống. Chương 477, chế phục. Phạm Anh tuyệt không phải loại kia khoanh tay chịu chết họ cách, biết rõ thế cục cực kỳ bất lợi, cũng không muốn như vậy đầu hàng. Gầm lên giận dữ, tay trái một dương, một đạo hàn quang bắn ra, nhìn kỹ lại, lại là một cái chế tạo sắc bén vô so, tiểu xảo tinh xảo chim én tiêu, thẳng phía bên trái thủ đạo sĩ mặt vọt tới. Đây là Phạm Anh cùng Phạm Nhạc khổ luyện nhiều năm độc môn ám khí. Có thể tuyển ở đây ngăn chặn Phạm Anh người, tự nhiên tuyệt không phải tên soàng xính, đều là Nguyên Thành Tử thân truyền đệ tử, tính toán ra, cũng là Phạm Anh đồng tông sư huynh. Mắt thấy cái này mai sắc bén chìm én tiêu đối diện phóng tới, trung niên đạo sĩ khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia khinh thường chi ý, tay trái ngón giữa và ngón trỏ vừa nhấc, liền đem kích xạ chìm én tiêu lập tức kẹp lấy. Bất quá Phạm Anh cái này một viên chìm én tiêu, nguyên bản cũng không nghĩ thật có thể làm bị thương ai, chỉ là đem hắn hướng phía trước thế công hơi ngăn cản một chút. Một tiêu bắn ra, cũng không tiếp tục hướng bên này nhìn nhiều, đón bên phải đạo sĩ liền xông tới, đối chính hướng trước ngực mình đánh tới trưởng lực chẳng quan tâm, khí vận đan điền, hô một tiếng, cũng là một trưởng hướng về trung niên đạo sĩ mặt đánh tới, hung hãn vô so, vậy mà là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Phạm Anh không hổ là kiêu hùng chi họ, dù coi như cục diện như thế hung hiểm, cũng trong nháy mắt liền phân biệt lợi hại đến mức mất, biết gặp tình hình như vậy, làm từng bước, gặp chiêu phá chiêu là ngốc nhất biện pháp, chỉ có liều mạng, mới có hy vọng mở ra một con đường máu. Luận võ công, trong phòng này trừ sớm đã dọa đến quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu Lâm Thành Đạc, không có người nào so hắn yếu bao nhiêu. Ngay cả cơ khinh xa vị kia tùy tùng, cũng là Ngọc Dương Quan nữ đạo sĩ chỗ đóng vai. Dùng ít địch nhiều, không liều mạng nơi nào còn có nửa điểm hy vọng. Chỉ tiếc, trước thực lực tuyệt đối, lại liều mạng đấu pháp, cũng chỉ là uổng công. Bên phải tên đạo sĩ kia, ngược lại là bị Phạm Anh đồng quy vu tận giật nảy mình, miệng bên trong trầm thấp chửi mắng một tiếng, không thể không đem trưởng lực thu về, trước cầu tự vệ. Hắn cùng Phạm Anh nhưng không có không phải muốn liều mạng không thể huyết hải thâm cừu. Một trường bước lui bên phải đạo sĩ, Phạm Anh thở dốc một hơi, liền muốn hướng ngoài cửa phóng đi. Phía sau Phong Thanh cùng một chỗ, Phạm Anh giật nảy cả mình, không còn dám hướng phía trước đi, chỉ có thể hướng một bên trốn tránh. Cái này Phong Thanh mặc dù cũng không thế nào bén nhọn, Phạm Anh lại có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hàn ý, nếu mình kiên trì hướng phía trước, tuyệt đối là một con đường chết. Phía sau người kia tốc độ xuất thủ, xa so hắn hướng ngoại lao nhanh tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Gặp phải tình huống như thế này, Phạm Anh toàn bộ phía sau lưng đều giống như môn hộ mở rộng, không có bất kỳ cái gì phòng bị. Phạm Nhạc, Phạm Anh hừ lạnh một tiếng, đối sau lưng khí tức của người này, hắn quá quen thuộc. Rất sớm trước kia, hắn thường xuyên cùng Phạm Nhạc cùng một chỗ luận bàn võ nghệ, chỉ là không nghĩ tới, mấy năm không gặp, Phạm Nhạc võ công thế mà tinh tiến vào đến tận đây. Phạm Anh tự nhiên nghĩ không ra,
mấy năm này, Phạm Nhạc đều kìm nén một cỗ kình, hy vọng có hướng nhất viết, có thể trở lại Lạc Gia Thành, cùng hắn hảo hảo tính toán sổ sách. So ra mà nói, Phạm Anh mấy năm này liền muốn loay hoay nhiều, lại muốn luyện tập hàng đầu thuật, lại muốn khuếch trương trương sinh ý, trăm phương ngàn kế muốn đem hoàng gia đè xuống, vô luận dạng nào, đều muốn hao phí hắn thời gian dài cùng tinh lực, võ thuật mặc dù không có hoang phế, nhưng cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Phạm Nhạc không rên một tiếng, trên tay chiêu số lại là không chậm chút nào, một chiêu gấp như một chiêu, mỗi một chiêu đánh ra, đều là vô thanh vô tức, lại kẹp ghim cực kỳ nội lực hùng hậu, như có lẽ đã không hoàn toàn là Long Môn phái dòng chính truyền thừa. Phạm Nhạc, như thế nữ nhân đấu pháp, người từ cái kia học. Phạm Anh mấy lần muốn ép ra Phạm Nhạc, tông cửa xông ra, lại không hề có tác dụng, bị Phạm Nhạc chăm chú cuốn lấy, hoàn toàn không cách nào thoát thân, không khỏi vừa sợ vừa giận, quát mắng. Cùng ta học, Cơ Khinh Sa nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nói. Ngươi là ai? Phạm Anh cơ hồ muốn tức nổ phổi. Cứ việc Phạm Anh hay là không có hiểu rõ, Cơ Khinh Sa cùng Mét AI ngươi ở giữa đến cùng là loại quan hệ nào, nhưng không hề nghi ngờ, nữ nhân này tuyệt đối không phải Mét AI ngươi cái gì trợ lý. Mét AI ngươi sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến Lạc Gia Thành tới đối phó hắn. Ta gọi Cơ Khinh Sa, là Phạm Nhạc bằng hữu. Phạm Anh tiên sinh, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ vô vị này chống cự đi. Chỉ cần Phạm tiên sinh chịu hợp tác, chúng ta cũng không có ý định muốn mạng của ngươi. Cơ Khinh Sa vẫn như cũ nhẹ nói, ngữ điệu 10 điểm nhu hòa. Muốn mạng của ta, quả thực là trò cười. Biết đây là nơi nào sao? Đây là Lạc Gia Thành. Các ngươi nếu thật dám giết ta, coi là có thể sống rời đi a. Sư phụ ta Y Sun tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Phạm Anh giận tím mặt, nghiêm nghị kêu lên. Phạm tiên sinh, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cơ Khinh Sa than nhẹ một tiếng, một trận tất tất ba ba bạo hưởng chi tiếng vang lên, Cơ Khinh Sa tinh xảo tay phải năm ngón tay, tựa hồ bỗng nhiên ở giữa thật dài mấy phân, đỏ tươi sơn móng tay trở nên cực kỳ diễm lệ. Bóng người lóe lên, làn gió thơm phun trào, Phạm Anh thấy hoa mắt, Cơ Khinh Sa năm ngón tay tiêm tiêm, trong chớp nhoáng liền bắt đến trước mặt hắn. Cùng Cơ Khinh Sa xúc thế trước kinh người thanh thế khác biệt, chân chính xuất thủ thời điểm, lập tức biến đến vô thanh vô tức, chỉ thấy vô số lợi chỉ, tại Phạm Anh trước mặt vung vẩy. Một mực tại bên cạnh lẳng lặng quan chiến Nguyên Thành Tử trên mặt hơi biến sắc, thấp giọng nói, thiên thủ quan âm thiên biến tay. Tiêu Phàm mỉm cười nói, chân nhân hảo nhãn lực, thiên thủ quan âm thiên biến tay là ngọc quan âm tuyệt kỹ thành danh, tại châu Á phương Bắc mấy tỉnh, đại danh đỉnh đỉnh. Thậm chí phương Nam rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ, cũng đã được nghe nói thiên biến tay đại danh. Bất quá đây là Cơ Khinh Sa mẫu tộc gia truyền võ thuật, rất ít trong giang hồ lộ diện. Nguyên Thành Tử tránh chỗ Nam Dương, giới hạn trên hải đảo, thế mà cũng có thể một chút liền nhận ra, coi là thật uyên bác. Tại Phạm Nhạc cùng hai tên đạo sĩ giáp công phía dưới, Phạm Anh sớm đã vướng trái vướng phải, khó mà ứng đối, Cơ Khinh Sa cái này vừa gia nhập, Phạm Anh càng là trong khoảnh khắc liền dấu hiệu bị thua tất hiện, ngay cả gặp nạn chiêu. Dạng này trường hợp, tự nhiên không có người cùng hắn nói cái gì giang hồ quy củ, võ lâm đạo nghĩa. Đây là một cái bên thắng làm vương thế giới. Ba một tiếng vang nhỏ, xen lẫn Phạm Anh một tiếng buồn bực hừ, một cái cánh tay đã chuyển động mất linh. Hỗn đản, nha, còn không có cùng Phạm Anh lửa giận phát tiết hoàn tất, đã liên tiếp trúng chiêu, rốt cục đứng không vững, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Hai tên trung niên đạo sĩ một trái một phải, ấn xuống bờ vai của hắn, đem hắn hai cái cánh tay vặn ở sau lưng. Cơ Khinh Sa cùng Phạm Nhạc thân hình lóe lên, liền thối lui đến Tiêu Phàm bên người. Các ngươi, dám! Phạm Anh mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, thất bại cũng không để hắn cảm thấy như thế xấu hổ, tại Phạm Nhạc trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất mới làm hắn xấu hổ vô cùng. Cực kỳ lâu trước kia, khi hắn biết mình quyền kế thừa xếp tại Phạm Nhạc về sau, Phạm Nhạc liền thành trong lòng hắn lớn nhất địch nhân, tất muốn trừ chi cho thống khoái. Mà lại, hắn cũng xác thực làm được, trong mắt hắn, Phạm Nhạc bất quá chỉ là cái bại tướng dưới tay mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại dạng này không có chút nào kháng cự chi lực hai đầu gối quỳ gối ngày xưa bại tướng dưới tay trước mặt. Phạm Anh tuyệt không cam tâm, một tiếng buồn bực hừ, Phạm Anh cắn nát đầu lưỡi của mình, một ngụm máu tươi phun tới, đồng thời miệng lẩm bẩm, mới vừa rồi còn đỏ bừng lên sắc mặt, nháy mắt trở nên tái nhợt không máu. Vốn chỉ là lộ ra tương đối dâm mát phòng trà, bỗng nhiên ở giữa âm phong trận trận, một đoàn hắc vụ từ Phạm Anh thể nội dần dần xông ra, dần dần ngưng tụ thành hình, mặc dù miệng mũi mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra được, là một cái ước chừng 4-5 tuổi trẻ con bộ dáng. Phạm Anh vậy mà đem hắn xúc dưỡng âm quỷ tế ra. Bình thường mà nói,
Hàng đầu sư xúc dưỡng âm quỷ, cũng sẽ ở ban đêm thả ra hoạt động, ban ngày thì giấu ở hàng đầu sư thể nội nghỉ ngơi. Ánh mặt trời nóng bỏng, là âm quỷ địch nhân nguy hiểm nhất một trong. Đương nhiên, nếu như hàng đầu sư tạo nghệ đủ cao, công lực thâm hậu, xúc dưỡng âm quỷ 10 điểm dày đặc, cũng có thể tại nói ở giữa làm ngắn ngủi hoạt động. Về phần công lực đến Tô Nam, mà cựu cảnh giới cỡ này giảm nhiều đầu sư, chỗ xúc dưỡng âm quỷ phải chăng còn có rất nhiều hạn chế, vậy liền không được biết. Phạm Anh trở thành hàng đầu sư bất quá chỉ là mấy năm, chỗ xúc dưỡng âm quỷ, tự nhiên cũng không thế nào lợi hại. Buổi chiều nhân lúc người ta không để ý rơi hàng đầu, hoặc là thúc đẩy tìm hiểu tin tức, miễn cưỡng có thể dùng. Mà ở Ngọc Dương Quan, các loại pháp trận trùng điệp, loại tiêu chuẩn này âm quỷ, căn bản cũng không đủ ỷ lại. Tự nhiên, Phạm Anh cũng không phải là muốn thúc đẩy âm quỷ đối địch. Đối mặt nguyên thành tử loại này đạo môn tông sư, đơn thuần lấy thúc đẩy âm quỷ phát động công kích, kia thuần túy là muốn chết. Nhanh, đi về nhà, hướng sư phụ cầu cứu. Âm quỷ vừa ngưng lại tụ thành hình, Phạm Anh liền không chút do dự ra lệnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tại dạng này ánh mặt trời nóng bỏng phía dưới, âm quỷ muốn về đến Phạm Phủ hướng Y Sun báo tin, cơ hồ muốn hao hết toàn bộ tinh hoa. Hắn đau khổ tế luyện mấy năm âm quỷ, khẳng định sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà hỏa thiêu lông mày mau chú ý trước mắt, rơi vào Phạm Nhạc trong tay, hắn còn có thể chiếm được cái gì tốt đi. Xem chừng Phạm Nhạc ngay cả nuốt sống hắn tâm đều có. Cùng nó ngồi chờ chết, tự nhiên không bằng liều mạng một lần. Chỉ cần Y Sun có thể thu đến hắn tin cầu cứu, như vậy hết thảy đều có vãn hồi hy vọng. Đối với Y Sun, Phạm Anh vẫn rất có lòng tin. Mình vị sư phụ này, cố nhiên hữu chút tham hoa háo sắc, hàng đầu thuật bên trên tuyệt nghiêm túc. Huống chi, tổ sư gia đã trở lại rơi giả bang, liền dừng chân tại bên ngoài mấy chục cây em ma cưu trang viên, càng là Phạm Anh núi dựa lớn. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, liệu tất Phạm Nhạc cũng không dám đối với hắn đột nhiên hạ độc thủ. Để Phạm Anh kỳ quái là, mắt thấy hắn tế ra âm quỷ, nguyên thành tử bọn hắn thế mà không có động tĩnh chút nào, tựa hồ đối với đây hết thảy đều không thèm để ý chút nào, nhận định hắn âm quỷ không gì không thể vì. Phạm tiên sinh, chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi đều không có phát giác, ngươi cái này cỗ hóa thân, cùng trước kia đã có chỗ khác biệt rồi sao? Lúc này, Tiêu Phàm hơi mở miệng cười, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Phạm Anh, ngữ khí bình tĩnh nhu hòa. Cái gì khác biệt? Phạm Anh cười lạnh hỏi ngược lại, người này, thế mà lại nói ra như thế ngây thơ lời nói tới. Tại võ công bên trên, dùng ít địch nhiều, Phạm Anh tự nhận không có lật bàn cơ hội. Cái kia cần thực lực tuyệt đối mới được, nhưng hàng đầu sư xúc dưỡng âm quỷ, chính là thân ngoại hóa thân, có hay không không ổn, chẳng lẽ mình lại không biết. Cái này không biết đánh từ đâu xuất hiện hoa kiều thanh niên, vậy mà nghĩ tại chuyện như vậy bên trên nhiễu loạn tâm thần của mình, quả thực chính là nói đùa. Thế nhưng là sau một khắc, Phạm Anh liền biết mình sai. Mà lại sai rất không hợp thói thường. Chương 478, âm quỷ phản phệ. Phạm Anh chỉ lệnh hạ đạt về sau, cái kia mơ hồ trẻ con bóng đen cũng không có giống dĩ vãng như thế, không nói hai lời, lĩnh mệnh mà đi, mà là ngơ ngác đứng ở nơi đó, đối mặt với Phạm Anh, không có bất kỳ cái gì động tác. Dương Đồng, Phạm Anh giật nảy cả mình, kêu lên, nguyên vốn đã âm thầm bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị cách làm nguyên thành tử cũng là cả kinh, ngưng thần không phát, không ngừng quan sát cái kia mơ hồ trẻ con bóng đen, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi. Nguyên thành tử không phải hàng đầu sư, nhưng mà xem như Ngọc Dương Quan trụ trì chân nhân, ở lâu Nam Dương, đối với hàng đầu sư xúc dưỡng âm quỷ, không thể quen thuộc hơn được. Rất rõ ràng, Phạm Anh cái này âm quỷ xảy ra trạng huống. Hai đạo nhàn nhạt hào quang màu đỏ, tại Dương Đồng diện mạo mắt bộ vị dần dần hiển hiện ra. Dương Đồng nhìn qua là cái bốn đứa bé 5 tuổi bộ dáng, nhưng ngũ quan 10 điểm mơ hồ, chỉ là có như vậy cái cảm giác mà thôi. Mà cái này hai đạo nhàn nhạt hồng mang, lại giống như là điểm mắt chi bút, để bóng đen lập tức trở nên linh động, mặc dù là tại ban ngày, cũng vẫn như cũ tràn ngập yêu dị cảm giác. Dương Đồng, Phạm Anh lại là một ngụm máu tươi phun ra, miệng bên trong niệm chú thanh âm mãnh mà trở nên cấp bách. Âm quỷ hai mắt bộ vị nguyên bản dần dần sáng tỏ hồng mang, đang trụ yểu trong tiếng nói, lại bắt đầu trở nên ảm đạm. Tiêu Phàm nhẹ nhàng hừ một cái, tay phải bấm quyết, ngón giữa và ngón trỏ hướng phía trước một chỉ, một đạo hùng hậu pháp lực, trong chớp nhoáng đánh vào âm quỷ thể nội, vừa mới trở nên có mấy phần ảm đạm hồng mang, lại một lần nữa gấp bội sáng tỏ lấp lánh, âm quỷ bỗng nhiên xoay người lại, gắt gao tiếp cận Phạm Anh. Phạm Anh chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương đuôi chỗ bay lên, nháy mắt trải rộng toàn thân, niệm chú âm thanh im bặt mà dừng,
vừa sợ vừa giận nhìn về phía Tiêu Phàm, giận dữ hét, ngươi là ai? Tại ta âm bộc trên thân động cái gì tay chân? Ngươi âm bộc, Tiêu Phàm liền cười, khóe miệng hiện lên một tia kỳ lạ tiếu dung. Phạm tiên sinh, chỉ sợ tiểu gia hỏa này không còn là ngươi âm bộc, nó hiện tại chỉ nghe ta. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Phạm Anh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kêu to lên, trên cổ gân xanh từng chiếc bạo phun mà lên, hai tròng mắt trợn thật lớn. Tại Lạc Gia Thành, Phạm Anh mặc dù không phải lấy phong độ ưu nhã chứ danh thân sĩ, nhưng cũng là lớn người có thân phận thượng nhân, hòa nói bên trong âu phục dày da, có phần có khí độ. Lúc này dưới tình thế cấp bách, lập tức liền lộ ra dữ tợn bản tướng. Vạn sự đều có thể, Tiêu Phàm từ tốn nói, lập tức tay trái bấm niệm pháp quyết, liên tiếp tối nghĩa khó hiểu chú ngữ từ trong miệng hắn đọc lên, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, hướng phía trước một chỉ, lại là một đạo hùng hồn pháp lực đánh vào Dương Đồng thể nội. Dương Đồng hai mắt ra hồng mang lấp lánh, ẩn ẩn dần hiện ra một cái vi hình hỗn độn đồ án. Phạm Anh toàn thân lông tóc dựng đứng, bản năng cảm thấy một loại nào đó không lường được nguy cơ lửa xém lông mày, lập tức không lo được khác, vùng đan điền khí tức phun trào, một tiếng kêu khóc âm đồng, mau ra đây. Hàng đầu sư xúc quỷ, đều là từng đôi nuôi, âm dương các một. Nhưng một đôi âm quỷ bên trong, luôn có một cái làm chủ, một cái làm phụ. Phạm Anh xúc dưỡng đôi này âm quỷ, chính là lấy Dương Đồng làm chủ, âm đồng làm phụ. Phạm là tìm hiểu tin tức, hạ lạc hàng đầu cùng hành động, đều từ Dương Đồng một mình hoàn thành, âm đồng xúc tại pháp khí bên trong, hòa nói bên trong cũng không ra ngoài, chỉ là cùng Dương Đồng làm bạn. Trong lúc này, Dương Đồng tựa hồ muốn phản phệ chủ nhân, Phạm Anh dưới tình thế cấp bách, liền muốn đem âm đồng triệu hoán đi ra, để nó đến ngăn lại Dương Đồng điên cuồng hành động. Chỉ tiếc đã tới không kịp, âm đồng còn không có phản ứng, bóng đen lóe lên, hai mắt hồng mang lấp lánh Dương Đồng liền hướng về Phạm Anh bổ nhào qua, mang theo một cỗ lạnh thấm thấm âm phong, quỷ dị vô so. Phạm Anh rít lên một tiếng, hoảng sợ muôn dạng, tại Nam Dương, hàng đầu sư có thụ tôn kính, nhưng cùng lúc cũng là một cái cao phong hiểm nghề nghiệp, có thể kết thúc yên lành, thọ hết chết già hàng đầu sư cũng không nhiều, không ít hàng đầu sư đều thảm tao đột tử. Bình thường đến nói, không phải chết bởi hàng đầu sư ở giữa tương hỗ đấu pháp, chính là đang tu luyện lúc ngoài ý muốn nổi lên. Bị tự thân xúc dưỡng âm quỷ phản vệ mà chết, là nhất trải qua thường xuất hiện tu luyện ngoài ý muốn. Đối với bất luận một vị nào hơi cố tư lịch hàng đầu sư mà nói, xúc quỷ là ắt không thể thiếu pháp thuật. Nhưng mà một khi bắt đầu xúc quỷ, liền tương đương đi đến một con đường không có lối về. Hàng đầu sư xúc dưỡng âm quỷ, thật giống như roi đồng dạng, rút lấy hàng đầu sư không ngừng hướng về phía trước. Theo thời gian trôi qua, âm quỷ năng lực sẽ nói dần tăng cường, nếu như hàng đầu sư tự thân pháp lực tiến cảnh theo không kịp âm quỷ năng lực tăng trưởng tốc độ, vậy liền lúc nào cũng có thể bị âm quỷ phản phệ. Hết lần này tới lần khác xúc dưỡng âm quỷ càng lợi hại, liền mang ý nghĩa hàng đầu sư bản lĩnh càng cao cường hơn. Cho nên có không ít hàng đầu sư, biết rõ âm quỷ phản phệ nguy hiểm họ rất lớn, cũng liều lĩnh lấy các loại phương thức tăng cường mình xúc dưỡng âm quỷ năng lực, trái lại bức bách mình vùi đầu khổ tu, làm sâu sắc công lực. Phạm Anh biết rõ lợi hại, mấy năm này vẫn luôn tại chú ý cẩn thận khống chế âm quỷ trưởng thành tốc độ, không để âm quỷ thoát ra tầm kiểm soát của mình. Đối với Phạm gia gia trưởng mà nói, Phạm Anh cả đời này mục tiêu lớn nhất cũng không phải là trở thành một vị vạn chúng kính ngưỡng giảm nhiều đầu sư, mà là trở thành Lạc Gia Thành thậm chí toàn bộ Đan Mạn quốc người Hoa nhà giàu nhất, nếu có thể, còn muốn trở thành Nam Dương người Hoa nhà giàu nhất thậm chí thế giới người Hoa nhà giàu nhất. Đó mới là Phạm Anh vì đó phấn đấu không thôi trung cực vương tỏa. Hàng đầu thuật, bất quá là hắn dùng để tự vệ một loại thủ đoạn thôi. Phạm Anh rốt cuộc không nghĩ tới, mình vậy mà cũng có bị âm quỷ phản phệ một ngày. Nếu như nói hàng đầu sư ở giữa đấu pháp, người bị thua còn may mắn tổn cơ hội, như vậy bị mình xúc dưỡng âm quỷ phản phệ, lại là 100% hẳn phải chết không nghi ngờ, không có nửa điểm may mắn có thể nói. Dù là Phạm Anh nhất quán chấn định, giờ phút này cũng không chịu được sợ đến vỡ mật, hoàn toàn át không chế trụ nổi run rẩy lên, uyển như trong gió lá rụng. Không, không muốn, tha mạng, tha mạng. Phạm Anh lại cũng không lo được cái gì phong độ, thân phận gì địa vị, điên cuồng mà kêu to lên. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nháy mắt trên dưới đều ướt đẫm. Nếu như không phải hai tay bị hai tên đạo sĩ một mực ấn xuống, mảy may cũng không thể động đậy, Phạm Anh sẽ kìm lòng không đặng đập phía dưới đi, ai xin tha mạng. À, nhưng mà hết thảy đều cầu tha đều đã không làm nên chuyện gì, Dương Đồng không trở ngại chút nào, lập tức liền chui tiến vào trong cơ thể của hắn.
Phạm Anh chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương kỳ hàn trong chốc lát truyền khắp toàn thân, phảng phất đến từ 18 tầng địa ngục âm hàn, trong nháy mắt huyết dịch khắp người đều phảng phất ngưng kết, từ đầu đến chân, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một đoạn xương cốt đều bị đông cứng, ngay cả nâng lên một cây đầu ngón tay út đều khó mà làm được. Duy chỉ có thể hoạt động, cũng chỉ có miệng của hắn. Bất quá phát ra kia một tiếng hét thảm, nghe là như thế khiếp người, hoàn toàn đổi giọng. Phạm Anh không chỗ ở niệm chú, lại một chút tác dụng đều không có, ngày xưa 10 điểm nghe lời âm dương hai đồng giờ phút này hoàn toàn thoát ly khống chế của hắn, đối với hắn chú ngữ chẳng quan tâm. Phạm Anh có thể rõ ràng cảm ứng được, hai tên âm quỷ ngay tại từng ngụm thôn vệ máu tươi của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác. Hàng đầu thuật cái gọi là âm quỷ phản phệ hoặc là rơi quỷ hàng, thôn phệ nhưng thật ra là một người tinh hồn linh khí, mà không phải chân chính thôn phệ huyết nhục. Vì như thế, mới càng thêm đáng sợ, loại kia người là giao thất ta là thịt cá chân thực cảm giác, có thể khiến kiên cường nhất người trong nháy mắt sụp đổ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Phạm Anh đã tính được là một cái kiêu hùng, chí ít có thành là kiêu hùng tiềm chất. Nhưng mà đối mặt loại này hoàn toàn không cách nào kháng cự linh hồn thôn phệ. Cường hãn như Phạm Anh, cũng giống vậy lập tức sụp đổ. Phạm Nhạc, cứu mạng. Ta biết ta có lỗi với ngươi, ta tình nguyện đem gia sản đều trả lại ngươi, đều trả lại ngươi, đều là ngươi, đều là ngươi. Cứu mạng, cứu ta. Phạm Anh một bên kêu rên, một bên hướng Phạm Nhạc cầu xin tha thứ. Phạm Linh ở đâu? Phạm Nhạc lạnh lùng hỏi, không mang mảy may tình cảm. Ở nhà đâu? Nàng không có việc gì, thật. Một chút việc đều không có, ta cam đoan. Lâm Thành Đạc, nhanh gọi điện thoại cho nhà, để bọn hắn thanh Phạm Linh thả, nhanh a. Phạm Anh luôn miệng ồn ào, chỉ tiếc vị này Lâm Tổng Quản, thật đúng là không cho Phạm Tiên Sinh tăng thể diện, sớm đã dọa đến toàn thân sụi lơ, gục ở chỗ này, động cũng không dám động. Trong lúc này, hắn nơi nào sẽ còn chấp hành Phạm Anh chỉ lệnh. Rõ ràng Phạm Anh đã là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Cơ Khinh Xa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Phạm Anh, ta còn tưởng rằng ngươi là người thông minh đâu. Đều đến loại tình trạng này, ngươi còn muốn lấy để người mật báo. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có lật bàn cơ hội à? Không, Xa tiểu thư, à không, là Cơ tiểu thư. Cơ tiểu thư, ta tuyệt không có ý tứ kia, thật, tuyệt đối không có muốn mật báo. Tha mạng. Phạm Anh răng cắn phải lạc lạc rung động, sắc mặt tái nhợt chuyển thành xanh xám sắc. Cái trán không còn mồ hôi đầm đìa, ngược lại hiện lên một tầng tuyết trắng xương hoa, loại kia thấu xương nghiêm hàn, thật muốn đem hắn đông thành băng trụ. Ngừng, Tiêu Phàm tay phải cong lại gảy nhẹ, một đạo pháp lực bay vụt tiến vào Phạm Anh thể nội. Ngay tại miệng lớn thôn phệ Phạm Anh linh hồn tinh khí hai tên âm quỷ, giống như là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, thôn phệ im bặt mà dừng. Phạm Anh thống khổ tra tấn cũng im bặt mà dừng, lập tức thở phào một hơi, toàn thân đều trở nên mềm nhũn. Giống như là tinh khí thần đều bị âm quỷ cắn nuốt không còn một mảnh, nếu như không phải bị hai tên đạo sĩ chống chọi, đã sớm mềm liệt trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng trà trở nên yên tĩnh vô so, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phạm tiên sinh, ta tin tưởng ngươi là người thông minh. Hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Chốc lát, Tiêu Phàm thanh âm nhu hòa chậm rãi vang lên. Bất quá trong chốc lát. Phạm Anh thể nội kia cỗ thấu xương kỳ hàn liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên mặt cũng thoảng qua hồi phục một tia huyết sắc, nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Phàm, cười khổ một tiếng, nói, được làm vua thua làm giặc, ta coi như không muốn nói, chỉ sợ cũng không phải do ta đi. Tiêu Phàm mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, bưng lên ly trà trước mặt, uống một ngụm, không chậm không nhanh nói, là như thế này, cho nên nói, Phạm Tiên Sinh là người thông minh. Phạm Tiên Sinh. Người bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, hợp tác với chúng ta. Như vậy, Phạm Tiên Sinh chẳng những có thể lấy bảo trụ tính mệnh, còn có thể bảo trụ một bộ phân tài sản. Ta có thể thay mặt Phạm Nhạc hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi dựa theo chúng ta phân phó làm việc, sau khi chuyện thành công, Phạm gia gia sản, phân ngươi một. Về phần lựa chọn thứ hai nha, tin tưởng Phạm Tiên Sinh trong lòng đã rất rõ ràng, liền khỏi phải ta nhiều lời. Phạm Tiên Sinh, thời gian của ta rất quý giá, cho nên... Ngươi không do dự chỗ trống, hoặc là sống, hoặc là chết. Mời ngươi lập tức làm quyết định. Chương 479, giao dịch. Ta có thể có lựa chọn thứ hai à? Phạm Anh lật một chút bạch nhãn, hữu khí vô lực nói. Chính là như thế một hồi, Phạm Anh liền từ hoảng sợ muôn dạng bên trong khôi phục lại có như vậy điểm đại nhân vật khí tượng. Tiêu Phàm liền cười, Phạm Anh lựa chọn, mảy may cũng không có vượt quá dự liệu của hắn.
Giống Phạm Anh loại này cực độ nóng lòng hồng trần công danh lợi lộc người, lập trường không có khả năng kiên định như vậy, luôn luôn sẽ làm ra chính xác quyết định. Tại Tiêu Phàm ra hiệu phía dưới, hai tên một mực ấn xuống Phạm Anh bả vai đạo sĩ buông ra hai tay. Phạm Anh bỗng nhiên ưỡn một cái eo, đứng dậy, không ngừng hoạt động hai tay hai cổ tay, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng cực kỳ nổi giận thần sắc. Nghĩ hắn Phạm Anh, cả đời này còn chưa bao giờ giống hôm nay chật vật như vậy qua, bị ngạnh sinh sinh ấn xuống quỳ gối trước mặt người khác, mảy may kháng cự chi lực đều không có. Chỉ là dưới mắt thụ người chế trụ, Phạm Anh dù có đầy ngập lửa giận, cũng không dám phát tác. Đột nhiên, bóng người trước mắt lóe lên, Tiêu Phàm bỗng nhiên liền đến trước mặt, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, thẳng tắp chỉ hướng hắn huyệt thiên trung. Phạm Anh quá sợ hãi, không cần suy nghĩ, tay trái hướng về phía trước đón đỡ, tay phải thành hổ trảo cầm nã chi hình, hướng Tiêu Phàm mặt chộp tới. Đây là một cái võ thuật cao thủ bản năng phản ứng, cơ hồ đều không dùng qua đầu óc. Bất quá tại Tiêu Phàm trước mặt, đây hết thảy đều chỉ là phí công mà thôi. Phạm Anh động tác còn chỉ là một nửa, ngực một trận nhói nhói, một cỗ to lớn cự lực mãnh liệt mà tới, trong khoảnh khắc liền rõ ràng qua huyệt thiên trung, xâm nhập vào hắn kỳ kinh bát mạch, Phạm Anh hai tay lập tức liền dừng tại giữ không trung bên trong. Thật xin lỗi Phạm tiên sinh, tại chúng ta không có đạt thành chính thức hợp tác hiệp nghị trước đó, ta không hy vọng có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Tiêu Phàm lập tức lui ra phía sau, lạnh nhạt nói. Cứ việc Phạm Anh đã nếm đến bị âm quỷ phản phệ tư vị, nhưng cái này cũng không hề hoàn toàn bảo hiểm. Làm một vị võ thuật cao thủ, Phạm Anh vẫn như cũ là một nhân vật nguy hiểm, nếu như hắn quyết tâm, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Phạm Anh lạnh hừ một tiếng, âm thầm một vận trong đan điền hơi thở, chỉ cảm thấy vùng đan điền như là bền chắc như thép, hòa nói bên trong mênh mông như biển nội tức, giờ phút này không có nửa phân động tĩnh, đã bị hoàn toàn giam cầm, thậm chí ngay cả kỳ kinh bát mạch đều lên một loại chết lặng cảm giác. Chỉ có một thân võ công, giờ phút này nửa điểm cũng không thi triển ra được. Trước mắt cái này nhã nhặn trầm tĩnh người trẻ tuổi, vậy mà là một vị tuyệt đỉnh cao thủ, mình cơ hồ ngay cả sức lực chống đỡ đều không có. Phạm tiên sinh, mời ngồi đi. Tiêu Phàm lại tại trước bàn ngồi xuống, chậm rãi nói. Phạm Anh trầm mặt, theo lời tại Tiêu Phàm đối diện ngồi xuống. Tại loại này không thể cùng kháng thực lực tuyệt đối trước mặt, Phạm Anh lại tâm cao khí ngạo, lại có đầy ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng chỉ có thể toàn diện thu liếm, hết thảy nghe theo Tiêu Phàm phân phó. Sớm có người đem Lâm Thành Đạc mang xuống dưới, làm Phạm phủ hạ nhân, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, không có tư cách lại chờ đợi ở đây. Cơ Khinh Xa cùng Nguyên Thành Tử một trái một phải, ngồi tại Tiêu Phàm bên người. Phạm Nhạc không rên một tiếng, đứng tại Cơ Khinh Xa sau lưng, nhìn về phía Phạm Anh ánh mắt nhàn nhạt, cũng không có Phạm Anh trong tưởng tượng như thế hận không thể ngủ nó ra ăn thịt hắn, chỉ là mang theo mấy phân cảnh giác chi ý. Phạm tiên sinh, ta họ Tiêu, Tiêu Phàm. Tiêu tiên sinh, người tốt. Phạm Anh cứng ngắc lấy cổ, nặng nề nói, các ngươi đều là Phạm Nhạc bằng hữu a. Tiêu Phàm cười cười, nói, Phạm tiên sinh, vấn đề này, chúng ta áp sau lại thảo luận, hiện tại ta rất muốn biết, ngươi tại sao muốn bắt Phạm Linh. Hừ, nhà đầu này, rõ ràng là chúng ta Phạm gia người, lại cùng Hoàng gia lão nhị hỗn cùng một chỗ, cái này hoàn toàn là không đem chúng ta Phạm gia để vào mắt, ta đương nhiên không thể chịu đựng nàng. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một tia trào phúng ý cười, lắc đầu, nói, Phạm tiên sinh, ta cho rằng ngươi là người thông minh, cho nên ta mới có thể cho Phạm Nhạc làm việc, hy vọng hắn có thể thả ngươi một con đường sống. Nhưng ngươi dạng này, một điểm thành ý đều không có, sẽ để cho ta rất khó khăn. Phạm Anh không khỏi biến sắc, lập tức lạnh cười nói, Tiêu tiên sinh, ta làm sao chịu nhất định có thể tin tưởng ngươi. Cơ Khinh Xa liền cười, ở một bên chen vào nói, Phạm Anh tiên sinh, ngươi không cần thiết khẳng định. Ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn sao? Cùng chúng ta hợp tác, dựa theo chúng ta phân phó xử lý, là ngươi duy nhất sinh lộ. Không phải, sang năm hôm nay, chính là của ngươi ngày giỗ. Nhưng là, ta có thể cam đoan, không có bất luận kẻ nào cho ngươi tảo mộ viếng mồ mả. Âm quỷ phản phệ, sẽ ăn đến ngươi ngay cả cặn cũng không còn, trên thế giới này, lại không còn lưu lại ngươi bất cứ dấu vết gì. Phạm Anh sắc mặt hoàn toàn chìm xuống dưới, quai hàm một trống, tựa hồ đang cực lực kiềm chế phẫn nộ của mình. Bất quá lập tức, ánh mắt của hắn liền trở nên ảm đạm. Bởi vì hắn biết, Cơ Khinh Xa thực sự nói thật. Đã người ta thiết như thế một cái ván đang chờ hắn vào trong. Liền sẽ không lại cho hắn chỗ trống để né tránh. Nơi này mỗi người đều không bình thường, nhất là ngồi đối diện hắn Tiêu Phàm, càng là làm người sâu xa khó hiểu. Lấy Phạm Anh chi năng, đối mặt Tiêu Phàm lúc, trong đầu cũng bồn chồn.
Phạm tiên sinh, ta nói qua, ta không nghĩ xong tốn thời gian. Ta hy vọng tiếp sau đó chúng ta nói chuyện, đều có thể rất thành khẩn. Phạm tiên sinh, ta muốn biết, người bắt Phạm Linh trở về chân thực nguyên nhân. Là không phải là bởi vì nàng thuần âm tướng mệnh. Phạm Anh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Phàm, chốc lát mới lên tiếng, đã ngươi đều đã biết, còn hỏi ta làm cái gì. Tiêu Phàm lông mày cũng nhào lên, tựa hồ đối với Phạm Anh loại thái độ này có chút không vui. Phạm Anh trong lòng run lên, đành phải nói tiếp, không sai, ta bắt Phạm Linh trở về, cũng là bởi vì nàng là thuần âm chi nữ. Ngươi muốn đem nàng thế nào? Đứng tại Cơ Khinh Xa sau lưng Phạm Nhạc nhịn không được mở miệng hỏi, trong hai con ngươi hiện lên một vòng sát cơ. Dưới mắt, Phạm Linh là Phạm Nhạc người thân cận nhất, đã Phạm Nhạc trở lại Lạc Gia Thành, liền không cho phép người khác lại tổn thương Phạm Linh. Ta không biết, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Phạm Anh liếc nhìn hắn một cái, nói. Tiêu Phàm hỏi, phụng mệnh làm việc, là Y Sun để ngươi làm như thế à? Ừm, Phạm Anh nhẹ gật đầu, tựa hồ không nguyện ý nói chuyện nhiều chuyện này. Cứ việc đây là đang Ngọc Dương Quan, Phạm Anh giống như cũng sợ mình ở đây đàm luận Y Sun, sẽ bị phát giác. Giảm nhiều đầu sư năng lực lớn bao nhiêu, người bình thường là khó có thể tưởng tượng. Tiêu Phàm trầm giọng nói, Phạm tiên sinh, ta hy vọng ngươi đem tình huống nói rõ chi tiết một chút. Tiêu tiên sinh, ta kỳ thật cũng không có giấu giếm cái gì. Chính là hai ngày trước, sư phụ đột nhiên nói cho ta, muốn tìm hai tên thuần âm nữ tử cùng hai tên thuần dương nam tử, gần đây bên trong liền muốn tìm toàn. Ta biết Phạm Linh là bát tự toàn âm, cho nên liền thanh nàng mang về. Hiện tại còn trong nhà, hảo hảo. Không ai thanh nàng thế nào. Y Sun muốn những này thuần âm nữ tử cùng thuần dương nam tử làm cái gì? Cơ Khinh Xa lập tức hỏi, song mi nhíu chặt, thần sắc cực kỳ chú ý. Xem ra chân tướng sự tình, thật có khả năng cùng bọn hắn lúc trước suy đoán đồng dạng, Y Sun để Phạm Anh tìm kiếm những này thuần âm nữ tử cùng thuần dương nam tử, đoán chừng chính là dùng để làm lô đỉnh, tu luyện một loại nào đó cực kỳ lợi hại hàng đầu thuật. Không biết, Phạm Anh lắc đầu, nói, vậy những người này, là Y Sun muốn dùng hay là Ma Cừu Đại Quốc Sư muốn dùng? Phạm Anh sắc mặt lại là biến đổi, vội vàng nói, ta đây liền càng không biết, sư phụ căn bản liền không có nói cho ta, muốn những người này dùng làm gì? Tiêu Phàm chậm rãi hỏi, vậy theo ngươi suy đoán của mình, Y Sun muốn những người này, làm gì dùng đồ? Phạm Anh lại lắc đầu, nói Tiêu tiên sinh, dạng này sự tình, ta cũng không dám tùy tiện phỏng đoán. Nói một chút, Tiêu Phàm không có chút nào đến đây dừng tay chi ý. Nhìn chằm chằm hỏi. Phạm Nhạc lạnh lùng nói, Phạm Anh, ngươi chính mình là hàng đầu sư, thật chẳng lẽ không có chút nào cảm kích. Phạm Anh nhìn hắn một chút, thở dài, nói, Phạm Nhạc, ngươi đối hàng đầu thuật hoàn toàn không biết gì, tại trong lòng của ngươi, tất cả hàng đầu sư đại khái đều không khác mấy a. Kỳ thật hoàn toàn không phải chuyện như vậy, giống ta dạng này, bất quá là vừa mới nhập môn mà thôi. Hàng đầu thuật ngàn ngàn vạn vạn, ta hiểu biết, chỉ là chín châu một mao. Chân chính giảm nhiều đầu sư là như thế nào tu luyện, ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Phạm Nhạc cười lạnh một tiếng, nói, ngươi tốt nhất là nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tiêu tiên sinh để ta đáp ứng, sau khi chuyện thành công, chẳng những không giết ngươi, còn phân cho ngươi một gia sản, như vậy chúng ta tổng phải biết, trả giá dạng này đại giới có đáng giá hay không. Ngươi cho rằng có thể tùy tiện liền đem chúng ta đều ứng phó a? Ngươi thật đáp ứng phân cho ta một gia sản. Phạm Anh hai tròng mắt bỗng dưng co vào. Khí tức cũng lập tức trở nên dồn dập lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Kỳ thật lời này, vừa rồi Tiêu Phàm liền cùng hắn nói qua, chỉ là khi đó Phạm Anh kinh hoàng quá mức, không có cẩn thận suy nghĩ chuyện này, mà lại hắn cho rằng Tiêu Phàm chính là như thế thuận miệng nói thôi. Đã Phạm Nhạc không chết, còn bỗng nhiên giết trở lại Lạc Gia Thành, như vậy đương nhiên muốn thu hồi nguyên bản là thuộc về Phạm Nhạc hết thảy, có thể chừa cho hắn một cái mạng, đã coi như là đại từ đại bi. Về phần chia gia sản, hay là đừng nghĩ lung tung tốt. Phạm Nhạc cũng không phải nhà từ thiện, mà bây giờ Phạm Nhạc chính miệng nói ra những lời ấy, vậy liền hoàn toàn không giống. Phạm Anh cùng Phạm Nhạc làm nhiều năm như vậy đường huynh đệ, đối Phạm Nhạc họ cách 10 điểm hiểu rõ. Phạm Nhạc hoặc là không hứa hẹn, một khi hứa hẹn, vậy liền nhất định sẽ thực hiện. Phạm Nhạc lạnh lùng nói, có thể hay không cho chính ngươi lưu lại một cái mạng, có thể hay không cầm tới khoản này tài sản, đều muốn xem chính ngươi. Phạm Anh, ngươi là người làm ăn, hẳn phải biết, bất kỳ cái gì đại giới trả giá, đều nhất định phải có đầy đủ hồi báo. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Phạm Anh lập tức nói, thở phào một hơi. Tận đến giờ phút này, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối treo lấy khối đá lớn kia, mới rốt cục rơi xuống đất.
Phạm Nhạc cùng hắn ở giữa đường tình cảm huynh đệ, kia là nửa điểm đều không thừa dưới, Phạm Anh cũng tuyệt không hy vọng xa vời Phạm Nhạc sẽ bởi vì cái này nguyên nhân bỏ qua cho hắn. Hiện tại Phạm Nhạc nói rõ là cùng hắn làm giao dịch, ngược lại làm cho Phạm Anh yên lòng. Phạm Nhạc nói không sai, hắn là người làm ăn, hắn chỉ tin tưởng giao dịch. Phạm Anh kiên định cho rằng, trên thế giới này hết thảy, cũng có thể dùng để giao dịch. Giao dịch có thành công hay không, mấu chốt liền nhìn ngươi mở ra thẻ đánh bạc có thể hay không đả động người khác. Không thể nghi ngờ, Phạm Nhạc mở thẻ đánh bạc đã đả động hắn, tiếp xuống, liền nên hắn xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc để đả động Phạm Nhạc. Chương 480, Tổ sư ra lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tiêu tiên sinh, nói thật, ta là thật không biết Y Sun tại sao phải tìm những này thuần âm thuần dương tướng mệnh nam nữ. Y Sun nói với ta về chuyện này thời điểm, chỉ nói phi thường quan trọng, nhất định phải mau chóng làm thỏa đáng, nếu không tổ sư ra sẽ rất tức giận. Một khi quyết định toàn diện hợp tác, Phạm Anh liền trở nên 10 điểm dứt khoát. Dù là như thế, tại nâng lên tổ sư ra ba chữ thời điểm, Phạm Anh hay là kìm lòng không đặng rụt cổ một cái, ánh mắt có chút bất an hướng nhìn chung quanh một phen. Trên thực tế, Phạm Anh vị này tổ sư ra không chỉ đối với hắn có lớn lao áp lực tâm lý, đối trong phòng những người khác cũng giống như vậy. Tiêu Phạm khẽ gật đầu một cái, nói, Phạm tiên sinh, vì cái gì chuyện này không có xử lý tốt, tổ sư ra sẽ rất tức giận chứ. Cái này, Tiêu tiên sinh, ta xác thực không rõ ràng lắm. Khoảng thời gian này, trong thành đều tại thịnh truyền, đại quốc sư muốn tu luyện trí cao vô thượng, thông linh hàng, ta đoán, khả năng cùng chuyện này có chút quan hệ đi. Phạm Anh vội vàng nói, ánh mắt rất là thành khẩn. Tiêu Phạm chậm rãi nói, Phạm tiên sinh, ta cần muốn lấy được tin tức xác thực, mà không phải suy đoán chi từ. Có quan hệ ma cừu đại quốc sư hết thảy, đều phải là xác định, mà không phải khả năng, có lẽ, hoặc là. Ngươi hiểu chưa, đối với cái này, Phạm Anh ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải. Cứ việc cho tới bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm trước mắt vị này nhã nhặn nam tử vì cái gì đối ma cừu đại quốc sư như vậy cảm thấy hứng thú. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là vô luận ai nghĩ muốn đối phó ma cừu đại quốc sư, đều tuyệt đối không thể dựa vào tin đồn đồ vật đến chế định tác chiến phương án. Chỉ là, đối phó ma cừu đại quốc sư, cái này. Khả năng sao? Phạm Anh nhìn về phía Tiêu Phạm ánh mắt, trở nên cực kỳ nghi hoặc. Đối hắn nghi ngờ trong lòng, Tiêu Phạm tựa hồ có hiểu biết, cười cười, nói, Phạm tiên sinh, ngươi không cần thiết suy đoán, ta lần này đến Lạc Già Thành. Đúng là hướng về phía ma cừu đại quốc sư trong trang viên cây kia, xích viêm thảo, mà tới. Mặc dù trong lòng có hoài nghi, giờ phút này nghe tới Tiêu Phạm chính miệng chứng thực, Phạm Anh hay là giật nảy cả mình, nháy mắt sắc mặt biến đổi, trắng bệch như tờ giấy. Tiêu tiên sinh, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Cái này, xích viêm thảo, đại quốc sư tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nhúng chàm. Đây là tu luyện cao minh hàng đầu thuật thiết yếu thần dược. Nhất quán chấn định Phạm Anh, nói chuyện cũng biến thành cà lăm, trên trán thấm xảy ra chút điểm mồ hôi. Ta biết, Tiêu Phạm khẽ vuốt cằm, thần sắc bình tĩnh như cũ. Phạm Anh giờ phút này trong đầu lại là rời sông lấp biển. Tiêu Phạm không chút nào giấu giếm mình ý đổ đến, chẳng khác nào minh bạch không sai lầm nói cho hắn ta không sợ ngươi đổi ý. Đối với việc này, ngươi nhất định phải hợp tác, nếu không, cho dù là ma cừu đại quốc sư, cũng không thể nào cứu được ngươi. Có can đảm tự tin như vậy. Không hề nghi ngờ xây dựng ở thực lực tuyệt đối cơ sở bên trên. Chỉ là, muốn cùng tổ sư ra đối nghịch, chuyện như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút đều sẽ hai chân như nhũn ra. Hiển nhiên Phạm Anh trong mắt quay tròn chuyển không ngừng, Phạm Nhạc lại lạnh lùng mở miệng, Phạm Anh, đừng đem mình thấy quá thông minh. Chuyện này không có sách lược vẹn toàn, chỉ có một con đường ngươi giúp chúng ta, thắng, ngươi liền có thể sống. Nếu không, ngươi khẳng định là cái thứ nhất chết. Phạm Anh đưa tay lau một vệt mồ hôi lạnh. Thẳng tắp nhìn qua Tiêu Phàm, khàn khàn nói, rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Tiêu Phàm không chút do dự nói, toàn lực phối hợp chúng ta. Đầu tiên, ngươi liền phải đem chuyện này làm rõ ràng, đại quốc sư muốn những này thuần âm thuần dương tướng mệnh nam nữ làm cái gì? Ta cho ngươi thời gian một ngày, ngày mai, ta nhất định phải đạt được tin tức xác thực. Sau đó, ta sẽ chỉ thị ngươi bước kế tiếp hành động. Được, Phạm Anh cũng không chút do dự đáp ứng. Hắn hiện tại rất nghĩ mau rời khỏi nơi này. Một người ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ, thanh chuyện này tiền căn hậu quả đều vuốt rõ ràng lại nói. Chí ít Tiêu Phàm trước mắt để hắn làm chuyện này, tựa hồ cũng không có quá lớn nguy hiểm. Hắn có thể nghĩ biện pháp giao nộp, vì chính mình tranh thủ càng nhiều giảm sóc thời gian. Vậy ngươi đi về trước đi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, khoát tay áo, nói.
thật làm cho ta đi. Lúc đầu Phạm Anh tập trung tinh thần muốn rời khỏi, hiện tại Tiêu Phàm thật làm cho hắn đi, hắn ngược lại chần chờ, rất có mấy phần bất an. Có lẽ cảm thấy Tiêu Phàm thực tế không nên cứ như vậy thả hắn đi. Tiêu Phàm cười cười, nói, Phạm tiên sinh, ta là rất giữ uy tín, hy vọng Phạm tiên sinh cũng đừng để ta thất vọng. Tốt, vậy thì cảm ơn. Phạm Anh không do dự nữa, lập tức đứng dậy, ôm quyền chắp tay, xoay người rời đi, nửa điểm cũng không dây dưa dài dòng. Tiêu Chân Nhân, người này họ Cách kiệt ngạo bất tuần, từ tướng mạo xem ra, sinh họ đa nghi, xảo trá. Cứ như vậy thả hắn trở về, Tiêu Chân Nhân cảm thấy hắn thật sẽ dốc toàn lực phối hợp chúng ta a. Nhìn qua Phạm Anh bóng lưng cực nhanh biến mất ở ngoài cửa góc rẽ, Nguyên Thành Tử rốt cục mở miệng nói ra, lo lắng. Hôm nay trận này phục kích chiến, nói rõ là lấy Tiêu Phàm làm chủ, chỉ là mượn Ngọc Dương Quan thanh tịnh chỗ dùng một lát, Nguyên Thành Tử liền tuân thủ nghiêm ngặt lấy quy củ, hết thảy đều từ Tiêu Phàm chủ trì, mình cũng không tùy tiện nhúng tay. Dù coi như Tiêu Phàm dễ dàng liền thả Phạm Anh, Nguyên Thành Tử cũng không có ngăn cản. Hắn sẽ phối hợp, Tiêu Phàm nhẹ nói, ngữ khí 10 điểm chắc chắn. Âm quỷ phản phệ tư vị, không có người so Phạm Anh mình càng rõ ràng hơn. Đương nhiên, Phạm Anh tuyệt sẽ không cứ như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, sau khi trở về, khẳng định sẽ nếm thử tìm kiếm giải cứu chi đạo. Bất quá Tiêu Phàm cũng không lo lắng cái này. Nam Dương hàng đầu thuật cố nhiên thần bí khó lường, vô cực môn đạo thuật, cũng tuyệt không phải ngoại nhân nói phá giải liền có thể phá giải được. Luận đến thuật pháp bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Nam Dương hàng đầu thuật càng là xa xa không thể cùng vô cực môn đạo thống đánh đồng. Hắn tại Dương Đồng trên thân dưới phù lục cấm chế, đã sớm cùng âm quỷ hòa làm một thể, ngoại trừ chính hắn, ngoại nhân tuyệt đối không giải được. Lấy Ma Cưu Đại Quốc Sư chi năng, có lẽ có thể rất mạnh mẽ đem Phạm Anh thể nội xúc dưỡng âm quỷ diệt sát, nhưng muốn vô thanh vô tức làm đến việc này, lại tuyệt đối không thể. Chỉ cần Dương Đồng vừa có bị diệt sát điểm báo trước, mặc kệ cách bao xa, Tiêu Phàm lập tức liền sẽ cảm ứng được. Lập tức liền có thể thúc đẩy cái này âm quỷ, đoạt trước một bước xử lý xong Phạm Anh tính mệnh. Nguyên Thành Tử nói không sai, Phạm Anh sinh họ đa nghi, làm người xảo trá, không có chút nào thành tín có thể nói. Bất quá loại này họ Cách người cũng là sợ chết nhất, tại không có tự tin 100% có thể giải khai âm quỷ phản phệ chi ách lúc, tuyệt không dám bội ước. Về phần Phạm Anh cùng Ma Cưu Đại Quốc Sư sư môn tình nghĩa, hoàn toàn không tại Tiêu Phàm suy tính bên trong. Loại vật này, tại Phạm Anh trong suy nghĩ. Quả thực không đáng một xu. Nếu không, như thế nào lại đối Phạm Nhạc, Phạm Linh những này người thân nhất đều thống hạ sát thủ. Lại càng không cần phải nói, hàng đầu sư thế giới, vốn chính là cường giả vi tôn. Năm đó, Ma Cưu Đại Quốc Sư chính là giết chết sư phụ của mình, mới thành công leo lên không cổ phái đại tư tế bảo tọa. Đã nhiên Tiêu Chân Nhân có nắm chắc như vậy, ngược lại là bần đạo nghĩ nhiều. Nguyên Thành Tử nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra tiếu dung. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Nguyên Thành Chân Nhân, hôm nay có thể thành công bắt lấy Phạm Anh, nhờ có Chân Nhân tương trợ, tạ ơn. Tiêu Chân Nhân làm gì khách khí như vậy? Tất cả mọi người tại trên cùng một con thuyền, đương nhiên muốn đồng tâm hiệp lực. Nguyên Thành Tử cười lên ha hả, vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Tiêu Phàm, Cơ Khinh Xa cùng Phạm Nhạc ngồi một đài không chút nào thu hút xe con, lái ra Ngọc Dương Quan hậu viện. Phạm Nhạc, mặt khác tìm một chỗ nghỉ. Chúng ta hôm nay không ngừng đang Hoàng Phủ. Tận khả năng cách Hoàng Phủ gần một điểm, Tiêu Phàm nhẹ giọng đối lái xe Phạm Nhạc nói. Phạm Nhạc nhẹ gật đầu, không rên một tiếng. Cơ Khinh Xa song mi có chút một dương, nói, người đây là không nguyện ý thanh tất cả trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói, chiến tranh niên đại có quy định, thời gian chiến tranh bộ đội tối cao quân chính thủ trưởng không thể ngồi chung một chiếc xe. Sở dĩ có quy định như vậy, sợ chính là một khi ngoài ý muốn nổi lên. Quân chính thủ trưởng bị tận diệt, bộ đội rắn mất đầu, liền toàn lộn xộn. Bây giờ Tô Nam ở tại Hoàng Phủ, Nguyên Thành Tử cùng mấy tên thân truyền đệ tử cũng ở tại Hoàng Phủ, lại thêm ba người bọn họ, cơ hồ tất cả lực lượng đều tụ tập lại với nhau, rất dễ dàng gây nên Ma Cưu Đại Quốc Sư chú ý. Là đạo lý này, Tô Nam cùng Nguyên Thành Tử mục tiêu quá lớn. Nhất là Tô Nam, có thể nói là Ma Cưu kiêng kỵ nhất người. Cơ Khinh Xa lập tức gật đầu tán đồng Tiêu Phàm cách nhìn. Từ Tô Nam sự miêu tả của mình đến xem, hắn cùng Tinh Nguyệt phái giáo chủ Cao Trừng, Đỗ Thành phái đại tư tế nạp trái, là Đan Mạn quốc gần với Ma Cưu một cùng giảm nhiều đầu sư. Trước mắt Cao Trừng cùng nạp trái tựa hồ cũng xảy ra trạng huống, còn lại Tô Nam, chính là thụ nhất Ma Cưu chú ý. Tô Nam trước kia một mực ở tại, nạp cát phái, tổng đàn khổ tu, cũng liền thôi, Ma Cưu lại kiêng kỵ hắn, cũng không thể tránh được.
Hiện tại độc thân xuất hiện tại Lạc Gia Thành, cách mà Cửu Trang Viên như thế tiếp cận, bất quá mấy 10 km khoảng cách, lúc nào cũng có thể bại lộ hành tung. Có lẽ, đây cũng là Tô Nam lẻ loi một mình đến đây Lạc Gia Thành nguyên nhân. Thực tế hắn đối với mình giáo phái bên trong cái khác hàng đầu sư, đều không phải yên tâm như vậy. Ai biết những người thân tín này bên trong, có người hay không bị ma cưu mua được. Dù sao Tô Nam Nạp Cát phái giáo chủ chi vị, cũng không phải là trời sinh, càng không phải là vô có thể thay thế. Nếu như Tô Nam bị xử lý, trong phái cái khác giảm nhiều đầu sư liền có gia nhậm giáo chủ cơ hội. Huống chi ma cưu thân là đại quốc sư, có thể mở ra điều kiện khẳng định 10 điểm phong phú, người bình thường rất khó cự tuyệt. Nhất là quan trọng chính là, ma cưu đã từng 2 lần thân phó Nạp Cát phái tổng đàn tiếp Tô Nam. Tô Nam cũng vô pháp khẳng định, hành tung của mình phải chăng sớm đã bị ma cưu biết được. Tỷ như Tiêu Phàm, chỉ cần gặp qua người nào đó một lần, tại trong phạm vi nhất định, liền có biện pháp xác định người đó hành tung. Đây không phải vô cực môn đặc hữu bí thuật, bình thường đến nói, thuật pháp tạo nghệ đến trình độ nhất định đại thuật sư, đều có loại này bản sự. Chỉ là cụ thể đến người, dò xét hành tung rõ ràng trình độ hơi có khác nhau mà thôi. Nam Dương hàng đầu thuật thần bí khó lường. Mà cựu đại quốc sư có lẽ liền có cùng loại thủ đoạn. Vô luận như thế nào, nơi này là Lạc Gia Thành, là ma cựu đại quốc sư đại bản doanh, trừ ma cựu, Y Sun bên ngoài, không cổ phái còn có không ít lợi hại hàng đầu sư. Nếu như biết được Tô Nam vào ở Hoàng Phủ tin tức, ma cựu xuất lĩnh môn đồ quy mô đến công, còn thật không có nắm chắc ngăn cản được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.